Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 14. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Tuyết Vô Hưu đứng lên, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Tuyết Nguyệt kiếm thứ 13 thực sự là ngươi vừa mới lĩnh ngộ ra sao? Tuyết Vô Hưu cơ hồ dùng hết một tia khí lực cuối cùng quát lớn. Nghe nói như thế, trong mắt hai người Tuyết Ngọc Hiên và Tuyết Nam Thiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Tuyết Nguyệt thập tam kiếm là bí mật bất truyền của Tuyết gia, chỉ có đệ tử chính mới có thể tu luyện, chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng có? Hơn nữa còn biết rõ kiếm thứ 13. Rất khó sao? Tiêu Phàm ngữ khí thập phần bình thản, vẫn chỉ có ba chữ. Khụ khụ. Tuyết Vô Hưu trong miệng ho ra máu, vẫn như cũ không muốn tin tưởng. Tuyết Nguyệt thập tam kiếm, học được 12 kiếm phía trước, rút ra một kiếm cuối cùng rất khó sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Rút ra một kiếm cuối cùng rất khó sao? Tiêu Phàm nói tựa như một chuôi đao nhọn hung hăng cắm ở lồng ngực đám người Tuyết gia, làm bọn hắn không thở nổi. Đám người cũng không khỏi kinh hãi nhìn Tiêu Phàm mặc một bộ đồ đen vô cùng khinh cuồng, trong lòng khẽ run lên. Tuyết Ngọc Hiên, kể từ hôm nay ngươi làm Tuyết Nguyệt Hoàng chủ, chuyện hôm nay, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng từ ta mà kết thúc. Tuyết Vô Hưu đột nhiên nhìn về phía Tuyết Ngọc Hiên, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi. Trong tay phát ra quang mang hướng thẳng đến thiên linh cái. Tuyết Vô Hưu đầu nổ tung, thi thể không đầu ngã xuống đất. Thúc tổ, Tuyết Ngọc Hiên sợ hãi kêu, muốn ngăn cản nhưng căn bản không kịp. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sự tình phát triển cũng vượt qua dự liệu của hắn. Hắn từng nghĩ tới sẽ thay Tuyết Ngọc Hiên tranh đoạt hoàng chủ chi vị, chỉ cần giết chết Tuyết Ngọc Long liền có thể. Chỗ nào biết rõ, vậy mà sẽ dẫn phát chiến tranh Đại Yến và Tuyết Nguyệt. Mọi người có lẽ cho rằng Tuyết Vô Hưu chết liền đã thua, nhưng rất nhiều người biết rõ, Tuyết Vô Hưu cũng không có bại, hắn dùng cái chết để bảo trụ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Mọi người đều biết rõ quan hệ của Tiêu Phàm và Tuyết Ngọc Hiên. Tiêu Phàm không thể nào đuổi tận giết tuyệt, cũng chỉ có Tiêu Phàm mới có thể kết thúc trận chiến tranh này. Trận chiến tranh này bộc phát, ai có thể nghĩ đến sinh tử của một đại hoàng triều vậy mà lại bị khống chế trong tay một tu sĩ chiến vương cảnh nho nhỏ. Ánh mắt đám người nhao nhao rơi trên người Tiêu Phàm, là chiến hay là không, chỉ cần hắn nói một câu. Nên kết thúc. Tiêu Phàm đột nhiên hít sâu khẩu khí, hắn cũng cảm nhận được chiến tranh tàn khốc, chỉ bởi vì Tuyết Ngọc Long cùng hắn có ân oán, Tuyết Vô Hưu tham dục mới dẫn xuất nhiều thế lực như vậy. Tu sĩ chết phía dưới Vân Thành hàng vạn người. Phóng tầm mắt nhìn tới, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, trong phạm vi mười mấy dặm đều trở thành phế tích. Một trận chiến này tất nhiên sẽ khắc ghi trong sử sách, tên Tiêu Phàm làm sao lại không được liệt trên đó. Tuyết Nguyệt nghe lệnh, lập tức triệt binh, trở về Tuyết Nguyệt. Tuyết Ngọc Hiên nhìn thi thể đầy đất, trong mắt có chút không đành lòng. Tất cả những thứ này không phải do Tiêu Phàm, kẻ cầm đầu chính là Tuyết Ngọc Long và Tuyết Vô Hưu. Chiến tranh tàn khốc, tranh đoạt hoàng chủ chi vị cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là chiến trường đổi một cái địa phương mà thôi. Nghĩ vậy. Trong lòng Tuyết Ngọc Hiên cũng buông lỏng một hơi, chỉ ít giết chết Tuyết Ngọc Long cũng không phải là người em trai ruột này. Tuyết Nguyệt tướng sĩ nện bước rời xa Vân Thành. Tiêu huynh, ngày sau sẽ đến thỉnh tội. Tuyết Ngọc Hiên hơi ôm quyền, thấy Tiêu Phàm gật đầu, Tuyết Ngọc Hiên cũng quay người rời đi. Chiến tranh giữa Tuyết Nguyệt và Đại Yến như vậy kết thúc, về phần phía sau sẽ còn phát triển như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Nhưng mọi người biết rõ, chỉ cần Tiêu Phàm không chết. Tuyết Nguyệt tuyệt đối không dám phạm Đại Yến. Phụ vương, đúng lúc này, thanh âm Vân Lạc Vũ vang lên. Trong ngực máu me đầm đìa, bản thân bị trọng thương, cơ hồ chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Một đạo thân ảnh lóe qua, Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện ở trên người Vân Thiên Trì. Trong tay xuất hiện mấy cây kim châm, tinh chuẩn cắm vào mấy huyệt đạo của Thiên Trì. Tay hắn nắm chặt mạch đập Vân Thiên Trì, một tia hồn lực rót vào bên trong thân thể. Lông mày nhíu chặt, sắc mặt có chút khó coi. Tiêu huynh, van cầu ngươi mau cứu phụ vương ta. Trong mắt Vân Lạc Vũ có hơi nước bốc hơi, hai chân hướng mặt đất quỳ xuống. Vân huynh, không cần như thế. Tiêu Phàm vội vàng nâng lên Vân Lạc Vũ, không để hắn quỳ xuống dưới, ta sẽ tận hết khả năng. Tiêu huynh đệ, thân thể ta biết rõ, như đèn dầu hết bấc, ngươi không cần lãng phí tâm thần. Sắc mặt Vân Thiên chỉ trắng bệch. Thanh âm suy yếu vô cùng. Tiêu Phàm trầm mặc không nói,
vẫn như cũ lẳng lặng điều tra thương thế Vân Thiên Trì. Lạc Vũ, từ hôm nay ngươi sẽ thay ta đảm nhiệm Đại Yến Chi Vương. Vân Thiên Trì đã bắt đầu bàn giao hậu sự. Không, Phụ Vương, ngươi sẽ không sao. Vân Lạc Vũ nước mắt chảy dài, đầu như trống lúc lắc lay động. Đứa nhỏ ngốc, trên đời này có ai không chết, sinh lão bệnh tử chỉ là chuyện thường tình mà thôi. Vân Thiên Trì lắc đầu, tựa như coi nhẹ sinh tử. Sau đó, vừa nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu huynh đệ, Vân Mỗ có một yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy cũng không cần nói. Tiêu Phàm trực tiếp cự tuyệt, Vân Thiên Trì mở miệng một tiếng Tiêu huynh đệ, mình mới 17 tuổi bị một người 40-50 tuổi xưng huynh gọi đệ, khiến hắn cảm giác thập phần quái dị. Vân Lạc Tuyết thấy thế, thiếu chút nữa thì chửi ầm lên, bản thân phụ thân sắp phải chết, có gì ngươi trước đáp ứng không được sao? Tần lão, van cầu ngươi mau cứu phụ vương ta. Vân Lạc Vũ đành phải chuyển hướng Tần Mặc. Tần Mặc hít sâu một hơi, thân thể ngồi xuống nắm lấy cánh tay khác của Vân Thiên Trì bắt mạch. Lúc này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đan điền bị phá vỡ, hồn hải phá toái, chiến hồn bị hủy, lão hủ đành bất lực. Vân Lạc Vũ và Vân Lạc Tuyết nghe vậy, sắc mặt mặt xám như cho. Tần Mặc là luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong, hắn không cứu được thì ở đây ai có thể cứu. Bọn hắn lại không biết, Tần Mặc đã trở thành thất phẩm luyện dược sư. Tiêu huynh đệ, Vân Mỗ khẩn cầu ngươi thu Lạc Vũ làm đồ đệ. Vân Thiên Chỉ khá là kích động, gắt gao bắt lấy tay Tiêu Phàm, một bộ ngươi không đáp ứng ta liền không chết không thôi. Ngươi biết ta sợ nhất là phiền phức. Tiêu Phàm lắc đầu, vẫn như cũ vô tình cự tuyệt. Tiêu Phàm, chẳng lẽ phụ vương ta lần cuối cùng thỉnh cầu ngươi cũng không đáp ứng? Thu nhị ca làm đồ đệ đối với ngươi không có tổn thất gì. Vân Lạc Tuyết sốt cục nhịn không được, nước mắt chảy ra ngoài. Tiêu Phàm coi như không nghe thấy, hắn tự nhiên biết rõ Vân Thiên Chỉ có ý đồ gì. Muốn hắn vĩnh viễn ở Đại Yến, thế nhưng hắn nào có thể vĩnh viễn ở tại nơi này. Hắn cũng có việc bản thân cần hoàn thành, phụ thân Tiêu Trường Phong sinh tử chưa biết, mặc dù không có bao nhiêu tình cảm, nhưng Tiêu Phàm thân là con của người ta, cũng không thể thờ ơ. Hơn nữa hắn còn muốn đem tiểu ma nữ trở về. Hai chuyện này đều chưa thể làm được, làm sao có thể lưu tại Đại Yến. Ngươi, Vân Lạc Tuyết phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, Vân Thiên chỉ có thể đắng chát cười một tiếng. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi chết không được. Tiêu Phàm tức giận nhìn Vân Thiên Chỉ nói. Cái gì? Hai huynh muội Vân Lạc Vũ và Vân Lạc Tuyết kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt màu xám khôi phục thần thái, bốc cháy lên tia hy vọng. Tiêu Phàm, người thật có thể cứu hắn. Tần Mặc cũng kinh ngạc không thôi, đan điền phá toái, chiến hồn bị hủy, trừ khi thần linh tại thế, nếu không làm gì có ai có thể cứu sống Vân Thiên Chỉ. Chí ít, Tần Mặc không có bất kỳ biện pháp nào. Vân Lạc Vũ, người trước thu thập chiến trường, tìm cho ta một chỗ yên tĩnh. Tiêu Phàm gật đầu, vừa nhìn về phía Tần Mặc nói, Tần Lão, làm phiền ngươi giúp ta một chút. Được, Vân Lạc Vũ và Tần Lão hai người không chút do dự nói, thần sắc không khỏi kích động. Tiêu Phàm, ta làm cái gì? Trong gian phòng yên tĩnh, Tần Mặc kích động nhìn Tiêu Phàm, hắn muốn biết Tiêu Phàm làm thế nào cứu chữa cho Vân Thiên Trì. Đan điền phá toái, hồn hải biến mất, chiến hồn bị hủy, dạng thương thế này, Tần Mặc thân làm thất phẩm luyện dược sư đều không thể làm gì, Tiêu Phàm chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư lại làm sao có thể cứu. Nếu như trước đó, Tần Mặc khẳng định không tin Tiêu Phàm. Nhưng từ khi học được bạo linh thuật của Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, trong đáy lòng Tần Mặc lại tin tưởng năng lực của Tiêu Phàm. Tần Lão đã đột phá thất phẩm, Tiêu Phàm đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Vân Thiên Chỉ kinh ngạc nhìn Tần Mặc. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, Tần Mặc đã trở thành thất phẩm luyện dược sư. May mắn, nếu như không có. Tần Mặc gật đầu cảm kích nhìn Tiêu Phàm. Nói còn chưa dứt liền bị Tiêu Phàm ngắt lời nói, ta đây có một lục phẩm đan phương, tên là tẩy hồn đan, vật liệu ta có, bất quá cần Tần Lão thay ta luyện chế. Lục phẩm đan phương, lục phẩm làm sao có thể thành đan? Tần Mặc đầu tiên là kinh ngạc nhưng mà lộ ra vẻ không hiểu. Thế nhân đều biết rõ. Thất phẩm thành đan, lục phẩm chỉ có thể luyện dược, hắn rất muốn xác định Tiêu Phàm không phải là đang nói đùa. Ta nói có thể liền có thể. Tiêu Phàm lười nhác giải thích, ngữ khí thập phần bá đạo. Thời kỳ thượng cổ đâu chỉ lục phẩm thành đan,
cho dù nhất phẩm cũng có thể thành đan, chỉ là những cái đan phương đại bộ phận đều biến mất mà thôi. Bất quá, bên trong Tu La truyền thừa ghi chép rất nhiều đan phương, tẩy hồn đan chỉ là một loại trong đó. Tốt, ta thử xem, bất quá không nhất định có thể thành công. Tần Mặc bất đắc dĩ, đành phải thử một lần xem sao. Ta sẽ giúp ngươi. Tiêu Phàm gật đầu, vừa nhìn về phía Vân Thiên chỉ nói, Yến Vương, ta có thể giữ được mạng ngươi, nhưng một thân tu vi của ngươi có thể sẽ mất đi. Ngươi đều phải chết, ở giữa sinh tử và tu vi, ta biết chọn như thế nào, Tiêu huynh đệ không cần lo lắng. Vân Thiên chỉ lắc đầu nói. Vậy thì bắt đầu. Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi lấy ra mười mấy loại dược tài. Những cái dược tài này đều là đại trưởng lão Mạc Thiên Nhai cho hắn. Trong lòng Tiêu Phàm phỏng đoán, Mạc Thiên Nhai có khả năng biết đan phương tẩy hồn đan, bằng không mà nói sẽ không có khả năng trùng hợp như vậy. Lấy thất phẩm thăng tiên thảo làm thuốc dẫn, khó trách có thể thành đan. Ánh mắt Tần Mặc trong nháy mắt bị một gốc bạch sắc linh thảo óng ánh trong suốt hấp dẫn, nghi ngờ trong lòng tiêu tán đi mấy phần. Thất phẩm thăng tiên thảo, Vân Thiên chỉ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Một gốc thăng tiên thảo giá trị ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch, Tiêu huynh, một cái mạng cùi của ta không thể lãng phí một gốc thăng tiên thảo. Về sau trả ta linh thạch là được. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, ta trước áp chế thương thế, ngươi không nên phản kháng. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lấy ra một kim châm dài một thước trực tiếp từ đỉnh đầu Vân Thiên chỉ đâm vào, kim châm ngay ngắn toàn bộ chui vào đầu Vân Thiên chỉ. Cái này, Tần Mặc vừa lúc nhìn thấy một màn này. Không khỏi hít một hơi lạnh, kim châm dài như vậy đánh vào đầu, người làm sao có thể còn sống. Tần lão, làm sao vậy? Vân Thiên chỉ nghi hoặc nhìn Tần lão. Không có gì, không có gì. Tần Mặc thiểm nhãn, đầu như trống lúc lắc lay động. Nếu như không phải nhìn thấy trên mặt Vân Thiên chỉ khôi phục vài tia huyết sắc, Tần Mặc tuyệt đối cho rằng Tiêu Phàm mưu tài hại mệnh. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm lấy hai cây kim, châm trực tiếp từ huyệt thái dương Vân Thiên chỉ đi vào. Vân Thiên chỉ không phản ứng chỉ cảm thấy một trận đau nhói, liền hôn mê. Chờ đã, Tần lão, phẩm chất dược đỉnh không đủ. Tiêu Phàm nhìn Tần Mặc lấy ra một tôn hắc sắc dược đỉnh, vội vàng ngắt lời nói. Phẩm chất không đủ, ta đây là lục phẩm dược. Tần Mặc thiếu chút nữa thì giận tím mặt, lời nói vừa đến miệng đột nhiên nghẹn trở về. Chỉ thấy Tiêu Phàm lấy ra một tôn tiểu đỉnh đen kịt, toàn thân tản ra hào quang màu đen. Ánh mắt Tần Mặc trong nháy mắt bị hút vào trong đó. Đây là thất phẩm dược đỉnh. Tần Mặc thử hỏi, đây chỉ là hắn suy đoán, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra đây là mấy phẩm dược đỉnh. Chẳng qua là cảm thấy so với dược đỉnh phẩm giai cao hơn mà thôi. Xem như thế đi, Tần lão còn nhớ tàn phá tiểu đỉnh trong đấu giá hội lần trước a. Tiêu Phàm gật đầu, kỳ thật hắn cũng không biết tàn phá tiểu đỉnh là phẩm giai gì. Ta vẫn không hiểu ngươi vì sao mua tiểu đỉnh này, thì ra là thế, bị ngươi sửa lại thành thất phẩm dược đỉnh. Tần Mặc một trận hâm mộ nhìn Tiêu Phàm. Khụ khụ, trước tiên luyện dược. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, đem dược đỉnh đưa cho Tần Mặc. Yên tâm, luyện chế lục phẩm đan dược, có bạo linh thuật, xác suất thành công chỉ ít có ba thành. Tần Mặc tự tin nói. Ba thành, còn không bằng ta đến luyện, ta chỉ ít cũng nắm chắc sáu thành a. Tiêu Phàm bĩu môi, lời này hắn tự nhiên sẽ không nói ra, bằng không quá đả kích Tần Mặc. Nếu như không phải thời gian cấp bách, Tiêu Phàm cũng sẽ không để Tần Mặc đến luyện đan, hơn nữa Tiêu Phàm còn muốn trông nom thương thế Vân Thiên Trì. Lúc Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Tần Mặc đã bắt đầu dựa theo trình tự ghi chép đan phương bắt đầu bận rộn. Tần lão dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, mấy bước phía trước hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Bước cuối cùng thành đan ta chú ý một chút liền tốt. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó thu liễm tâm thần, nhìn về phía Vân Thiên Trì, muốn tẩy hồn thành công, trước phải đem đan điền cùng kinh mạch chữa trị hoàn toàn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy ra một cái kim châm cắm vào lồng ngực Vân Thiên Trì. Bạch thạch bên trong hồn hải rung động nhẹ nhẹ, tản ra từng đợt bạch mang nhu hòa, một cỗ khí huyền diệu thẩm thấu ra. Dọc theo kinh mạch, Tiêu Phàm xuyên kim châm qua. Rót vào bên trong thân thể Vân Thiên Trì, sau đó hướng toàn thân tràn ngập đi. Những nơi huyền diệu chi khí đi qua, kinh mạch bị hủy vậy mà bắt đầu nhanh chóng được chữa trị. Trên mặt Tiêu Phàm cũng lộ ra một tia vui mừng. Bạch thạch quả nhiên không khiến ta thất vọng.
Trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi kích động. Đột phá chiến vương cảnh, bạch thạch chứa đựng năng lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Lần trước hấp thu hồn tủy được một số lượng khủng bố, chỉ ít là chữa trị kinh mạch và đan điền Vân Thiên Chỉ vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm một bên tu bổ kinh mạch Vân Thiên Chỉ, một bên khác chú ý đến động tĩnh của Tần Mặc. Sau một canh giờ, trán Tiêu Phàm cũng chảy ra từng tia mồ hôi, tất cả kinh mạch không sai biệt lắm được tu bổ hoàn toàn, tiếp theo chính là chữa trị đan điền. Tu bổ đan điền so sánh với kinh mạch phức tạp hơn rất nhiều. Tiêu Phàm dòng dã 3 canh giờ mới tu bổ được hoàn toàn. Đương nhiên, chỉ tu bổ kinh mạch và đan điền căn bản không cần hao phí thời gian dài như vậy. Tại bên trong quá trình, Tiêu Phàm còn đem hồn lực chiến hồn ngưng tụ bên trong đan điền Vân Thiên Trì, đây là một quá trình cực kỳ gian khổ. Đối với hồn lực yêu cầu cực lớn, cũng may Tiêu Phàm khống chế hồn lực sớm đã xuất thần nhập hóa. Bên trong quá trình, Tần Mặc Dư Quang cũng thường xuyên đảo qua Tiêu Phàm, chỉ là khiến hắn không hiểu là, Tiêu Phàm một cái kim châm cắm ở ngực Thiên Trì, không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ đây chính là phương pháp Tiêu Phàm cứu người. Tần Lão, cẩn thận! Tiêu Phàm đột nhiên rút kim châm, lách mình hướng về tiểu đỉnh kia. Oanh long long, thần bí tiểu đỉnh rung động hết sức lợi hại, Tần Mặc bị một cỗ đại lực hất bay, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn khống chế hồn hỏa xảy ra vấn đề gì chăng? Thiếu chút nữa thì thất bại trong gang tấc. Tiêu Phàm, ta, Tần Mặc hổ thẹn cúi đầu, tựa như là trẻ con làm sai, chờ gia trưởng trách cứ. Tần Lão, ngươi nghỉ ngơi một hồi, nơi này giao cho ta. Tiêu Phàm dưới sự khống chế, dược đỉnh bạo động chậm rãi yên tĩnh. A, Tần Lão vừa mừng vừa sợ, rung động nhìn Tiêu Phàm, ừng ực nuốt vài ngụm nước miếng, nói Tiêu Phàm, ngươi là thất phẩm luyện dược sư. Cũng khó trách Tần Mặc kinh ngạc như vậy, Tiêu Phàm một người vậy mà liền khống chế được dược đỉnh muốn bạo tạc, cho dù hắn là thất phẩm luyện dược sư cũng làm không được. Khả năng lớn là Tiêu Phàm đã tấn thăng thất phẩm luyện dược sư. Tần Lão thái, ta tối đa cũng chỉ là lục phẩm luyện dược sư mà thôi. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, Tần Mặc thi triển bạo linh thuật đối với hồn lực khống chế không phải thập phần đúng chỗ. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là chiến vương, nhưng hồn lực sớm đã điều khiển rất hoàn mỹ, rất nhiều thất phẩm luyện dược sư thế hệ trước đều không thể so. Tần Mặc tự nhiên có chút không bằng. Lấy năng lực Tiêu Phàm không có khả năng một mình hoàn thành quá trình luyện chế thất phẩm đan dược. Đây chính là nguyên nhân Tiêu Phàm không thể nào là thất phẩm luyện dược sư. Nghe được Tiêu Phàm nói, Tần Mặc buông lỏng một hơi, nếu như Tiêu Phàm thực sự là thất phẩm luyện dược sư vậy thì quá dọa người rồi. Thất phẩm luyện dược sư không đến 17 tuổi, phóng nhãn chiến hồn đại lục cũng tuyệt đối là thiên tài luyện dược. Bất quá, Tần Mặc rất nhanh lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi đột phá lục phẩm. Ta cũng không biết. Bất quá luyện chế tẩy tủy đan vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Phàm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tần Mặc không khỏi trợn mắt một cái, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng thay đổi. Cái tên gia hỏa này không lâu trước đó mới chỉ là ngũ phẩm sơ giai luyện dược sư đi, làm sao đột nhiên trở thành lục phẩm. Bất quá, Tần Mặc rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nghĩ tới lúc trước, những dược tài khảo hạch quá thấp. Bằng không Tiêu Phàm không chỉ có thể luyện chế ra dược dịch ngũ phẩm sơ giai. Tần Mặc thu liếm tâm thần, chỉ có thể thầm than trò giỏi hơn thầy. Tiêu Phàm siêu việt chỉ là sớm muộn mà thôi. Dược vương không đến 17 tuổi, đây chính là cực kỳ yêu nghiệt. Hắn cảm giác cùng Tiêu Phàm đứng ở một chỗ có chút tự ti mặc cảm, dứt khoát đi đến bên người Vân Thiên Trì, dò xét thương thế. Không nhìn còn tốt, vừa xem xét lại làm hắn dọa cho phát sợ. Làm sao có thể, Tần Mặc bỗng nhiên từ trên ghế bên giường nhảy dựng lên, kinh mạch, đan điền vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, đây thực sự là con người làm sao? Khó trách Tần Mặc kinh ngạc như thế, trước đó hắn rõ ràng nhìn thấy Vân Thiên Chỉ đan điền phá toái, kinh mạch đứt gãy, nhưng mà bây giờ lại hoàn toàn khôi phục. Chỉ có chiến hồn phá toái quá triệt để hóa thành một đoàn hồn lực như có như không. Thần hồ kỳ kỹ, thực sự là thần hồ kỳ kỹ, nghĩ thật lâu. Tần Mặc lúc này mới biệt xuất một câu, hắn không biết dùng cái gì để hình dung ra Tiêu Phàm. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ rung trời truyền đến, khí thế bàng bạc phóng tới bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm hai tay niệm pháp hướng về dược đỉnh đánh tới, nóc xốc lên, từng đạo lưu quang từ trong đỉnh bay ra.
Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị phóng xuất ra hồn lực, dưới sự dẫn đường của hồn lực, những lưu quang kia tất cả đều bay vào bên trong bình ngọc. 10 khỏa lục phẩm cao giai, 3 khỏa lục phẩm đỉnh giai, vượt qua dự kiến rồi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hết sức hài lòng lần luyện dược này. Thành công, Tần lão vội vàng đi đến, vô cùng kích động, hắn rất muốn có một cái lục phẩm tẩy tủy đan. Thành công. Tiêu Phàm khoát khoát cho tay vào bên trong bình ngọc, bất quá, trong này chỉ có 4 cao giai tẩy hồn đan khác đều bị hắn âm thầm thu hồi. Quả nhiên là lục phẩm đan dược, Tần Mặc tiếp nhận bình ngọc trong tay Tiêu Phàm, một trận thổn thức, vậy mà một lần luyện chế ra 4 viên, thực sự là vui mừng ngoài ý muốn. Đúng vậy. Tiêu Phàm ho khan mấy tiếng, trong lòng một trận oán thầm. 4 viên ngươi đã vui mừng cho là ngoài ý muốn. Nếu như cho ngươi biết là 13 viên, hơn nữa còn có 3 viên đan dược đỉnh phong, ngươi há không phải khoa tay múa chân. Đúng rồi, Tiêu Phàm, tẩy tủy đan có lợi gì? Tần Mặc đột nhiên hỏi, đan phương hắn đã nhớ kỹ, chỉ là không biết tẩy hồn đan có tác dụng gì mà thôi. Tác dụng tự nhiên là tẩy hồn. Tiêu Phàm buồn bực, bất quá vẫn là cặn kẽ giải thích một lần. Tẩy hồn đan tên như ý nghĩa, dùng để tẩy chiến hồn, hồn lực làm chiến hồn hoàn toàn phá toái. Hơn nữa hồn lực còn tùy theo tình huống, tẩy hồn đan có thể cho hồn lực chiến hồn lần nữa ngưng kết thành chiến hồn mới. Về phần cuối cùng ngưng kết thành chiến hồn gì, không phải Tiêu Phàm có thể khống chế. Sinh ra chiến hồn mới, Tần Mặc ngốc như cọc gỗ, đây thực chỉ là lục phẩm đan dược. Một người chiến hồn bị thương nuốt vào tẩy hồn đan, há không phải có thể một lần nữa sinh ra chiến hồn, nói cách khác, chiến hồn thụ thương cũng có thể cấp tốc tu bổ. Không, cái ngươi nói là cửu phẩm đan dược, bổ hồn đan. Tiêu Phàm lắc đầu. Lần trước thời điểm nhìn thấy Mạc Thiên Nhai, Tiêu Phàm liền biết rõ tẩy hồn đan và bổ hồn đan khác biệt. Bổ hồn đan có thể tu bổ bất luận chiến hồn gì, khiến chiến hồn tụ hợp vào như lúc ban đầu, đây cũng là chỗ bổ hồn đan nghịch thiên. Trong thiên hạ, người có thể luyện chế bổ hồn đan tuyệt đối chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tẩy hồn đan lại khác biệt, trước đó chiến hồn bị đánh tan thành hồn lực, tẩy hồn đan mới có thể để cho hồn lực ngưng kết chiến hồn mới. Quá trình bên trong, chiến hồn có khả năng biến thành thực vật chiến hồn, thất phẩm chiến hồn khả năng biến thành lục phẩm chiến hồn. Đương nhiên, cũng có khả năng lục phẩm chiến hồn biến thành thất phẩm chiến hồn, chỉ là khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, tại quá trình bên trong, thực lực tu sĩ sử dụng tẩy hồn đan sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí khả năng tu vi biến mất. Đây là thứ tẩy hồn đan thiếu hụt, cũng là nguyên nhân vì sao tẩy hồn đan chỉ là lục phẩm đan dược. Nếu như tẩy hồn đan có thể tu bổ chiến hồn mà nói, Tiêu Phàm sớm đã nghĩ biện pháp luyện chế tẩy hồn đan cho Mạc Thiên Nhai ăn. Dù sao Mạc Thiên Nhai đã từng là chiến đế nắm giữ bát phẩm chiến hồn cửu U Bạch Hổ. Sở dĩ không dám cho Mạc Thiên Nhai dùng tẩy hồn đan là bởi vì bát phẩm chiến hồn rất có thể biến thành thất phẩm, lục phẩm, thậm chí thấp hơn. Đừng nói Tiêu Phàm không đáp ứng, Mạc Thiên Nhai sẽ càng không đáp ứng. Nghe Tiêu Phàm nói, Tần Mặc tựa như đang nghe chuyện thần thoại xưa, thập phần nhập thần. Hồi lâu mới nói, cho dù tẩy hồn đan không bằng bổ hồn đan, nhưng tẩy hồn đan cũng là hy vọng của rất nhiều tu sĩ. Tiêu Phàm gật đầu, điểm này không thể phủ nhận, rất nhiều người tình nguyện tu luyện một lần nữa cũng không muốn chiến hồn bị thương, tu vi vĩnh viễn ngừng bước. Tần lão, qua một lúc Vân Thiên chỉ có thể sẽ dãy giụa, làm phiền ngươi thay ta áp chế hắn. Tiêu Phàm đi đến bên giường. Đỡ Vân Thiên Trì dậy, lấy ra một lục phẩm cao giai tẩy hồn đan nhét vào trong miệng Vân Thiên Trì. Ngay sau đó lại đem mấy cây kim châm đâm vào bên trong Vân Thiên Trì, phong bế đan điền tứ phương. Bang, một tiếng vang giòn, một cái kim châm đứt đoạn, Tiêu Phàm không khỏi thở dài, đáng tiếc, phẩm giai quá thấp, nếu có một bộ kim châm phẩm giai lục phẩm vậy liền dễ dàng hơn nhiều. Người nói vô ý, nghe hữu tâm, Tần Mặc nói ra, Tiêu Phàm. Nếu như ta thay ngươi gom góp một hộp lục phẩm kim châm, ngươi dạy ta phương pháp sử dụng kim châm như thế nào? Tần lão, ngươi cũng đừng lấy ta làm trò cười a. Tiêu Phàm ngạc nhiên nhìn Tần Mặc, khổ sở nói. Ta không phải lấy ngươi làm trò cười, thủ pháp kim châm của ngươi nếu như phổ cập ra, tuyệt đối có thể chăm sóc người bị thương, khai sáng một thời đại. Thân làm luyện dược sư, thủ pháp nghịch thiên như này ai mà không muốn học? Tần Mặc nghiêm mặt nói.
Tiêu Phàm lấy kim châm khôi phục kinh mạch và đan điền, Tần Mặc luôn ghi nhớ trong lòng, đoán chừng cả một đời cũng sẽ không quên, đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Nhìn thấy bộ dáng Tần Mặc kích động, Tiêu Phàm thập phần bất đắc dĩ nói, Tần lão, nói thật cho ngươi biết, kỳ thật ta không phải là luyện dược sư. Không phải luyện dược sư, Tần Mặc hận không thể một bàn tay chụp chết Tiêu Phàm, ngươi ngay cả lục phẩm đan dược đều có thể luyện chế, không phải luyện dược sư thì là cái gì? Nhưng mà Tiêu Phàm lại hết sức trịnh trọng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bác sĩ, Tần Mặc không hiểu ra sao, tam đại nghề nghiệp trên chiến hồn đại lục không phải luyện dược sư, chú tạo sư và liệp hồn sư sao? Cái gì là bác sĩ? Bác sĩ, chăm sóc người bị thương. Gặp bộ dáng Tần Mặc một mặt hiếu kỳ, Tiêu Phàm nhịn cười giải thích một lần. Chăm sóc người bị thương, không phải là luyện dược sư sao? Tần Mặc không khỏi trợn mắt một cái, ngươi nếu dạy ta kim châm chi thuật, ta cũng nguyện ý trở thành bác sĩ. Khụ khụ, bác sĩ phải có sư môn truyền thừa. Tiêu Phàm uyển chuyển cự tuyệt nói. Nói đùa cái gì vậy, đây chính là bát cơm của hắn, làm sao có thể nói cho ngươi biết. Lần trước nhìn thấy bạo linh thuật ngươi muốn có, hiện tại nhìn thấy kim châm thuật, ngươi lại muốn, trên đời này chỗ nào có dạng sự tình như thế này. Nhưng khiến Tiêu Phàm không nghĩ tới là, Tần Mặc trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tần lão, ngươi làm cái gì vậy? Làm Tiêu Phàm bị dọa cho phát sợ, vội vàng chuẩn bị đỡ Tần Mặc dậy. Tần Mặc tản ra một cỗ khí thế ngút trời, giam cầm Tiêu Phàm, vội vàng bái nói sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi một lạy. Tần lão, ngươi tội gì phải khổ như thế chứ? Tiêu Phàm cười khổ, Tần Mặc này thực sự là một kẻ mê dược. Vì thuật chế thuốc vậy mà hướng một tên tiểu bối quỳ xuống, việc này ngược lại khiến Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn. Thậm chí trong lòng Tiêu Phàm còn có chút không đành, nếu quả thật cự tuyệt, Tần Mặc khẳng định sẽ vô cùng thất vọng. Tần lão đứng lên đi. Tiêu Phàm cười khổ nói. Sư tôn đây là đáp ứng rồi sao? Ánh mắt Tần Mỗ sáng lên, rất có ý tứ đạt được âm mưu. Ta thay sư tôn đáp ứng, thu ngươi làm ký danh đệ tử. Tiêu Phàm gật đầu, đành phải bày ra bộ dáng miễn cưỡng. Sư tôn, vẻ mặt Tần Mặc vô cùng nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đứng dậy hướng về phía Tiêu Phàm cung kính thi lễ nói, đa tạ sư huynh, Tần Mặc nhất định cố gắng trở thành đệ tử nhập thất. Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới đột nhiên mình lại có thêm một vị sư đệ, mà chính là bởi vì người sư đệ này, từ hôm nay về sau sẽ trải qua rất nhiều sự tình. Trước tiên giúp Vân Thiên Trì chữa thương đã. Tiêu Phàm đem tâm thần kéo trở về. Vâng, sư huynh, Tần Mặc một mặt kích động. Kim châm thao túng, hai người có thể rõ ràng cảm ứng được hồn lực biến hóa bên trong đan điền Vân Thiên Trì. Tẩy hồn đan tác dụng vào hồn lực, chậm rãi ngưng tụ thành một đóa hoa sen hỏa hồng sắc. Hỏa hồng sắc luyện hóa tản ra một cỗ khí tức nóng rực, không ngừng xoay tròn, hồn lực khổng lồ hướng tứ phía quét sạch. Tiêu Phàm và Tần Mặc vội vàng rời khỏi đan điền Vân Thiên Trì. Trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, hoa sen này liền đại biểu tẩy hồn thành công. Lục phẩm chiến hồn hỏa hồng liên, Vân Thiên Trì cũng coi như là có được niềm vui ngoài ý muốn. Tần Mặc cười nói, cũng không tính là niềm vui ngoài ý muốn, trước đó chiến hồn hắn là thất phẩm, hiện tại biến thành lục phẩm. Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng lại bổ sung một câu, có lẽ là bởi vì phẩm giai tẩy hồn đan hạn chế đi, nếu như có thể luyện chế thất phẩm. Thậm chí bát phẩm tẩy hồn đan, có lẽ có thể sinh ra chiến hồn phẩm giai cao hơn. Sư huynh đừng quên, hỏa hồng liên là chiến hồn hệ chữa trị, thập phần hiếm có. Tần Mặc lắc đầu, trong mắt có chút vẻ hâm mộ. Tiêu Phàm không nói, lặng lặng chờ đợi. Ngoài sân, Vân Lạc Vũ bọn hắn đã chờ đến mấy canh giờ, lâu như vậy còn không nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Đại vương! Kiếm vương triều đang ở kêu gào bên ngoài, đòi chúng ta thả Cố Vũ Hề, bằng không. Triệu Vô Bệnh từ đằng xa đi tới, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Bằng không cái gì, Vân Lạc Vũ còn chưa mở miệng, ánh mắt bàn tử quét ngang. Bằng không ngựa đạp đại yến vương triều. Triệu Vô Bệnh cắn răng nói. Vậy ngươi liền nói cho bọn hắn, Cố Vũ Hề đã chết, để bọn hắn ngựa đạp đại yến. Trong giọng nói bàn tử tràn ngập khinh thường. Cố Vũ Hề dĩ nhiên chính là tên thật của thất giả. Cứ nói như vậy, Vân Lạc Vũ ngữ khí lạnh như băng nói, rất có một bộ đại vương uy thế.
Vâng, Triệu Vô Bệnh gật đầu, không chút do dự rời đi. Kiếm Vương Triều thật đúng là đem bản thân làm dễ hành, có chút bản sự liền muốn công thành sao. Bàn Tử cười lạnh, lập tức đột nhiên nhìn về phía nơi xa nói, Phúc Bá, viện trưởng đại nhân, các ngươi nói đúng không? Phúc Bá và Quách Sĩ Thần ngồi ở nơi xa thưởng thức trà thơm, một bộ dáng không liên quan tới chuyện này. Đám người Vân Lạc Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần, lo lắng trong lòng liền biến mất. Có hai đại chiến hoàng cường giả nơi này, Kiếm Vương Triều căn bản không cần để ở trong mắt. Trong nháy mắt trôi qua một ngày, Vân Thành vô cùng an tĩnh. Kiếm Vương Triều không tiếp tục gọi rầm rĩ, hiển nhiên cũng biết rõ bên trong Vân Thành có chiến hoàng cường giả nên không dám làm càn. Két, sáng sớm ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, cửa phòng mở ra, hai người Tiêu Phàm cùng Tần Mặc đi tới, sau lưng hai người còn một nho bào nam tử đi theo. Phụ vương, hai người Vân Lạc Tuyết và Vân Lạc Vũ vội vàng đi lên, vô cùng kích động. Đa tạ ân vương, vương thúc cứu mạng, Vân Lạc Vũ đột nhiên bái hướng Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào, bất quá trong lòng cảm kích là chân thành. Vương thúc, ta già như vậy sao? Tiêu Phàm bị dọa đến trốn ở một bên, Vân Lạc Vũ, ta ngang hàng với ngươi, có thể gọi Tiêu Phàm. Tiêu huynh, quy củ chính là quy củ, ngươi là vương đệ của ta, hắn gọi ngươi vương thúc có làm sao? Vân Thiên chỉ đột nhiên cười nói. Phụ vương, tu vi ngươi. Vân Lạc Tuyết ngắt lời kêu lên, đám người nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Vân Thiên chỉ tu vi từ chiến vương đỉnh phong hạ xuống chiến tông đỉnh phong. Yên tâm, rất nhanh ta sẽ khôi phục. Vân Thiên chỉ một mặt tự tin, vốn cho là hẳn phải chết không hề nghi ngờ, bây giờ nhặt về một cái mạng không nói, còn nắm giữ tu vi chiến tông cảnh, điều này khiến hắn như thế nào không cao hứng. Tiêu Phàm, cút ra đây. Đột nhiên, một trận tiếng giống giận dữ ngập trời vang vọng Vân Thành, đinh tai nhức óc, Tiêu Phàm cau mày một cái, nhìn về phía hướng cửa thành. Hô một tiếng, Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về hướng cửa thành bay đi, những người khác nhao nhao cùng lên. Ngoài cửa thành, mấy vạn quân đội Kiếm Vương Triều nghiêm chỉnh mà đối đãi, trong miệng không ngừng tức giận mắng. Tiêu Phàm, người con rùa đen rúc đầu còn chưa cút đi ra. Thả công chúa, bằng không Kiếm Vương Triều cùng Đại Yến không chết không thôi. Tiêu Phàm, cút ra đây. Tiếng giống giận dữ vang vọng khắp nơi. Vạn người mắng to, uy thế không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Muốn chết sao, cũng đúng lúc này, hư không một tiếng. Một đạo trưởng cương to lớn từ phía chân trời rơi xuống, hướng vị trí quân đội Kiếm Vương Triều hung hăng vỗ tới. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, một nam tử mặc hoàng kim chiến bào trên chiến xa Kiếm Vương Triều một trưởng đập xuống. Oanh, hai đạo trưởng cương đâm vào cùng một chỗ, không gian rung động, khí lãng xông thẳng chân trời, uy áp kinh khủng quét sạch tám phương. Trên mặt đất, quân sĩ vạn Kiếm Vương Triều bị thổi ngã trái ngã phải. Hoàng kim chiến bào nam tử sầm mặt lại, lách mình xuất hiện phía trước hơn vạn tướng sĩ, con người băng lãnh nhìn chằm chằm phía trên thành lâu Vân Thành. Hô, lúc này, ba đạo thân ảnh thoáng hiện, thành lâu phía trên đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, trên thân mỗi người phát ra khí tức, đều không kém gì hắn. Ba chiến hoàng, sắc mặt hoàng kim chiến bào nam tử biến đổi, những chiến hoàng này làm sao không rời đi, vẫn còn tại Vân Thành. Kiếm vương, nhiều năm không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vân Thiên chỉ cũng được một chiến vương đưa đến phía trên thành lâu, cười tủm tỉm nhìn hoàng kim chiến bào nam tử đối diện. Nam tử kia chính là kiếm vương của Kiếm Vương Triều. Yến vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Kiếm vương nhìn thấy tam đại chiến hoàng, nơi nào còn có tính tình gây sự. Hắn cũng chỉ vừa mới đột phá chiến hoàng mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của ba người. Cho dù hắn cuồng ngạo không ai bì nổi, cũng không thể không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Kiếm vương dẫn quân tới đây, là chuẩn bị tiến đánh Đại Yến sao? Sắc mặt Vân Thiên chỉ thay đổi bất thường, mới vừa rồi còn giống như nhìn thấy lão bằng hữu nhiều năm không gặp, trong nháy mắt liền biến thành một đầu hung thú. Kiếm vương nghe vậy, không chút do dự lắc đầu nói, Yến vương nói giỡn, bất quá nghe nói tiểu nữ bị người Đại Yến mang đến nơi này. Ta cố ý đến mang tiểu nữ trở về. Nếu như là bình thường, kiếm vương tuyệt đối sẽ bá đạo vô cùng, trước muốn diệt Đại Yến, nhưng giờ phút này lại cái rắm cũng không dám thả. Có việc này, Vân Thiên chỉ thản nhiên nói,
giả bộ như cái gì cũng đều không biết. Trong lòng Kiếm Vương giận mắng không thôi, hận không thể đem Vân Thiên chỉ tháo thành tám khối, nhưng là mặt ngoài lại duy trì nụ cười. Phụ vương, đúng lúc này, hai binh sĩ Đại Yến áp lấy Thất Dạ, không, nói cho đúng là Cố Vũ Hề, đi đến. Thân hình Cố Vũ Hề vô cùng chật vật, nào còn có khí chất băng sơn nữ vương, hoàn toàn biến thành một tiểu ăn mày nghèo túng. Vũ Hề, Kiếm Vương biến sắc, sát tâm nổi lên. Hắn bình thường sủng ái nhất nữ nhi này, không nghĩ tới bị Đại Yến tra tấn đến bước này khiến hắn làm sao có thể bình tĩnh. Thả nàng ra, Kiếm Vương cưỡng ép ngăn chặn sát khí trong lòng, lạnh giọng nói vô cùng bá đạo. Không thả thì như thế nào? Lúc này, một đạo thanh âm càng thêm phách lối vang lên, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Ngươi là ai? Nơi này ngươi có tư cách nói chuyện sao? Kiếm Vương lạnh lùng quét qua, một cỗ khí thế ngút trời hướng Tiêu Phàm bước tới. Hắn thấy một chiến vương cảnh nho nhỏ dưới khí thế chiến hoàng tất nhiên sẽ quỳ lạy xin khoan dung. Nhưng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là Tiêu Phàm đứng ở đó, không có mảy may động tĩnh. Khí tức cường đại căn bản không làm gì được Tiêu Phàm. Không hổ là chiến hoàng cường giả, Kiếm Vương cao cao tại thượng. Trong giọng nói Tiêu Phàm đều là vẻ trào phúng, ta không cho rằng nói chuyện còn cần tư cách. Ngươi phách lối cũng tốt, cuồng vọng cũng được, tại Kiếm Vương triều tùy ngươi như thế nào, đáng tiếc, ngươi tới sai địa phương rồi. Nơi này là Đại Yến Vương triều, không phải Kiếm Vương triều. Ân, Kiếm Vương lông mày nhíu lại, vừa mới chuẩn bị nổi giận. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên người Kiếm Vương. Người kia Tiêu Phàm biết, chính là người trước đó cùng hắn giao phong, Hoàng tướng quân. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Kiếm Vương sầm mặt lại, nghe được danh tự Tiêu Phàm, trong lòng cũng khó mà bình tĩnh. Hắn biết Tuyết Nguyệt Hoàng triều sở dĩ thảm bại, cường giả chiến hoàng đều chôn xương ở đây chính là bởi vì chiến vương cảnh nho nhỏ tên Tiêu Phàm này. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, cũng không bởi vì Kiếm Vương là chiến hoàng cảnh mà mảy may e ngại, hiện tại ngươi cảm thấy, ta có đủ tư cách nói chuyện không? Khóe miệng Kiếm Vương giật một cái, lâu như vậy đến nay, hắn còn chưa bao giờ bị một hậu bối chất vấn nói không lên lời, đây chính là lần thứ nhất. Ngươi muốn như thế nào mới có thể thả Vũ Hề? Kiếm Vương cưỡng ép lửa giận trong lòng. Nếu như ta nói đòi mạng ngươi thì sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Kiếm Vương. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cái tên gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng dám nói, Kiếm Vương triều thế nhưng không phải dễ gây sự như vậy a. Thập nhị đại vương triều phụ thuộc Tuyết Nguyệt Hoàng triều, thực lực Kiếm Vương triều đệ nhất là điều tất cả vương triều tán thành, toàn bộ vương triều tuyệt đối không chỉ một tên chiến hoàng đơn giản như vậy. Kiếm Vương nghe vậy, con người chậm rãi băng lạnh, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Ta nói đùa thôi, làm không khí náo nhiệt một chút. Tiêu Phàm nhún nhún vai cười nói, muốn con gái của ngươi, ta yêu cầu rất đơn giản, 3 ức trung phẩm hồn thạch, thêm 3.000 bộ tứ phẩm chiến giáp, đúng, chính là những loại này của quân sĩ. Đám người nghe vậy, khóe miệng không khỏi run rẩy một cái, 3 ức trung phẩm hồn thạch, 3.000 bộ tứ phẩm chiến giáp, dạng yêu cầu còn đơn giản sao? Đây quả thực là công phu sư tử ngoạm, hồn thạch bên trong vương triều đều là hạ phẩm hồn thạch. 3 ức trung phẩm hồn thạch chính là 300 ức hạ phẩm hồn thạch, đây chính là một số lượng vô cùng khổng lồ. Vương triều trong thời gian ngắn có thể không lấy ra được, nội tình Kiếm Vương triều mặc dù phong phú nhưng 300 ức hạ phẩm hồn thạch, đoán chừng cũng phải xuất máu nhiều. Chủ yếu nhất là 3.000 bộ tứ phẩm chiến giáp, tính ra cũng phải lên 1 ức trung phẩm hồn thạch, cộng lại chính là 400 ức hạ phẩm hồn thạch. Được, bản vương đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi có thể giữ lời. Kiếm Vương khẽ cắn môi, vẫn là đáp ứng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ai biết rõ Vân Thành còn ẩn giấu chiến hoàng cường giả khác hay không đây? Không hổ là Kiếm Vương, ta tuổi trẻ, răng lợi tốt, bao nhiêu cũng có thể nuốt vào, nếu Kiếm Vương cảm thấy ít, ta có thể thêm chút nữa. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, trong lòng có chút chấn kinh. Thân làm một vương chủ, hắn con cái khẳng định không ít. Thất giả Cố Vũ Hề này đến cùng có cái gì đặc biệt vậy mà khiến Kiếm Vương coi trọng như thế? 3 ức liền 3 ức, đường đường U Vương sẽ không đổi ý chứ? Kiếm Vương nén giận, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm không biết đã chết đi bao nhiêu lần. Một tay giao tiền,
một tay giao hàng, không đúng, một tay giao người. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cái tên gia hỏa này hoàn toàn là cố ý, coi Cố Vũ Hề là hàng hóa. Cố Vũ Hề nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải hối hận. Nữ nhân không có quy tắc, ai chết còn không biết đây. Tại Kiếm Vương Triều ngươi có thể phách lối, giờ Kiếm Vương Triều, ngươi cái gì cũng không có. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Cố Vũ Hề. Sắc mặt Cố Vũ Hề khó coi, nhưng lại bất lực phản bác. Phong cách làm việc của Kiếm Vương cũng nhanh nhẹn, nửa ngày liền mang tới 3 ức trung phẩm hồn thạch, 3.000 tứ phẩm chiến giáp, Tiêu Phàm cũng đành phải thả Cố Vũ Hề. Tiêu Phàm, lần sau gặp được ngươi, tất nhất định là tử kỳ. Cố Vũ Hề lưu lại câu nói sau cùng. Tiêu Phàm căn bản không để ở trong lòng, hắn chưa bao giờ coi Cố Vũ Hề là đối thủ, nếu như muốn giết nàng, hắn cũng sẽ không đợi đến bây giờ mới động thủ. Vân Lạc Vũ, lần này bởi vì ta đại yến mới tổn thất nặng nề, ta không có gì có thể di bổ, chỉ hy vọng băng ấy đồ vật có thể trợ giúp cho gia đình có người chết. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, đem cái bọc kia lấy ra 3 ức trung phẩm hồn thạch cùng 3.000 bộ chiến giáp mấy chục mai hồn giới ném cho Vân Lạc Vũ. Vương Thúc, Vân Lạc Vũ vội vàng cự tuyệt, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Trì. Vân Thiên Trì cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm lại xuất thủ bút lớn như thế. Đây là mệnh lệnh, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Còn không cảm ơn Vương Thúc, Vân Thiên Trì quát khẽ nói. Đa tạ Vương Thúc, tiểu chất nhất định đem hồn thạch phân phối xuống dưới, không để cho liệt sĩ đại yến trái tim băng giá. Vân Lạc Vũ đã thành thói quen xưng hô Vương Thúc thế này. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải xem như không nghe thấy, hắn biết xưng hô thế này là không đổi được. Tiêu công tử, thiếu chủ nhà ta cho mời. Đột nhiên thanh âm tương đối khàn khàn vang lên bên người Tiêu Phàm. Một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, làm Tiêu Phàm hô to một tiếng. Đi đi, quay lại tìm ta. Quách Sĩ Thần hơi phức tạp nhìn Tiêu Phàm, trầm ngâm nói. Trên một tòa đỉnh núi, Tiêu Phàm đạp không mà tới. Chậm rãi rơi trên một mảnh đồng cỏ, bên bờ vực, một thân ảnh tịnh lệ đứng đấy. Bộ váy đỏ trong gió phiêu động, phảng phất muốn cưỡi gió bay đi, tựa như trở thành duy nhất giữa thiên địa. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, nàng chậm rãi quay người, trên mặt lộ ra nụ cười vũ mị, tay lấy một sợi tóc bay lộn xộn, rất có một phen vận vị. Điện chủ đại nhân, người hài lòng không? Huyết Yêu Nhiêu mở miệng cười, có lẽ cũng chỉ trước mặt Tiêu Phàm. Khuôn mặt băng lãnh mới có thể như xuân tuyết hòa tan. Lần này đa tạ ngươi, Tiêu Phàm trịnh trọng nói, đối với Huyết Yêu Nhiêu trong lòng cũng có chút phức tạp. Lần thứ nhất nhìn thấy Huyết Yêu Nhiêu, nàng lạnh lùng, một bộ dáng cao cao tại thượng, chỉ có thể để cho người ta ngưỡng mộ. Nhưng lúc biết rõ thân phận hắn, Huyết Yêu Nhiêu không chút do dự buông xuống sự khoan dung. Lần thứ hai, Tiêu Phàm vì bàn tử cùng Huyết Yêu Nhiêu đạt thành một cái giao dịch. Khi đó cái nhìn của Tiêu Phàm đối với Huyết Yêu Nhiêu cũng có một chút thay đổi. Tính cách hay thay đổi, thật đúng là lòng dạ nữ tử rất sâu, Tiêu Phàm không muốn tham dự một chút sự tình của Huyết Lâu. Thế nhưng là cho đến nay, Huyết Yêu Nhiêu chưa bao giờ làm tổn thương hắn, ngược lại mấy lần trợ giúp hắn. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều có ân báo ân, có thù báo thù, một tiếng đa tạ này là phát ra từ tâm can. Ngươi không cần cảm ơn ta. Cái này chỉ là giao dịch giữa chúng ta mà thôi. Huyết Yêu Nhiêu nhặt hoa cười một tiếng, giống như tiểu tinh linh linh động, bình thường tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trên người nàng, nhưng giờ phút này lại hết sức chuẩn xác. Ngươi kêu ta đến không biết có chuyện gì, Tiêu Phàm trở lại vấn đề chính. Hắn quen biết bao nhiêu người, nhưng người duy nhất không thể nhìn thấu là Huyết Yêu Nhiêu. Tính như xử nữ, động như thỏ chạy, đây là hình dung tốt nhất đối với Huyết Yêu Nhiêu. Nghe Tiêu Phàm nói, nụ cười Huyết Yêu Nhiêu chậm rãi biến mất, thần sắc ngưng trọng, người có từng nghe nói qua sát phương thí luyện. Sát phương thí luyện, Tiêu Phàm cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Huyết Yêu Nhiêu. Không sai, sát phương thí luyện, người không biết cũng là bình thường. Huyết Yêu Nhiêu gật đầu, tam đại sát thủ tổ chức cử hành một trận thí luyện, người tham dự là tất cả sát thủ cấp bậc chiến vương và chiến hoàng trong tổ chức tam đại sát thủ. Hơn nữa. Muốn tham dự sát phương thí luyện, nhất định phải đạt được một tấm nhập trường khoán kiểu như giấy chứng nhận. Nhập trường khoán, Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc, tham gia một cái thí luyện còn muốn nhập trường khoán. Phàm là tham gia sát phương thí luyện,
nhất định phải từ trong sinh tử đấu trường đại đế triều thắng liên tiếp trăm trận. Thần sắc Huyết Yêu Nhiêu hơi hơi ngưng tụ. Cái gì là sinh tử đấu trường? Tiêu Phàm càng nghe càng mơ hồ. Sinh tử đấu trường vốn là những quý tộc đế triều kia cùng đại gia tộc cử hành một loại trò chơi, một chút phạm nhân tử hình hung ác. Người bị đại gia tộc bắt được, đưa vào chiến đấu sinh tử, tiến hành sinh tử đấu, những người khác có thể xem tìm niềm vui. Dần ra, cái này chậm rãi hình thành một ngành nghề khổng lồ, biến thành sinh tử đấu trường. Người không có thực lực bối cảnh muốn trong thời gian ngắn có nhiều tài phú cũng sẽ chủ động tham dự, thậm chí, có đại gia tộc cũng sẽ đưa thiên tài vào sinh tử đấu trường lịch luyện. Huyết Yêu Nhiêu giải thích. Chờ đã, Tiêu Phàm cắt ngang Huyết Yêu Nhiêu nói, thần sắc băng lãnh nhìn Huyết Yêu Nhiêu, lạnh giọng nói, ngươi là muốn đi giết người, tìm niềm vui cho những đế quốc đại gia tộc đó. Cũng chính là tìm niềm vui trong miệng quý tộc, Tiêu Phàm không khỏi nghĩ đến kiếp trước đấu chó, đấu trùng các thứ nghề, chỉ là ở chỗ này, lại là đấu người. Chỉ bằng vào điểm này đủ để chứng minh, chiến hồn đại lục mạng người có bao nhiêu đê tiện. Cho dù chiến vương cường giả cũng có thể trở thành đối tượng vui đùa trong mắt mọi người. Dùng giết người làm niềm vui, tàn khốc cỡ nào Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng được. Cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Phàm. Thần sắc Huyết Yêu Nhiêu ngưng lại, người có thể hiểu như vậy, trong mắt ít người, người với người chém giết lẫn nhau chính là niềm vui. Bọn hắn rất ưa thích huyết tinh, bạo lực, tràng diện kích thích. Nhưng mặt khác, trong mắt một số người, đây là một sự trưởng thành, tiến bộ cường đại, người có đầy đủ tự tin sẽ không sợ hãi. Ngươi không cần kích ta. Tiêu Phàm nhún vai nói, sát ý trên người lặng yên biến mất, ta chỉ có thể nói, mấy người các ngươi thật đúng là biết chơi. Phốc phốc, khuôn mặt Huyết Yêu Nhiêu tươi cười như hoa, bị lời nói Tiêu Phàm chọc cười. Ta không thể không thừa nhận, đây là cơ hội giúp trưởng thành nhanh chóng, bất quá, ta cảm thấy hứng thú hơn là ta sẽ được chỗ tốt gì. Thần sắc Tiêu Phàm trở nên ngưng trọng. Sinh tử đấu, Tiêu Phàm cũng không phải sợ hãi, chỉ là hắn không thích loại cảm giác này, tại kề cận cái chết, người sẽ nghiền ép tiềm lực tự thân, cực nhanh đột phá. Vì tiểu ma nữ, vì phụ thân, Tiêu Phàm cuối cùng cũng không thể không chọn con đường này. Chỗ tốt tự nhiên rất nhiều, tại sinh tử đấu trường, thắng một trận ngươi có thể được ban thưởng, một khi thắng được trăm trận, ban thưởng tất nhiên sẽ cực kỳ phong phú. Huyết Yêu Nhiêu nói, ngươi nói nhiều như vậy, giống như chưa nói vậy, ngươi nên biết ta rất ưa thích thực tế. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, thứ nhất, một ức thượng phẩm hồn thạch, thứ hai, thất phẩm công pháp hoặc thất phẩm đan dược tùy ý chọn lựa, thứ ba, thất phẩm hồn binh hoặc thất phẩm chiến kỹ tùy ý chọn lựa. Thứ tư trọng yếu nhất, sát phương thí luyện nhập trường khoán, về phần sát phương thí luyện có cái gì, ta cũng không biết. Huyết Yêu Nhiêu ngưng tiếng nói, một hơi đem tất cả ban thưởng nói ra. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Thất phẩm công pháp, thất phẩm chiến kỹ, hắn không có bất kỳ hứng thú gì. Tu La truyền thừa bên trong có không ít, một khi đột phá chiến hoàng, giải khai càng nhiều truyền thừa ký ức, sẽ nhận được càng nhiều. Về phần thất phẩm hồn binh cùng thất phẩm đan dược, đây là đồ vật khác biệt, Tiêu Phàm chỉ là hơi có chút hiếu kỳ, nhưng một ức thượng phẩm hồn thạch khiến hắn có hơi kinh ngạc. Mặt khác, sát phương thí luyện nhập trường khoán, Tiêu Phàm mặc dù không biết là cái gì, nhưng Huyết Yêu Nhiêu coi trọng như thế, khẳng định không đơn giản. Ta nhất định cứu tiểu ma nữ. Tìm phụ thân, chỉ bằng thực lực hiện tại chiến vương cảnh vẫn là còn thiếu rất nhiều. Sinh tử đấu trường có lẽ là một cơ hội rất tốt. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, con người càng ngày càng kiên định. Được, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm cuối cùng hít sâu một hơi nói. Không hổ là điện chủ đại nhân. Huyết Yêu Nhiêu lại cười lên, ta có thể tiết lộ một chút, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận quyết định hiện tại. Chỉ là việc này, không có gì khác. Tiêu Phàm tức giận liếc Huyết Yêu Nhiêu, hắn là ước gì lập tức rời đi, Huyết Yêu Nhiêu mỗi lần xuất hiện đều sẽ phát sinh sự tình. Đột nhiên Tiêu Phàm lại nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, Niệm Niệm ở đâu? Niệm Niệm được ta đưa về gia tộc, người yên tâm, chỉ cần ta không chết, nàng sẽ không có sự tình gì. Huyết Yêu Nhiêu gật gật đầu nói, tốt, vậy cứ như vậy đi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn tin tưởng Huyết Yêu Nhiêu có thể chiếu cố rất tốt Niệm Niệm. Về phần bản thân hắn đem Niệm Niệm theo người ngược lại càng không tiện. Đúng rồi,
sát phương thí luyện mở ra chỉ có thời gian 1 năm. Nói cách khác, trong 1 năm tiếp theo ngươi nhất định phải thắng lợi 100 trận. Bình quân 3 ngày 1 trận, trừ bỏ thời gian ngươi chạy tới Đại Ly Đế Triều, đoán chừng nhiều nhất 2 ngày 1 trận. Điện chủ đại nhân cần phải cố lên. Huyết yêu nhiều cười khiến nhánh hoa run rẩy. Tiêu Phàm nghe được toàn thân run lên, xương cốt đều xốp giòn. Tiêu Phàm run run lóe sáng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là bên ngoài 100 trượng không trung, hậu phương truyền đến thanh âm huyết yêu nhiêu. Chờ ngươi bách thắng trở về, đến lúc đó ta sẽ đi Ly Hỏa Đế Đô tìm ngươi. Ly Hỏa Đế Đô sao? Tiêu Phàm nắm tay, một vòng tinh quang từ trong mắt lóe lên, lạnh lùng nói, ai cũng ngăn cản không được ta tiến bước. Lại nói Kiếm Vương mang theo đám người Cố Vũ Hề rời đi, bị Tiêu Phàm dọa dẫm đòi 3 ức trung phẩm hồn thạch cùng với 3.000 bộ tứ phẩm chiến giáp, điều này khiến Kiếm Vương phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhưng lại không thể không nhịn cơn giận, im hơi lặng tiếng. Ai kêu Đại Yến đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả chiến hoàng như vậy đây? Vũ Hề, Tiêu Phàm kia rốt cục có lai lịch gì, làm sao có thể điều động nhiều chiến hoàng như vậy? Trên một cỗ chiến xa, Kiếm Vương yêu chiều nhìn Cố Vũ Hề nói. Hắn chỉ là một đệ tử tiểu gia tộc, có điều cùng Lăng Vân Thương Hội có chút quan hệ. Hơn nữa, thiên phú luyện dược rất không bình thường, Tần Mặc vô cùng xem trọng hắn. Sắc mặt Cố Vũ Hề âm trầm nói, đối với việc của Tiêu Phàm, nàng cũng không biết cặn kẽ. Chỉ như vậy thôi sao? Kiếm Vương hiển nhiên không tin, một đệ tử tiểu gia tộc làm sao có thể mạnh như vậy? Trước đó trong 3 chiến hoàng có 2 người là Thần Phong Học Viện, Tiêu Phàm chính là học sinh của Thần Phong Học Viện. Cố Vũ Hề lại bổ sung một câu. Kiếm Vương lộ ra bộ dáng đăm chiêu, trong lòng đang suy nghĩ gì không ai biết rõ. Phụ Vương, con quyết định rời khỏi Kiếm Vương Triều, đi ra bên ngoài thí luyện một thời gian. Cố Vũ Hề đột nhiên mở miệng nói, trong đầu nàng không khỏi hồi tưởng lại những lời Tiêu Phàm nói lúc rời đi, nữ nhân không có quy tắc như ngươi. Có khi chết còn không biết tại sao, cũng chỉ biết phách lối ở Kiếm Vương Triều rộng 3 mẫu đất này, rời khỏi Kiếm Vương Triều, ngươi chẳng là cái gì cả. Câu nói này tựa như kim đâm, đâm vào khiến toàn thân nàng khó chịu. Nàng thậm chí còn có chút tin tưởng lời Tiêu Phàm, muốn mạnh lên, nhất định phải rời khỏi mái ấm Kiếm Vương Triều, chỉ có trải qua gió táp mưa sa mới có thể chân chính trưởng thành. Con muốn rời đi, đi đâu? Kiếm Vương trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đại Ly Đế Triều, con người Cố Vũ Hề vô cùng kiên định nói. Phủ thành chủ Vân Thành, Tiêu Phàm đi vào bên trong một tòa biệt viện. Lão Tam, người tới rồi. Thanh âm bàn tử vang lên, Tiểu Kim rất nhanh liền xông vào trong ngực Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu nhìn Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá bên cạnh cái bàn đá cách đó không xa vừa nói, viện trưởng, Phúc Bá, để các ngươi đợi lâu. Các ngươi trò chuyện, ta mang Tiểu Kim đi dạo chơi. Bàn tử biết hai vị trưởng bối muốn nói chuyện với Tiêu Phàm, thức thời ôm Tiểu Kim rời khỏi biệt viện. Sau khi bàn tử và Tiểu Kim đi xa, Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm nói, gặp qua huyết yêu nhiêu rồi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có chút buồn bực, Quách Sĩ Thần sao lại quen biết huyết yêu nhiêu. Phụ thân huyết yêu nhiêu, nói ra vẫn là sư huynh đệ của ta. Ngươi nói ta có quen biết hay không? Quách Sĩ Thần thản nhiên nói. Liếc mắt liền nhìn ra nghi ngờ trong lòng Tiêu Phàm. Cái này ngược lại khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, hắn thấy, đây là quan hệ bắn đại bác cũng không tới, làm sao lại kéo tới cùng một chỗ, hơn nữa còn là quan hệ sư huynh đệ. Ngươi nên biết Thần Phong Học Viện lần trước chiêu sinh là 28 năm trước, cũng chính là thời điểm kia. Một lần đó Thần Phong Học Viện chỉ chiêu 4 người, Lục Vũ, cũng chính là viện trưởng Thần Phong Học Viện hiện tại, phụ thân huyết yêu nhiêu huyết thiên tuyệt. Còn có ta. Quách Sĩ Thần không có giấu giếm nói. Chờ đã, ngươi không phải viện trưởng sao? Làm sao đột nhiên lại nhiều thêm một viện trưởng? Còn nữa, ngươi mới chỉ nói 3 người, người thứ 4 là ai? Tiêu Phàm liên tục hỏi mấy vấn đề. Hắn phát hiện, việc về Thần Phong Học Viện so với suy nghĩ của bản thân còn phức tạp hơn nhiều. Ta không phải viện trưởng, chỉ là sau khi viện trưởng rời đi, ta đại diện viện trưởng mà thôi. Quách Sĩ Thần lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười đắng chát, trong 4 người chúng ta, ta thiên phú thấp nhất, Lục Vũ và Huyết Thiên rất sớm tại 10 năm trước đã đột phá chiến đế. Chiến đế, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, Thần Phong Học Viện còn có chiến đế. Ngươi đừng đổi chủ đề.
Tiêu Phàm đột nhiên lại vang lên cái gì, ngươi còn chưa nói người thứ tư là ai. Thần sắc Quách Sĩ Thần cứng lại, trong lòng thầm mắng tiểu tử này sao lại lanh lợi như vậy, sớm biết thì chưa kể tới việc này. Nói cho hắn biết đi, hắn cũng nên biết rõ. Phúc Bá lắc đầu thở dài nói. Quách Sĩ Thần chậm rãi đứng dậy, thần sắc có chút mê ly, hít sâu một hơi nói, người thứ tư là người thiên phú mạnh nhất trong chúng ta. Theo lời lão viện trưởng nói, tứ sư đệ là người có khả năng đột phá chiến thánh nhất. Chiến thánh, Tiêu Phàm ngạc nhiên, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Nói vòng vo, người kia ngươi biết mà cũng không biết. Có điều, cùng ngươi có quan hệ máu mủ. Quách Sĩ Thần gật đầu, thần sắc Tiêu Phàm siết chặt. Chỉ nghe thấy Quách Sĩ Thần tiếp tục nói, người kia chính là phụ thân ngươi, Tiêu Trường Phong. Oanh, lời Quách Sĩ Thần tựa như một đạo kinh lôi đánh vào tim Tiêu Phàm. Phụ thân mình cũng là đệ tử Thần Phong học viện, hơn nữa còn có hy vọng nhất đột phá chiến thánh. Vậy phụ thân hắn há không phải nắm giữ cửu phẩm chiến hồn. Chờ đã, trong đầu Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới cái gì, phụ thân mình là đệ tử Thần Phong học viện, nhưng cũng là đệ tử đại trưởng lão Mạc Thiên Nhai. Chẳng lẽ Mạc Thiên Nhai cũng là người Thần Phong học viện? Trong lòng Tiêu Phàm cuộn lên từng đợt kinh hãi, thật lâu không thể bình tĩnh, những tin tức này quá chấn động, Tiêu Phàm tạm thời có chút không tiêu hóa được. Thần Phong học viện vậy mà có nhiều chiến đế như vậy. Tiêu Phàm có thể tưởng tượng Thần Phong học viện đã từng rất huy hoàng, khó trách Tuyết Gia có chủ ý đánh Thần Phong học viện. Thần Phong học viện tuyệt đối là một tòa báu vật, có một đại bí mật không muốn bị thế nhân biết được. Chỉ là hắn càng thêm nghi hoặc, Thần Phong học viện cường đại vậy, vậy vì sao lại co quắp tại một đại yến vương triều nho nhỏ? Ngươi rất kinh ngạc đúng không, có điều đây là sự thật, nếu như không có chuyện năm đó, ai? Quách Sĩ Thần thán một hơi thật sâu, tựa như không muốn nói tiếp. Năm đó rốt cục phát sinh cái gì? Thần sắc Tiêu Phàm sững sờ, sát khí lạnh lẽo tỏa ra, trong sân nhiệt độ bỗng hạ xuống mấy độ. Xem ra ngươi đã từng gặp lão viện trưởng rồi. Quách Sĩ Thần hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngươi nói Mạc Thiên Nhai sao? Tiêu Phàm cau mày một cái. Phải, không biết hắn lão nhân gia hiện tại có khỏe không? Ánh mắt Quách Sĩ Thần sáng lên, hắn cũng không chắc chắn lắm, không ngờ vừa hơi thăm dò một chút, Tiêu Phàm liền tiết lộ. Không hề tốt, chiến hồn hắn bị thương, bây giờ rơi xuống tu vi chiến hoàng. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn thấy Quách Sĩ Thần còn muốn hỏi thăm cái gì? Tiêu Phàm trực tiếp lắc đầu nói, Mạc lão đã không muốn gặp các ngươi, nếu như ta nói ra vị trí của hắn, hắn còn không chóc ra ta. Hẳn là ở Tiêu gia. Quách Sĩ Thần ra bộ dáng tính trước kỹ càng. Ngươi biết rõ còn hỏi ta. Tiêu Phàm bĩu môi, nhưng khi nhìn thấy Quách Sĩ Thần lộ ra điệu cười như hồ ly, Tiêu Phàm không khỏi nổi giận mắng, Quách lão quỷ, ngươi đang lừa ta. Yên tâm, lão nhân gia hắn tuyệt đối sẽ không chóc ra ngươi. Quách Sĩ Thần cười ha ha, tựa như âm mưu đạt được. Ngươi còn chưa nói năm đó rốt cục xảy ra chuyện gì. Tiêu Phàm đành phải lấy lui làm tiến, chuyện năm đó trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, cũng vô cùng hiếu kỳ. Nếu lão viện trưởng không nói cho ngươi, vậy ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Quách Sĩ Thần lắc đầu, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút nói, lần này gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi biết, Huyết Yêu nhiều hẳn là muốn cho ngươi tham gia sát phương thí luyện. Ngươi có thể đi tham gia, nơi đó có đồ vật ngươi cần. Đồ vật ta cần, thứ gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Đồ vật ngươi đạt được ở trong nội viện Thần Phong học viện, đồ vật đó không đầy đủ. Nếu như ngươi chiến thắng sát phương thí luyện, có lẽ có thể góp vào thêm một phần. Quách Sĩ Thần cười cười, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm. Toàn thân Tiêu Phàm chấn động, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, vốn dĩ hắn tưởng là bản thân được vô tận chiến hồn. Khiến vô tận chiến điển nhận chủ, đây là đại bí mật của bản thân, không nghĩ tới Quách Sĩ Thần đã sớm biết rõ. Chỉ là Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng, không biết Quách Sĩ Thần nói là vô tận chiến hồn hay là vô tận chiến quyết. Trên vô tận chiến quyết chỉ ghi lại 6 tầng đầu tiên, chỉ có thể giúp hắn tu luyện tới chiến vương đỉnh phong mà thôi. 4 tầng phía sau không biết tung tích, hắn cần không ngừng tìm kiếm. Về phần vô tận chiến hồn. Cho đến nay Tiêu Phàm cũng không chân chính sử dụng qua, đây là một át chủ bài lớn của hắn, hơn nữa Tiêu Phàm cũng không biết vô tận chiến hồn phải chăng có bị thiếu hụt hay không. Chỉ là gom góp một phần thôi sao? Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, buồn bực nhìn Quách Sĩ Thần nói. Không sai,
năm đó truyền thừa phá diệt kia phát tán ở khắp nơi chiến hồn đại lục. Thứ ngươi chiếm được chỉ là đại bộ phận truyền thừa mà thôi. Quách Sĩ Thần gật đầu. Vậy truyền thừa này sao xuất hiện ở Thần Phong học viện? Tiêu Phàm rất muốn hỏi điều này, có điều cuối cùng vẫn không nói ra. Quách Sĩ Thần tựa như một mực đang kiêng dè cái gì, không muốn đề cập đến một vài sự tình. Xem ra vẫn là thực lực bản thân quá thấp, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Phải rồi, Tiêu Phàm, người có phải lấy được một chuôi hung đao, có thể cho ta xem không? Lúc này, Phúc Bá một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Phàm gật đầu, lật tay một cái, hung đao đồ lục xuất hiện ở trong tay, một cỗ khí tức cuồng bá, huyết tinh dập dờn tỏa ra, bên trong biệt viện không gió dậy sóng. Một chuôi hung đao tốt, đáng tiếc chất liệu kém chút, miễn cưỡng xem như thất phẩm đỉnh giai hồn binh. Phúc Bá cầm đồ lục trong tay, nhẹ nhàng bắn ra, cỗ khí hung lệ kia lập tức biến mất không còn một mảnh. Một cử động kia khiến con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, khí tức hung lệ trên hung đao hắn đã được trải nghiệm, thấu hiểu rất rõ, không nghĩ tới bị Phúc Bá dễ dàng áp chế xuống như vậy. Hơn nữa, hắn vẫn cho là hung đao đồ lục phẩm giai không kém Tu La kiếm, như thế nào cũng không nghĩ đến chỉ là thất phẩm hồn binh. Thất phẩm đã như vậy, vậy còn bát phẩm, nếu như đồ lục có thể thăng cấp, há không phải càng thêm bá đạo cường đại. Ngẫm lại liền khiến Tiêu Phàm nhiệt huyết sôi trào. Dùng đao này rất dễ dàng bại lộ thân phận, cho ta thời gian một tháng, ta thay ngươi xử lý một chút. Phúc Bá lại nói, ngữ khí không cho phép từ chối. Tiêu Phàm vừa định cự tuyệt, có điều lúc nhìn thấy ánh mắt yêu mến của Phúc Bá, Tiêu Phàm trầm mặc. Tiểu tử ngươi thân ở trong phúc không biết phúc, không sợ nói cho ngươi biết, Phúc Bá chính là bát phẩm chú tạo sư. Quách Sĩ Thần tức giận đập vào ót Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm kinh hãi nhìn Phúc Bá, bát phẩm chú tạo sư, thật quá không thể tưởng tượng. Được rồi, người đi làm việc của ngươi trước đi. Sát phương thí luyện không phải chỉ còn một năm sao, ta tin tưởng tiểu tử ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Quách Sĩ Thần đã bắt đầu đuổi người. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái, nhập trường khoán của bản thân còn chưa lấy được, đây là phải chiến thắng liên tục 100 trận. Thời gian một năm cũng quá ngắn đi. Áp lực càng lớn, động lực cũng càng lớn. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, rời khỏi biệt viện. Hung đao đồ lục giao cho Phúc Bá xử lý, trong thời gian này còn thời gian một tháng, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Vân Lạc Vũ sớm đã sắp xếp chỗ ở cho Tiêu Phàm bọn hắn, khi hắn trở lại biệt viện, Bàn Tử và Ảnh Phong sớm đã chờ lâu. Lão Tam, ngươi muốn đi Đại Ly? Bàn Tử yếu ớt mở miệng hỏi. Thần sắc hắn có chút mê mang, nơi đó đã từng khiến hắn ngã rất thảm. Tiêu Phàm gật đầu, muốn tham gia sát phương thí luyện, hắn nhất định phải đạt được một cái nhập trường khoán, mà sinh tử đấu trường chỉ có đế triều mới có. Ngươi cũng đã biết thân phận ta rồi, Bàn Tử hít sâu một hơi nói. Tiêu Phàm vẫn như cũ gật đầu, hắn không biết lời này của Bàn Tử có ý gì, nhưng hắn biết Bàn Tử đang lo lắng chuyện gì, lập tức ngưng thần nói, bất luận như thế nào. Ngươi là nhị ca ta, nếu ai dám đối phó ngươi, ta liền liều mạng với hắn. Ha ha, có câu nói này của ngươi là đủ. Bàn Tử cười ha ha một tiếng, yên tâm, đến Đại Ly đế đô, ta cũng coi như sinh ra ở đó, sẽ không để cho ngươi thiệt thòi đâu, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát. Còn hơn một tháng nữa. Tiêu Phàm vẫn không nói chuyện mình tham gia sát phương thí luyện cho Bàn Tử, sợ hắn lo lắng. Được. Vậy một tháng này chúng ta đều cố gắng tăng thực lực lên. Bàn Tử cười nói, sâu trong mắt hắn lại lóe qua một tia kiên nghị, chỉ là ẩn giấu rất tốt, Tiêu Phàm cũng không phát hiện. Sau đó, Tiêu Phàm lại lấy ra hai quyển sách, mực bút còn chưa khô, hiển nhiên là Tiêu Phàm vừa mới viết ra. Hai bộ chiến kỹ này tên là Huyền Long Cửu Trảm và Câu Hồn Quỷ Sát, đây là hắn tuyển chọn tỉ mỉ trong Tu La truyền thừa mới tuyển ra hai bộ chiến kỹ. Vô cùng phù hợp với chiến hồn hai người. Đây là Quách lão quỷ bảo ta cho các ngươi. Tiêu Phàm tùy tiện kiếm cớ, đem hai bộ chiến kỹ đưa cho Bàn Tử cùng Ảnh Phong. Đa tạ công tử. Ảnh Phong không chút do dự nhận lấy, lật ra tờ thứ nhất, tinh thần liền hoàn toàn đắm chìm trong sách. Quách lão quỷ có đồ vật tốt, lại còn giấu giấu giếm giếm. Bàn Tử cười mắng. Tiêu Phàm xấu hổ cười một tiếng. Hiển nhiên Bàn Tử nhìn ra hắn đang nói dối, chỉ là không muốn nói toạc ra mà thôi.
hắn luôn cảm giác bàn tử hôm nay có chút khác biệt, về phần khác biệt điểm nào, Tiêu Phàm lại không nói ra được. Tiểu Kim, những hồn tinh này cho ngươi, tu luyện cho tốt. Tiêu Phàm ném cho Tiểu Kim một cái hồn giới nói. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm cũng trở về biệt viện nhỏ của bản thân. Hô hô! Không bao lâu, bên trong biệt viện liền truyền đến từng đợt thanh âm kiếm rít, vô số kiếm khí tung hoành, động tác Tiêu Phàm vô cùng phiêu dật thoải mái, như là nước chảy mây trôi. Hắn dường như không phải đang luyện kiếm, mà là đang múa nhẹ, mỗi một động tác đều vừa đủ, công thủ hợp nhất. Trong sân tuyết bay như lông ngỗng, nhìn kỹ, tuyết lông ngỗng kia cũng không phải là bông tuyết thật sự, mà hoàn toàn là sử dụng kiếm khí ngưng tụ ra. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm thu liếm khí tức, hơi hơi cau mày, Tuyết Nguyệt thập tam kiếm mặc dù là thất phẩm chiến kỹ, nhưng chung quy vẫn quá mức cuốn hút. Kiếm là dùng để giết địch, không phải dùng để biểu diễn, trừ kiếm cuối cùng thứ 13, cái khác không cần cũng được. Tiêu Phàm quyết đoán bỏ qua tu luyện Tuyết Nguyệt thập tam kiếm, tinh thần đắm chìm trong vô tận chiến điển, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm quyết. Trong vô tận chiến điển ẩn chứa vô số công pháp, chiến kỹ dưới thất phẩm nhiều không kể xiết. Không thể nghi ngờ đây chính là một bảo tàng di động. Có điều, đại bộ phận chiến kỹ đều căn bản đều không lọt vào mắt Tiêu Phàm. Cho tới nay ta đều cho rằng chiến kỹ phẩm giai càng cao, uy lực càng lớn, nhưng chưa bao giờ cho bản thân một định vị chuẩn xác. Kiếm, nghiên cứu ra thì hẳn là nhanh, chuẩn, mới có thể có hiệu quả tốt, còn đi con đường như người khác, chung quy là tầm thường. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, tinh thần chậm rãi rời khỏi vô tận chiến điển. Trong đầu hắn hồi tưởng lại những trận đấu trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, thần sắc biến hóa không ngừng. Bất luận là chiến đấu với tầng thứ mấy, đều có ba phương diện thể hiện, tốc độ, công kích và phòng ngự đều có móc nối với công pháp, chiến kỹ cùng hồn lực. Công pháp và chiến kỹ cấp bậc càng cao, uy lực càng lớn, hồn lực càng dồi dào, lực bộc phát càng mạnh, sức chiến đấu cũng càng bền bỉ. Có điều, nếu như tốc độ nhanh đến cực hạn, hoàn toàn có thể không sợ công kích và phòng ngự của đối phương, thân pháp chiến kỹ tất nhiên có thể tăng tốc độ lên, nhưng không nắm được bản chất của vấn đề. Trong lòng Tiêu Phàm dường như có một tia lĩnh ngộ, tựa như bắt được cái gì, nhưng mà cảm giác kia vô cùng mông lung, mơ hồ. Hô, đột nhiên một trận gió nhẹ thổi đến, lay động vài sợi tóc Tiêu Phàm, áo bào trong gió phiêu đãng. Gió, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt, trong nháy mắt hiểu rõ cái gì. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Tiêu Phàm lặng lặng đứng ở trong sân, mặc cho gió nhẹ lay động thân ảnh. Hắn không nhúc nhích, thời điểm này chính là thời điểm tốt nhất. Mặt trời chiều ngả về tây, đem thân ảnh hắn kéo ra rất dài, bóng lưng có chút tiêu điều, làm cho không người nào có thể tưởng tượng chủ nhân bóng lưng này chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Lôi điện và tốc độ ánh sáng rất nhanh, đó là bởi vì không có lực cản của gió, nhưng người lại khác. Bất luận là chiến vương hay là chiến hoàng, chỉ cần di chuyển, gió liền cản trở, nếu như không có sức cản này, có phải sẽ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Tiêu Phàm lâm vào trầm tư, tinh thần tiến vào một trạng thái linh động trống không. Cả trời đất vào thời khắc này đều yên lặng đi. Ô ô ô, bên tai hắn chỉ có một trận gió thổi qua, ý lạnh tràn ngập cơ thể. Đêm rất yên tĩnh, Tiêu Phàm cứ như thế lẳng lặng đứng ở trong gió mát. Tinh tế lĩnh ngộ biến động của gió. Tục ngữ nói, nước vô hình dạng, nhưng gió không giống như thế sao? Hơn nữa gió cũng không hình thù, mắt nhìn căn bản không thấy được. Đạt tới như tốc độ ánh sáng có lẽ không có khả năng, nhưng có thể khiến lực cản biến thành động lực của gió, tốc độ có thể sẽ mạnh mẽ tăng lên. Tinh thần Tiêu Phàm trong nháy mắt sáng ra, có cảm giác hiểu ra nhiều thứ. Loại cảm giác này, so với việc hắn tu luyện lục phẩm chiến kỹ tới đỉnh phong còn khiến người ta hưng phấn hơn, làm cho người ta nhiệt huyết dâng trào. Kiếm thế, đao thế, quyền thế, đều là tồn tại vô hình, kiếm thế lăng lệ, đao thế bá đạo, quyền thế cuồng mãnh, phong thế kia thì như thế nào? Giờ phút này, Tiêu Phàm đã hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ phong thế, lặng lặng cảm thụ được khí tức của gió, mặc cho từng tia gió mát đánh vào trên người. Ngoài thân hắn tràn ngập một cỗ khí tức như có như không, cùng gió phảng phất ngoài không trung hòa làm một thể. Trong thế giới của Tiêu Phàm, chỉ còn lại gió. Tựa hồ qua hồi lâu, lại dường như chỉ trong nháy mắt, Tiêu Phàm đột nhiên hơi rung động một cái, tại hư không lưu lại một đạo tàn ảnh,
lúc xuất hiện lần nữa đã cách hơn 10 mét, tốc độ cực nhanh. Đây chính là phong thế. Giống như kiếm thế là bản thân tinh thần khí hòa vào kiếm, còn gió lại đem bản thân tinh thần khí hòa vào vô ngần hư không, chỉ là phong thế càng khó nắm chắc, cũng càng khó bắt. Trong lòng Tiêu Phàm hơi động một chút, nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Bất luận loại thế nào, đều là trăm sông đổ về một biển, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mới chỉ chạm tới cọng lông của phong thế, tốc độ ta cũng không dưới cảnh giới thần tung. Hơn nữa hồn lực cơ hồ không hề tiêu hao, khó trách thế nhân đều muốn lĩnh ngộ. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Sau đó không ngừng thi triển phiêu miểu thần tung bộ, đạp tuyết vô ngân và thế vân tung để xác minh suy nghĩ trong lòng, hắn mỗi một động tác đều rất nhỏ, phân tích khác biệt trong đó. Cuối cùng, Tiêu Phàm khẳng định một điểm, đó chính là tất cả thân pháp chiến kỹ đều là mượn nhờ hồn lực để giảm nhỏ lực cản của gió, tăng tốc độ bản thân. Đương nhiên, phiêu miểu thần tung bộ lại có chút khác biệt, bộ pháp quỷ dị cũng không phải chỉ lĩnh ngộ phong thế là có thể đạt tới. Tiêu Phàm cũng rốt cục hiểu rõ, thân pháp chiến kỹ quả thật có ưu thế của thân pháp chiến kỹ, điểm này là không thể thay thế. Nếu như đem thân pháp chiến kỹ cùng phong thế hòa làm một thể thì sao? Tiêu Phàm đột nhiên sáng mắt lên. Luận thiên phú, người yêu nghiệt như Tiêu Phàm nhiều vô số kể, tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn cũng không ít. Luận gia cảnh, sau Tiêu Phàm chỉ có Tiêu gia, căn bản không có bất kỳ ưu thế gì đáng nói, cùng những hoàng tộc, đế tộc so sánh, cơ hồ có thể không cần tính. Đồng thời con đường phía trước của hắn cũng cơ hồ không ai chỉ điểm, nếu như vẻn vẹn dựa vào bản thân, có lẽ Tiêu Phàm sớm đã bị rất nhiều người bỏ rơi. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng có ưu thế tuyệt đối của bản thân, đó chính là ngộ tính. Ngộ tính không chỉ là tiên thiên quyết định, cũng còn có quan hệ tới hậu thiên mưa dầm thấm đất. Chỉ bằng vào lực lĩnh ngộ chiến kỹ, Tiêu Phàm liền có thể đánh thắng phần lớn người, cho dù cường giả chiến hoàng cũng chưa chắc có thể so với hắn. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm lại dùng ba loại thân pháp chiến kỹ, quả thực vừa mới chạm đến phong thế, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Người bình thường căn bản bắt không được thân hình hắn. Cho dù chiến vương cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể theo kịp tốc độ Tiêu Phàm. Không hổ là phong thế, vẻn vẹn lĩnh ngộ đệ nhất trọng, lực cản liền giảm bớt hơn phân nửa, nếu như lĩnh ngộ đệ nhị trọng, cũng có thể hoàn toàn đem lực cản hóa thành hư ảo, đệ tam trọng thậm chí có thể đem ngược gió biến thành xuôi gió. Tiêu Phàm âm thầm suy nghĩ. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một tia sáng từ phía đông bắn ra, trải xuống mảnh đất mênh mông, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác trời đã hừng đông. Oanh, đột nhiên một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến, có âm thanh đao kiếm va chạm. Tiêu Phàm nhíu mày lại, thời điểm này vẫn còn có người chạy đến đại yến quấy rối, chẳng lẽ không sợ chết sao? Nghĩ vậy, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lẽo, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngoài Vân Thành, Bàn Tử cầm chiến thiên kích trong tay nộ sát tứ phương. Đối diện hắn là bốn cường giả chiến vương, mỗi người trên thân phát ra khí tức đều mạnh hơn Bàn Tử rất nhiều. Nơi xa còn có tầm 10 thân ảnh đứng lơ lửng trên không, trong đó có một người, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra được, chính là nữ tử váy tím yêu mị trước đó chạy trốn tại thiên tài trà hội. Rất hiển nhiên, những người này đều là người Đại Ly Đế Triều. Chảm, Bàn Tử không mảy may e ngại, gầm lên giận dữ. Chiến thiên kích bổ xuống chạm tại đỉnh đầu một chiến vương, người kia sắc mặt biến đổi, trường đao trong tay nghịch thiên mà lên. Răng rác, trường đao bị phá, chiến thiên kích thế công không giảm, trực tiếp phân người kia thành hai, máu tươi phiêu tán rơi rụng trời cao, lục phủ ngũ tạng, tay rời, chân cụt rơi xuống đất. Hay cho một cửu đế tử, vẫn cường thế như vậy. Đại đế tử cho mời, cửu đế tử vẫn nên đi cùng chúng ta một chuyến. Ba cường giả chiến vương khác con người co rụt lại, sắc mặt biến hóa mấy lần, bọn hắn ba người đều là chiến vương hậu kỳ, nhưng mà giờ phút này cũng không dám khinh thường Bàn Tử. Mới vừa rồi chiến vương bị Bàn Tử giết chết cũng là chiến vương hậu kỳ. Nếu như khinh thường Bàn Tử, người kia tuyệt đối chính là tấm gương cho bọn hắn. Diễu Võ Dương Oai, hắn muốn tới tìm ta, tự mình tới là được. Bàn Tử không mảy may có ý dừng tay, chiến ý trùng thiên. Cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần Ngưu lơ lửng lên đỉnh đầu, một cỗ hồn lực bành trướng khuấy động mở ra. Cửu đế tử, người không nên ép chúng ta. Trong đó một người ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt sát khí lấp lóe nói.
bức các ngươi thì thế nào, có giỏi thì đến giết ta. Bàn tử nhe răng cười một tiếng, bá khí vênh váo, cho dù đối mặt ba chiến vương hậu kỳ cũng không chút mảy may sợ hãi. Ba cường giả chiến vương kia khóe miệng giật một cái, bọn hắn ngược lại rất muốn giết bàn tử, nhưng mấu chốt là không dám. Nếu để cho đế chủ biết bàn tử chết tại trong tay bọn họ, cho dù chân trời góc biển, bọn hắn cũng không có chỗ dung thân, thậm chí cửu tộc của bọn hắn đều sẽ gặp nạn. Lần trước Nam Cung Thiên Giật có thể giết bàn tử, nhưng mà hiện tại lại không được, bởi vì tin tức bàn tử không chết sớm đã truyền đến tai không ít người. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta đắc tội. Ba người cho nhau một ánh mắt, sau đó chiến kỹ bay múa, một cỗ khí thế khủng bố hướng về bàn tử phóng đi. Đắc tội, không sợ các ngươi đắc tội. Bàn tử chiến ý tăng vọt, sát khí bắn ra bốn phía, hắn biết những người này là chó săn của ai, tất nhiên không có chút lưu tình nào. Hừ, ngươi cho rằng ngươi chính là Man Vương trước kia sao? Một người trong đó cười lạnh, một kiếm chạm ở trên chiến thiên kích, bị bàn tử trực tiếp đẩy lui. À, còn nhắc chuyện trước kia với ta, trước kia những cẩu nô tài các ngươi lúc nhìn thấy ta có dám đánh cái rắm. Bàn tử mặt coi thường, chiến thiên kích bay múa trực tiếp đánh bay hai người khác. Sắc mặt ba người bọn hắn cực kỳ khó coi, bọn hắn trước kia đừng nói dám đánh rắm trước mặt bàn tử, cho dù đến hô hấp cũng không dám thở mạnh. Các ngươi còn ở đấy lo lắng cái gì, cùng lên. Một người khác quát lạnh, hướng về phía 10 người nơi xa hét lớn. Dám động đến huynh đệ ta, chết. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm cuồng bá vang vọng trên không. Ngay sau đó một đạo tàn ảnh xẹt qua không trung, giống như một trận gió thổi qua. Nghe thấy tiếng quát như sấm kia, tam đại cường giả chiến vương vây công bàn tử biến sắc, cấp tốc thối lui ra sau. Nhưng mà, phốc phốc phốc, bọn hắn cuối cùng chậm một nhịp, một vòng gió mát xẹt qua trên cổ ba người, ba cái đầu bay lên, cột máu từ cổ bắn ra cao hơn một trượng. Ánh ban mai chiếu xuống, vũ mị yêu diễm. T. Thập đại cường giả chiến vương nơi xa hít vào ngụm khí lạnh, đây chính là ba chiến vương hậu kỳ, cũng là những người cường đại nhất trong nhóm người này, lại bị hắn một chiêu cắt đầu. Chẳng lẽ là cường giả chiến hoàng xuất thủ? Nghĩ vậy, sắc mặt 10 người lộ vẻ khó coi. Chẳng qua là khi bọn hắn lấy lại tinh thần, trên hư không lại xuất hiện thêm một đạo thân ảnh. Một thiếu niên áo đen, đứng chắp tay lạnh lùng nhìn bọn hắn. Ánh mắt kia bắn ra một vòng sát quang. Dọa mấy người không khỏi lạnh run. Chiến vương sơ kỳ, làm sao có thể, có người nhìn ra tu vi Tiêu Phàm, tựa như nhìn thấy quỷ, toàn thân rùng mình, kém chút đứng không vững rơi xuống phía dưới. Một chiến vương cảnh sơ kỳ giết ba chiến vương hậu kỳ, việc này thật không thể tưởng tượng nổi. Lão Tam, bàn tử cũng kinh ngạc một trận, hắn biết khá rõ thực lực của Tiêu Phàm, đấu với cùng cấp chắc chắn hắn sẽ vô địch. Nhưng đấu với chiến vương cảnh hậu kỳ thì chính là chênh lệch hai mức đi, vậy mà ám sát được ba người. Nếu như không phải nhìn thấy Tiêu Phàm đang ở trước mắt, bàn tử tuyệt đối tưởng mình đang nằm mơ. Nơi xa Ảnh Phong chạy đến cũng kinh ngạc không thôi, run giọng nói, Yêu Nhiêu nói không sai, thiên phú và thực lực của công tử, cùng cấp không người có thể so. Trong lòng Ảnh Phong một tia khúc mắc cuối cùng với Tiêu Phàm đều tan thành mây khói. Trước kia huyết Yêu Nhiêu để hắn đi theo Tiêu Phàm. Hắn trong lòng dù sao cũng hơi không phục. Nhưng mà hiện tại, hắn từ chính nội tâm cúi đầu dạp xuống đất, cái gì hoàng thành thập tú ở trước mặt Tiêu Phàm căn bản chính là một chuyện cười. Thậm chí nếu như Lâu Ngạo Thiên vẫn chỉ dừng tại chỗ, cũng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Phong thế quả nhiên lợi hại, nếu như đổi lại hôm qua, chắc phải khổ chiến một phen, nhưng bây giờ nhờ có phong thế kết hợp thân pháp chiến kỹ, tốc độ ta đã có thể so với chiến vương đỉnh phong. Ám sát bọn hắn tự nhiên không phải nói chơi, trừ phi gặp người cũng am hiểu tốc độ, bằng không căn bản không cần phải sợ. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Tiêu Phàm, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Trong 10 người đối diện, nữ tử váy tím yêu mị kinh hoàng nhìn Tiêu Phàm. Là ngươi, hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, hắn nhận ra nữ tử váy tím, tự nhiên cũng liền biết rõ thân phận đám người này, người Đại Ly Đế Triều. Thế nào? Lần trước ăn thiệt thòi không phục à? Hừ, nữ tử váy tím lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, cửu đế tử, người tốt nhất là đi cùng chúng ta một chuyến, rất nhanh đại đế tử sẽ tới, đen đủi sẽ không chỉ có bọn hắn, còn có đại yến vương triều này. Thần sắc bàn tử cứng lại,
không thể không nói lời nữ tử váy tím nói vừa vặn uy hiếp được bàn tử. Mấy chiến vương cảnh hắn không sợ, nhưng mà người phía sau bọn hắn kia, hắn không dám khinh thường. Nhiều năm như vậy không gặp, đoán chừng đã tăng đến tầng cao hơn. Cút khỏi đại yến, bằng không chết, con người Tiêu Phàm lạnh lẽo, những người này đều đến vì huynh đệ hắn, hắn có thể nào không giận. Ngươi là cái thá gì, thất phu hoang dã nho nhỏ cũng dám quát lớn chúng ta. Ngươi chắc không biết chúng ta là ai. Một người trong đó quát lạnh, cho dù Tiêu Phàm giết ba chiến vương hậu kỳ, hắn cũng không để Tiêu Phàm vào mắt. Hắn thấy chỉ cần Tiêu Phàm biết thân phận bọn hắn, nhất định sẽ quỳ xuống đất xin khoan dung, nào còn dám ngang ngược càn rỡ. Chỉ có nữ tử váy tím biến sắc, với hiểu biết về Tiêu Phàm, gia hỏa này thực có can đảm giết bọn hắn đi. Hô, quả nhiên sau một khắc, một vòng hào quang lăng lệ lóe lên hư không, 10 người kia cảm giác lưng phát lạnh, lúc bọn hắn kịp phản ứng, người vừa mới uy hiếp Tiêu Phàm đã đầu người rơi xuống đất. Cái đầu bị ném đi, hai mắt mang theo sợ hãi nồng đậm nhìn Tiêu Phàm, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà không chào hỏi liền xuất thủ, căn bản không cho hắn cơ hội uy hiếp, trực tiếp giết hắn. Ta tính là gì, ta hiện tại nói cho các ngươi, ta được tính là gì? Tiêu Phàm tay cầm kiếm, đi từng bước một hướng về 9 người còn lại. 9 người toàn thân run lên, toàn thân nổi da gà, không khỏi hướng phía sau thối lui. Tiểu tử, chúng ta là... Lại một người mở miệng. Phốc, chỉ là lời nói chưa dứt thanh âm, lại một đạo kiếm lóe qua, cái đầu thứ hai bay lên. Bàn tử vốn muốn ngăn cản nhưng không nghĩ tới Tiêu Phàm sát phạt quyết đoán như thế, rốt cục liền không nói cái gì. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, còn lại 8 người sợ hãi tới cực điểm, toàn bộ đại ly đế triều ai cũng phải kiêng kỵ thân phận đám người họ, vậy mà gia hỏa này không nói một lời liền xuất thủ. Thật sự cho rằng ta đang nói đùa sao? Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc. Suy suy. Thanh âm rít lên, chỉ thấy Tiêu Phàm lần nữa biến mất tại chỗ, hư không từng đạo máu văng tung tóe, máu tươi nhuộm đỏ không trung. Đi mau, nữ tử váy tím lấy lại tinh thần, trước tiên nghĩ đến chính là chạy trốn. Tiêu Phàm này nhất định chính là sát thần, hắn thực có can đảm giết đám người họ, căn bản sẽ không bận tâm thân phận đám người. Mặt khác mấy người cũng bắt đầu bối rối lên, bị dọa đến tè ra quần. Có 2 người quần tức thì bị ướt nhẹp, mùi nước tiểu khai tràn ngập không trung. Bây giờ muốn đi, đã muộn, còn người Tiêu Phàm lạnh lẽo, những người này bình thường diễu võ dương oai, cao cao tại thượng, một câu liền có thể quyết định tính mệnh người khác, nào nghĩ đến mình cũng có ngày bị người khác giết. So sánh với Tiêu Phàm, bọn hắn chỉ là đóa hoa bên trong nhà ấm, căn bản không chịu được gió táp mưa xa. Tiêu Phàm kiếm động theo thân, thân động theo gió. Cả người tựa như hòa vào trong gió, tốc độ đạt tới cực hạn, không ít người nơi xa chạy đến nhìn thấy một màn này, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Gia hỏa này một đêm không gặp, lại mạnh lên, Quách Sĩ Thần ngoài dự liệu nhìn Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Hỗn đàn, đại đế tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi sẽ chết không yên thân, hư không truyền đến từng hồi tiếng kêu thảm thiết, mắng đầu xúc sinh, nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý. Đã xuất thủ, giết một người là giết, giết 10 người cũng là giết. Sau 10 nhịp thở, thập đại cường giả chiến vương tất cả đều trở thành vong hồn dưới kiếm Tiêu Phàm, đến lúc chết bọn hắn cũng không ngờ bản thân sẽ chết tại trong tay một tu sĩ vương triều nho nhỏ. Cho tới nay, bọn hắn tự nhận người đại ly, bất luận đi tới đâu cũng đều thu hút ánh nhìn. Hôm nay có người không sợ bọn hắn, còn dám muốn lấy mạng bọn hắn. Không trung khôi phục lại bình tĩnh. Khắp nơi im ắng, rất nhiều người lộ ra vẻ lo lắng, thế lực có thể một lần xuất động 10 cường giả chiến vương, làm sao có thể đơn giản. Lão Tam, cẩn thận, đột nhiên bàn tử kêu to một tiếng, hóa thành một vệt sáng phóng về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm biến sắc, hắn cảm giác mình bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, cổ có chút lạnh, toàn thân lạnh cả người. Không chần chờ chút nào, Tiêu Phàm đưa tay ra một kiếm, sau đó thân thể hóa thành một trận gió. Cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Phốc, cánh tay phải hắn bị một đạo kiếm sát qua, cuồn cuộn huyết châu nhỏ xuống. Bên cạnh, ngực bàn tử bị một đạo vết kiếm vạch phá, kém một chút liền bị thủng bụng. Lão nhị, Tiêu Phàm vội vàng đỡ lấy bàn tử, nhe răng trợn mắt, chậm chạp nâng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa. Cuối chân trời,
một số đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, người chưa đến, một cỗ khí thế ngút trời đập vào mặt, trên cổng thành rất nhiều người biến sắc, đến hô hấp đều có chút gấp rút. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phương xa, người tới không nhiều, chỉ có 5 người, cầm đầu là một thanh niên áo trắng. Hắn dáng người cao to, đứng hiên ngang, hai con ngươi như tinh hà, sáng tỏ mà thâm thúy, mũi cao cao, sợi tóc nồng đậm choàng trên vai, cả người cho người ta một loại cảm giác cực kỳ phức tạp. Yêu nhã, nguy hiểm, anh tuấn, yêu mị, những cái này từ dường như tập trung hết trên người hắn, nhưng lại không lộ ra vẻ giả tạo, là tự nhiên mà thành. Bất luận đi đến đâu, hắn cũng có trở thành tiêu điểm của mọi người, phảng phất như hạc giữa bầy gà. 4 người sau lưng hắn là 3 nam 1 nữ, mỗi người nhìn về thanh niên áo trắng phía trước ánh mắt đều tràn ngập kính sợ, đây là một loại bái phục phát ra từ nội tâm. Khí tức trên người thanh niên áo trắng như ẩn như hiện, khiến không người nào có thể nhìn thấu, cho dù là Tiêu Phàm cũng cảm giác được một cỗ áp bách. Chiến hoàng, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn trước tiên nghĩ đến Diệp Lâm Trần, tuổi trẻ như thế là cường giả chiến hoàng, đây là người thứ hai hắn gặp. Khi hắn nhìn về phía bàn tử trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, cười lạnh, có điều vẻn vẹn một hồi biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm đã đại khái đoán được thân phận thanh niên áo trắng, có thể làm cho bàn tử tức giận như thế, cũng chỉ có người mà Huyết Yêu Nhiêu từng nói với hắn. Cửu đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thanh niên áo trắng đi tới gần, trên mặt lộ ra nét cười như gió xuân, khiến cho người ta không phẫn nộ nổi. Nam Cung Thiên Giật, bàn tử áp chế sát ý trong lòng, thần sắc bình tĩnh nhìn thanh niên áo trắng. Không sai, Nam Cung Thiên Giật chính là tên thanh niên áo trắng trước mắt, cũng là đại ca Nam Cung Tiêu Tiêu, đại ly đế triều đại đế tử, là người trẻ tuổi mà đại ly đế triều đều ngưỡng mộ. Nghe được bàn tử gọi thẳng tên Nam Cung Thiên Giật, 4 người đằng sau sắc mặt u lãnh vô cùng, sát khí không thèm che giấu nở rộ ra. Có điều, Nam Cung Thiên Giật không mở miệng. Bọn hắn cũng không dám nói một câu. Thế nào, nhìn thấy đại ca liền lễ phép cơ bản nhất đều không có sao. Nam Cung Thiên Giật không những không giận mà còn cười nói, tâm như nước giếng, tựa như thế giới này không có cái gì có thể kích động tâm hắn. Trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người. Người của ngươi vừa tới liền kêu đánh kêu giết, không có chút giáo dưỡng nào. Huynh đệ của ta nhìn không được, liền làm thịt toàn bộ bọn hắn. Bàn tử thản nhiên nói. Tựa như đang cố ý kích động thần kinh Nam Cung Thiên Giật. À, vậy huynh còn phải cảm tạ vị huynh đệ của cửu đệ thay ta thanh lý môn hộ rồi. Khiến bàn tử thất vọng là, Nam Cung Thiên Giật một mặt đạm nhiên, tựa như căn bản không quan tâm sinh tử của mười mấy người kia. Điều này cũng làm cho đám người Tiêu Phàm hiểu rõ nội tình đế triều, mười cường giả chiến vương, chết thì chết, giống như chết mấy con chó, không đáng coi trọng. Tiêu Phàm rất thức thời không có mở miệng. Đây là giao phong giữa hai huynh đệ bọn hắn. Chỉ cần Nam Cung Thiên Giật không động thủ, Tiêu Phàm tất nhiên cũng sẽ không xuất thủ, huống chi thực lực hắn cũng căn bản không đủ Nam Cung Thiên Giật nhìn tới. Nơi xa, mấy người Quách Sĩ Thần cũng trầm mặc không nói, những tu sĩ cấp thấp trong mắt càng là vẻ kiêng dè, cường giả chiến hoàng như thế, thế lực sau lưng hắn đại yến tuyệt đối không thể đắc tội. Tạ ơn thì không cần, nếu như chỉ có những sự việc này thôi, thì các ngươi có thể đi rồi. Bàn tử nói, trong lòng cười lạnh không thôi, Nam Cung Thiên Giật ngươi tự cao thanh cao, tự cho là đúng, trong mắt ta, chỉ là một chuyện cười. Cửu đệ, vi huynh vạn dặm xa xôi chạy đến gặp ngươi, ngươi cứ như vậy đãi khách sao? Nam Cung Thiên Giật híp híp mắt. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta phải ôm chặt lấy ngươi, thút tha thút thít, sau đó lớn tiếng gào thét, ca ca, đệ đệ sao? Bàn tử nhe răng cười một tiếng. Hắn chính là hận không thể ăn sống nuốt tươi Nam Cung Thiên Giật. Hắn đã từng có danh xưng Man Vương, 14 tuổi liền đột phá chiến vương đỉnh phong, trong đại ly đế triều trẻ tuổi cơ hồ vô địch thủ. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tranh đoạt vị trí đế chủ, chỉ muốn toàn tâm toàn ý tu luyện. Nhưng tất cả những thứ này, từ ban đêm của ngày nọ đột nhiên phong vân đột biến, lúc ấy Nam Cung Tiêu Tiêu đang chuẩn bị đột phá chiến hoàng cảnh. Vốn dĩ việc này cũng chỉ có bản thân Nam Cung Tiêu Tiêu biết rõ. Nhưng mà kỳ dị thay, hôm đó Nam Cung Thiên Giật đột nhiên tìm tới cửa, tận tình khuyên bảo nói giúp Nam Cung Tiêu Tiêu hộ pháp. Lúc ấy quan hệ bàn tử và Nam Cung Thiên Giật tình như thủ túc, đâu hoài nghi hắn sẽ ra tay với bản thân.
Thế nhưng mà ai ngờ, thời khắc hắn nhập định, Nam Cung Thiên Giật lại ám toán hắn, khiến thân hắn trúng kịch độc. Nếu như không phải bàn tử phát hiện kịp thời, nếu như không phải thực lực hắn đủ cường đại, thì không chỉ đơn giản là thụ thương. Vốn dĩ Nam Cung Tiêu Tiêu định đi tìm phụ đế hắn thương yêu nhất, nhưng mà Nam Cung Thiên Giật tính toán không lộ chút sơ hở, gần như ngăn chặn tất cả đường lui của hắn, cuối cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đành phải liều chết chạy khỏi Đại Ly Đế Triều. Hắn hầu như tiêu tán gần hết tu vi mới xua tan hoàn toàn được kịch độc trong cơ thể. Từ lúc đó về sau, cơ thể bàn tử phát sinh biến hóa, đồng thời, hắn mất hết tu vi, dùng thời gian mấy năm để tĩnh dưỡng kinh mạch, đến tận một năm trước mới bắt đầu tu luyện. Sau khi bàn tử biến mất, Nam Cung Thiên Giật liền trở thành người trẻ tuổi đệ nhất của Đại Ly Đế Triều. Những năm này, ánh sáng trên đầu Nam Cung Thiên Giật có thể nói là nhiều vô số kể. Nam Cung Thiên Giật cũng rất hưởng thụ loại cảm giác vạn người nhìn vào này. Chỉ là khoảng thời gian trước lúc nghe được tin tức về Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn liền đứng ngồi không yên. Khi Nam Cung Tiêu Tiêu xuất hiện ép Nam Cung Thiên Giật hắn không thở nổi. Nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu xuất hiện trong trạng thái đỉnh phong, tất cả huy hoàng trong dĩ vãng của hắn đều sẽ bị Nam Cung Tiêu Tiêu thay thế. Lần này hắn tự mình đến, chính là muốn thăm dò thực lực bàn tử. Khi thấy tu vi bàn tử chỉ là chiến vương cảnh, tảng đá lớn trong lòng hắn cũng rốt cục rơi xuống. Cửu đệ, phụ đế rất nhớ ngươi, cùng ta trở về đi. Nam Cung Thiên Giật cũng không tức giận, ngược lại an ủi. Người không biết quan hệ của bàn tử và Nam Cung Thiên Giật đều sẽ coi Nam Cung Thiên Giật huynh đệ tình thâm, mà bàn tử lại không biết điều. Ông ấy nhớ ta cũng không quay về đâu. Bàn tử cười lạnh không thôi, trong lòng càng khinh thường. Nếu như phụ đế nhớ hắn sẽ không đợi đến hiện tại, hắn không tin với tai mắt của Đại Ly Đế Triều mà không phát hiện được sự tồn tại của bản thân. Duy nhất có thể nói là, phụ đế hắn đã bỏ hắn. Hắn chỉ là chiến vương cảnh mà thôi, Nam Cung Thiên Giật là chiến hoàng cảnh, cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Không phải bàn tử không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mà là hắn không muốn đem thời gian lãng phí vào những chuyện này mà thôi, ngược lại, bàn tử lại rất khôn khéo. Hắn biết rõ sự tàn khốc giữa mọi người trong tộc, điểm này hắn cũng không trách bất cứ ai, muốn trách chỉ có thể trách bản thân hắn, lúc ấy vì sao không tranh đoạt. Vì sao không lưu lại một tai mắt, đây cũng lý do lần trước hắn thấy Tuyết Ngọc Long không tranh đoạt, hắn lại tức giận như thế. Vận mệnh ai người có chút tương tự. Ta đánh cược với cửu đệ một phen, ta cược ngươi sẽ trở về, thế nào? Nam Cung Thiên Giật cười nhạt một cái nói. Vừa dứt lời. Nơi xa một vệt sáng kích xạ tới, trong nháy mắt rơi vào trước người Nam Cung Thiên Giật. Đó là một nữ tử, trong tay nàng còn đang giữ một người. Nam Cung Thiên Giật, người khốn nạn, thả nàng ra, bàn tử nhìn thấy bóng người bị bắt, lập tức tức giận mắng lên. Bóng người bị bắt tới kia cũng không phải ai khác mà là Tuyết Lung Giác. Đám người thấy thế, rất nhiều người hổ thẹn không thôi, bọn hắn kém chút bị sắc mặt Nam Cung Thiên Giật lừa gạt. Tiêu Phàm cũng không nhịn được cảm khái, Nam Cung Thiên Giật nếu là đặt ở địa cầu của hắn kiếp trước, tuyệt đối là một ông vua màn ảnh, làm việc không lưu dấu vết. Ta cửa cửu đệ sẽ cùng ta trở về, không biết ta thắng hay thua. Người biết rõ, Vi Huynh không thích bị thua. Nam Cung Thiên Giật tà tà cười một tiếng, cười cực kỳ quỷ mị, khiến cho người ta không khỏi lạnh run. Nắm đấm bàn tử nắm vang lên kèn kẹt, nếu như đủ thực lực. Hắn tuyệt đối sẽ làm thịt Nam Cung Thiên Giật. Nam Cung Thiên Giật bất nhân, Nam Cung Tiêu Tiêu hắn tất có thể bất nghĩa. Có điều bây giờ đâu như ngày xưa, 10 hắn cộng lại cũng không phải đối thủ của Nam Cung Thiên Giật. Thế nào, cửu đệ ngươi nghĩ xong chưa? Nam Cung Thiên Giật cười nói, sâu khóa mắt lóe ra vẻ hung ác nham hiểm nồng đậm. Được, ta cùng ngươi trở về. Bàn tử cắn răng nói. Ta biết mà, Vi Huynh sẽ không thua. Nam Cung Thiên Giật cười nhạt một tiếng, cửu đệ yên tâm, trở lại Ly Hỏa Đế Đô, có huynh ở đó, không ai dám khi dễ ngươi và em dâu đâu. Như thế thì tốt, bàn tử nhe răng trợn mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Nam Cung Thiên Giật lại chơi chiêu này. Lão nhị, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, hắn không tin lời Nam Cung Thiên Giật nói. Mặc dù hắn không biết năm đó đến cùng phát sinh cái gì, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Thiên Giật liền vô cùng khó chịu. Chỉ là hắn cũng biết rõ, thời gian trước đó bàn tử một mực ở tại Tuyết Nguyệt Hoàng thành Nhân Thân Vương Phủ,
cùng Tuyết Lung Giác sớm chiều ở chung, giữa hai người sớm đã phát sinh tình cảm. Với tính cách bản tử, không thể nào không cứu Tuyết Lung Giác. Nếu như hắn không cùng Nam Cung Thiên Giật đi, Tuyết Lung Giác tuyệt đối phải chết. Yên tâm, ta không sao. Bản tử vỗ bả vai Tiêu Phàm, con người vô cùng kiên định. Sau đó, bản tử hít sâu một hơi quay người nhìn về phía Nam Cung Thiên Giật nói, thả người. Cửu đệ yên tâm, vi huynh làm sao có thể tổn thương huynh đệ. Nam Cung Thiên Giật cười nhạt một tiếng, nhìn nữ tử kia một cái, lập tức ném Tuyết Lung Giác ra ngoài. Nữ tử kia dùng sức rất khéo, vừa vặn đưa Tuyết Lung Giác đến ngực bàn tử. Bàn tử chết tiệt, ô ô. Tuyết Lung Giác nức nở vuốt lồng ngực bàn tử, trên mặt bàn tử lộ ra một nụ cười ôn nhu. Hồi lâu, bàn tử nhìn về phía Tiêu Phàm nói, lão tam, trước đó lão đại rời đi có nói với chúng ta, một ngày nào đó chúng ta lại ở gặp mặt ở sân khấu lớn hơn, ta tin tưởng bản thân ta, cũng tin tưởng ngươi. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Tiêu Phàm gật đầu, nắm đấm nắm chặt, ngón tay khảm vào trong lòng bàn tay thiếu chút nữa thì muốn bóp ra máu. Giờ phút này, trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ bất đắc dĩ, tiểu ma nữ rời đi, Lăng Phong rời đi, bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu lại muốn rời đi, tất cả những điều này hắn vốn có thể ngăn cản. Thế nhưng thực lực hắn quá thấp, ở trong mắt những đại gia tộc kia, chiến vương cảnh căn bản không được tính là gì, vẻn vẹn chỉ là một khởi điểm mà thôi. Thực lực, ta muốn có đủ thực lực, một ngày nào đó, ai cũng đừng hòng đem người bên cạnh ta mang đi. Trong lòng Tiêu Phàm cuồng loạn gào thét, đôi mắt sung huyết, một cỗ lệ khí ngập trời kém chút bộc phát ra. Bàn tử mang theo Tuyết Lung Giác rời đi, trên cổng thành mọi người cũng buông lỏng một hơi. Nam Cung Thiên Giật không có đem lửa giận đến trên người bọn hắn, cũng khiến bọn hắn mang ơn. Ở cái thế giới này, không đủ thực lực căn bản không có bất kỳ quyền nói chuyện gì. Nam Cung Thiên Giật nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Phàm, khóe miệng hơi cong một chút, chậm rãi quay người đạp không rời đi, thoáng cái liền biến mất ở chân trời. Chẳng biết tại sao, trong lòng Tiêu Phàm bất an mãnh liệt. Khi hắn ngẩng đầu lại phát hiện ba nam hai nữ đi theo Nam Cung Thiên Giật mà đến kia cũng không rời đi. Trong ánh mắt bọn hắn mang theo một loại lạnh lẽo, vô tình, dường như Tiêu Phàm bọn hắn chỉ là sâu kiến. Cẩn thận, mau lui lại, đúng lúc này, hai người Quách Sĩ Thần cùng Tần Mặc đồng thời gầm thét, hồn lực cuồn cuộn mang theo đám người trên cổng thành cấp tốc hướng về phương xa thối lui. Còn người Tiêu Phàm co rụt lại. Chỉ thấy người trên không trung kia bỗng tỏa ra khí tức cường đại, thiên lôi từng hồi, tựa như cả mảng trời đất đều muốn sập xuống. Ngay sau đó, trong tay năm người hoặc đưa tay, hoặc giơ kiếm, năm đạo cuồng bá công kích bay vụt hướng về vị trí Vân Thành. Tiêu Phàm rốt cục biết rõ năm người này đáng sợ thế nào. Mặc dù mỗi người tuổi tác không lớn, lớn nhất cũng chỉ hơn 30 tuổi, nhỏ nhất 27, 28 tuổi. Nhưng năm người bọn hắn vậy mà đều là chiến hoàng cảnh. Khó trách Quách Sĩ Thần và Tần Mặc cũng không dám chính diện giao phong, chỉ có thể bị động mang theo người trên cổng thành đào tẩu. Tiêu Phàm chân đạp phiêu miểu thần tung bộ, thân thể cùng gió hòa làm một thể, thân hình cực nhanh thối lui. Đang trong quá trình lùi lại, hắn nhìn thấy năm người kia lạnh lùng cười một tiếng, quay người liền biến mất ở chân trời. Tựa như căn bản không muốn liếc nhìn nơi này nhiều, hoặc là trong mắt bọn họ. Những người trên cổng thành này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn đản, Tiêu Phàm gầm thét, khoảng cách gần hắn nhất là một đạo trưởng cương bá đạo, bao phủ xung quanh mấy chục trượng, hư không rung động kém chút bị chấn nát. Vẫn may Tiêu Phàm lĩnh ngộ phong thế, tốc độ của hắn đủ nhanh, nhưng cho dù như thế cũng bị một cỗ lực lượng nặng nề chấn động đến lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Thân thể như là một chiếc lá lục bình. Bị thổi hướng về nơi xa đại sơn, đâm vào trên vách đá dựng đứng, gãy tận mấy chiếc xương sườn. Ầm ầm, ngay sau đó, một tiếng nổ vang truyền đến, tường thành Vân Thành phía xa bỗng nhiên sụp đổ, bụi bặm cuồn cuộn tràn ngập, đất đá bắn ra bốn phía, trong phút chốc trường thành vốn cứng rắn như là tường đồng vách sắt ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Ngũ đại chiến hoàng xuất thủ, uy thế ngập trời, không nói hủy thiên diệt địa, nhưng đã đủ để đào núi lật biển. Tiêu Phàm cũng ý thức được mình chênh lệch với những người kia, chiến hoàng chính là chiến hoàng, còn xa chiến vương mới có thể so sánh. Hồi lâu, khắp nơi rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy, lạnh lùng nhìn hướng năm đạo thân ảnh kia rời đi,
nhe răng cười nói, một ngày nào đó, ta muốn các ngươi cũng nếm thử loại tư vị này. Trong phế tích, đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, Quách Sĩ Thần và Tần Mặc mặc dù cứu một số người, nhưng vẫn có không ít người chết ở phía trên thành. Tiêu Phàm bước chân bình ổn trở lại trên cổng thành, Ảnh Phong cùng Tiểu Kim vội vàng xông lên, công tử, ngươi không sao chứ? Một chút vết thương nhỏ, không sao. Tiêu Phàm ho nhẹ mấy tiếng, ho ra một chút máu, đi đến bên người Vân Lạc Vũ hỏi, thương vong như thế nào? Bây giờ còn chưa thống kê xong. Sắc mặt Vân Lạc Vũ khó coi vô cùng, nhưng mà ở trước mặt nhóm cường giả, hắn cũng không thể làm gì, suy đến cùng, đây chính là chênh lệch thực lực. Chỉ tốt cho người bị thương. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, vừa nhìn về phía Tần Mặc nói, Tần lão, những người bị thương này liền làm phiền ngươi. Sư huynh yên tâm. Tần lão gật gật đầu. Sư huynh, một bên Quách Sĩ Thần quái dị nhìn Tiêu Phàm và Tần lão, lúc nào Tiêu Phàm trở thành sư huynh Tần Mặc. Viện trưởng, phiền phúc bá tăng nhanh thời gian một chút. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Quách Sĩ Thần tất nhiên biết rõ suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm. Hắn là muốn sớm tiến về Đại Ly Đế Triều, thu hoạch sát phương thí luyện nhập trường khoán, chỉ là lo lắng như vậy chưa chắc là chuyện tốt. Tiêu Phàm, ta biết ngươi rất phẫn nộ, nhưng mà bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải tỉnh táo. Quách Sĩ Thần trầm giọng nói, một đạo hồn lực nhu hòa bao phủ Tiêu Phàm. Cảm xúc tàn nhẫn kia của Tiêu Phàm chậm rãi biến mất. Nhị bàn tử rời đi chưa hẳn là chuyện xấu, Nam Cung Thiên Giật không có khả năng giết bàn tử, nhiều nhất chỉ giam lỏng mà thôi. Huống chi đến Đại Ly Đế Triều, tất cả cũng không phải Nam Cung Thiên Giật nói là được. Quách Sĩ Thần trầm ngâm lúc này nói, ngộ nhớ nhị bàn tử có gì không hay xảy ra, Thần Phong Học Viện sẽ cùng ngươi giết đến tận Ly Hỏa Đế Đô. Tiêu Phàm nghe vậy toàn thân run lên. Hắn có thể cảm nhận được sát ý trên người Quách Sĩ Thần không phải giả, càng thêm kinh ngạc là tự tin trên mặt Quách Sĩ Thần. Chẳng lẽ Thần Phong Học Viện có thực lực cùng Đại Ly Đế Triều đánh cược một lần? Ta hiểu, viện trưởng, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lòng chậm rãi bình tĩnh. Một tháng thoát cái liền qua, Vân Thành bị hủy cũng đã hồi phục lại, Tiêu Phàm đứng ở trên thành lầu, híp hai mắt nhìn về phương xa. Một tháng này... Hắn thành công tu luyện một bộ lục phẩm kiếm pháp tới đỉnh phong, dùng để xác minh công dụng tuyệt vời của phong thế. Hơn nữa hắn luôn lĩnh ngộ phong thế, triệt để vững chắc tại đệ nhất trọng, hơn nữa còn chạm đến ngưỡng cửa phong thế đệ nhị trọng. Chỉ là ngưỡng cửa nhất trọng bất luận như thế nào cũng không cách nào xuyên phá, thậm chí so với đột phá chiến vương cảnh còn gian nan hơn. Có điều hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, đao thế, quyền thế và kiếm thế đều lĩnh ngộ được cảnh giới nhị trọng. Đồng dạng mà nói, chiến tông cảnh lĩnh ngộ nhất trọng thế, cường giả chiến vương cảnh có thể lĩnh ngộ nhị trọng thế, đương nhiên cũng có chiến vương cảnh có thể lĩnh ngộ tam trọng thế, thậm chí tứ trọng thế đều cực kỳ thưa thớt. Giống như Tiêu Phàm, có thể ở chiến vương sơ kỳ lĩnh ngộ ra nhị trọng thế đã có thể được xem là tuyệt thế thiên tài. Tiêu Phàm. Lúc Tiêu Phàm đang suy nghĩ vẩn vơ, một tiếng quát nhẹ vang lên, nơi xa, một đạo hắc ảnh bay về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, trong tay lập tức xuất hiện một đồ vật, cách đó không xa, Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Thử xem vừa tay ngươi không? Phúc Bá mặt lộ vẻ hiền lành cười nói. Đồ vật trong tay Tiêu Phàm, không lạ gì, chính là hung đao đồ lục mà Phúc Bá cải tạo một tháng, cỗ khí tức hung lệ đã biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa còn thêm một cái vỏ đao. Hồng hộc một tiếng. Một đạo hàn mang xẹt qua hư không, một thanh âm kim loại thanh thanh vang lên, Tiêu Phàm kinh dị nhìn đồ lục trong tay, so với trước đó, đồ lục thiếu một chút hung lệ, nhiều thêm một phần sắc bén. Nhẹ nhàng ước lượng mấy lần, Tiêu Phàm cảm giác đồ lục so với trước đó còn nặng hơn mấy phần, vội vàng cười nói cảm giác tay không tồi. Chỉ là không tồi thôi sao, tiểu tử ngươi đã chiếm tiện nghi lại còn khoe mẽ. Quách Sĩ Thần trợn mắt một cái, đây chính là Phúc Bá lần đầu chế tạo và cải tiến bát phẩm hồn binh trong hơn 20 năm gần đây, hơn nữa còn hao phí rất nhiều đồ chân quý của Phúc Bá. Đa tạ Phúc Bá, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, cung bái nói, hắn phát hiện bản thân vẫn là quá khinh thường mấy người Phúc Bá. Không cần khoa trương như vậy, vừa tay là tốt rồi. Phúc Bá lắc đầu cười một tiếng, một tháng bận rộn này khiến hắn nhìn qua càng thêm tiểu tụy gầy gò. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tất nhiên nhìn thấy,
nhưng hắn không biết báo đáp sự quan tâm của Phúc Bá bọn hắn thế nào, điều duy nhất có thể làm, chính là đừng để Phúc Bá thất vọng. Không phải, so với trước đó cái này càng thêm vừa tay. Tiêu Phàm cười cười, phải rồi Phúc Bá, khí hung lệ trước đó làm sao biến mất không thấy gì nữa. Nhiễm máu tươi quá nhiều, tự nhiên sẽ sinh ra biến chất. Chỉ có điều vì đao này nhiễm đều là huyết sát, sát khí quá nặng, cho nên mới có thể hung lệ như thế, ta chỉ là phong ấn lại những khí tức hung lệ này, người bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng. Phúc Bá giải thích nói, sau đó đem phương pháp mở ra phong ấn giao cho Tiêu Phàm. Theo hồn lực đưa vào, gào thét một tiếng, một cỗ khí tức hung lệ rồi rào phóng lên tận trời, ngưng tụ thành vô số đao cương, đến thiên khung đều giống như sắp bị phá vỡ. Ta cảm thấy, Tiêu Phàm thần tình kích động vô cùng, chỉ là nói còn chưa dứt lời, liền bị Phúc Bá cắt ngang. Người biết rõ là được, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng mở ra phong ấn, đao cũng chỉ có càng mài càng bén, giết người sẽ chỉ càng giết càng hung, ta nghĩ ngươi có thể hiểu rõ. Phúc Bá ý vị thâm trường nói. Đúng, Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng lẩm bẩm lấy Phúc Bá câu nói kia, đao, càng mài càng sắc, giết người, càng giết càng hung. Mài đao, không nhất định phải giết người. Khụ khụ, Tiêu Phàm à, Phúc Bá nói chuyện mặc dù rất có đạo lý. Quách Sĩ Thần đột nhiên ho nhẹ mấy tiếng, cười cười nói, nhưng mà ra ngoài kia, nếu ai dám khi dễ ngươi, trực tiếp làm thịt, chỉ cần ngươi một ngày là học sinh Thần Phong học viện ta, thì một ngày Thần Phong học viện đều ủng hộ ngươi. Phải không, Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ nói, tay phải sờ cầm một cái, một bộ dáng đánh chết ta cũng không tin. Điều này làm Quách Sĩ Thần tức giận không nhẹ. Được rồi, ta cũng không thứ gì cho ngươi, hai đồ vật này ngươi liền lưu làm kỷ niệm đi. Phúc Bá hung hăng trừng Quách Sĩ Thần, Quách Sĩ Thần lập tức như là trẻ con phạm sai lầm, xấu hổ cười cười. Tại trong tay Phúc Bá là một cái vỏ kiếm không biết dùng chất liệu gì chế tạo, còn có một miếng sắt đen. Phúc Bá tặng hắn vỏ kiếm, Tiêu Phàm biết rõ là có ý gì. Chỉ là muốn hắn che đi sự sắc bén của Tu La Kiếm mà thôi, vậy cái miếng sắt đen này thì là cái gì chứ? Phúc Bá, người sao lại đưa cái đồ vật này cho hắn? Ngược lại Quách Sĩ Thần kinh ngạc một hồi, lại hết sức bất mãn nói, bình thường cho ta chơi, người còn không cho. Cho người chơi, người còn nhỏ sao? Phúc Bá tức giận nói. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm càng hiếu kỳ hơn, cái này chỉ là một khối miếng sắt mà thôi. Chẳng lẽ còn có đại bí mật gì sao? Tiểu tử, còn không tạ ơn Phúc Bá, vốn dĩ ta còn lo lắng việc ngươi đi tham gia sát phương thí luyện, hiện tại xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Quách Sĩ Thần khó nén sự hâm mộ và ghen ghét trong mắt. Đa tạ Phúc Bá. Tiêu Phàm hơi hơi cúi lạy, tiếp nhận vỏ kiếm cùng miếng sắt đen, đột nhiên, toàn thân Tiêu Phàm run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đồ vật này có thể thay đổi khí tức. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Phúc Bá, hắn vừa mới đưa vào một tia hồn lực, đột nhiên phát hiện khí tức trên người bản thân cải biến. Hình dạng một người có lẽ có thể thay đổi, nhưng khí tức khẳng định không thể biến đổi, cũng chính bởi vì thế, Tiêu Phàm mới khiếp sợ như vậy. Người đeo lên thử xem. Phúc Bá vuốt vuốt chòm râu bạc phơ chỉ còn vài sợi cười nói, như là trẻ con có mấy phần đắc ý. Đeo lên, Tiêu Phàm không hiểu, có điều rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn lúc này mới hiểu rõ, cái miếng sắt đen này lại là một cái mặt nạ, sau khi đeo lên chỉ lộ ra một nửa mặt. Có đồ vật này đi sinh tử đấu trường, nhất định sẽ ít đi nhiều phiền phức, chỉ là đồ vật này quá quý giá. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, đồ vật quý giá đến đâu, hữu dụng mới làm nổi bật giá trị của nó. Phúc Bá liếc mắt liền nhìn ra tâm tư Tiêu Phàm, trực tiếp khiến lời nói Tiêu Phàm chuẩn bị nói ra bị chặn về. Cầm mặt nạ xuống, Tiêu Phàm cảm kích gật đầu. Lúc này, Ảnh Phong, Tiểu Kim, còn có Vân Lạc Vũ, Triệu Vô Bệnh, Vân Lạc Tuyết, Lý Tuyết Y đám người nhao nhao chạy đến, Tiêu Phàm vội vàng đem mặt nạ cất vào bên trong hồn giới. Thế nào, tất cả mọi người đến tiễn ta? Tiêu Phàm cười cười. U Vương đi xa, chúng ta tất nhiên không dám chần chờ. Vân Lạc Tuyết cười nói, U Vương, ta có thể cầu ngươi một việc được không? Chuyện gì? Nói xem nào, ta muốn gia nhập Thần Phong học viện, thế nhưng Quách viện trưởng không cho, người cầu xin giúp ta. Vân Lạc Tuyết làm nũng nói, Tiêu Phàm nghe xong toàn thân nổi da gà. Cho tới nay, nàng đều muốn tiến vào Thần Phong học viện,
thế nhưng nhiều lần đều bị Quách Sĩ Thần cự tuyệt, nắm được cơ hội lần này, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tiêu Phàm nhún nhún vai, bộ dáng bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta cũng là mua một tặng một mới được vào Thần Phong học viện, chuyện này nói không được. Nghe nói như thế, Khúc Huyền nơi xa xấu hổ cười một tiếng, lúc ấy chính hắn lại cự tuyệt Tiêu Phàm gia nhập Chiến Vương học viện. Tiểu nha đầu, ta cho phép ngươi gia nhập Thần Phong học viện. Quách Sĩ Thần đột nhiên cười ha hả nói. Thực sao? Vân Lạc Tuyết kích động nhảy dựng lên. Khục, tiểu muội, lúc này, Vân Lạc Vũ đi đến, đi qua ta thương lượng với Khúc viện trưởng, Chiến Vương học viện chính thức gia nhập Thần Phong học viện. Ngươi, các ngươi trêu chọc ta, hừ. Vân Lạc Tuyết nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Vân Lạc Vũ. Ha ha, đám người nghe vậy, lập tức cười lên ha hả. Tần lão, đây là kim châm chi thuật ta sao chép gần nhất. Tiêu Phàm đem một bản thư tịch đưa tới trước mặt Tần Mặc. Tần Mặc lập tức yêu thích không buông tay, trên mặt lộ ra nụ cười từ lâu, trịnh trọng nói, sư huynh yên tâm, ta nhất định nghiên cứu kỹ, đến lúc đó đi Ly Hỏa Đế Đô tìm ngươi. Các vị, sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, lại nhiều một sư đệ tiện nghi, sau đó mang theo tiểu kim cùng ảnh phong đạp không mà lên, rất nhanh biến mất ở cuối chân trời. Phúc bá, ngươi nói hắn lần sau trở về, hắn sẽ đạt tới tầng nào? Quách Sĩ Thần lắp bắp nói. Phúc bá lắc đầu cười một tiếng, hồi lâu, mới phun ra bốn chữ, khả năng vô tận. Sau 7 ngày, ba người Tiêu Phàm, ảnh phong và tiểu kim đứng ở một mảnh bên bờ vách núi, ngắm nhìn chân trời phương xa. Mấy ngày trước, bọn hắn đi đến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều một chuyến, nhìn thấy Tuyết Ngọc Hiên đem việc của Tuyết Lung Giác nói cho Tuyết Nam Thiên. Tuyết Nam Thiên lúc ấy muốn lập tức chạy tới Ly Hỏa Đế Đô, có điều bị Tiêu Phàm thuyết phục. Bây giờ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tổn thất nặng nề, còn lại hai chiến hoàng cũng bị thương. Tuyết Nam Thiên nhất định phải tỏa trấn ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Đương nhiên, trong này cũng có chút tâm tư của Tiêu Phàm, chính là muốn trấn áp Kiếm Vương Triều. Ai biết Kiếm Vương Triều liệu có âm thầm chơi ngáng chân hay không, điểm này Tiêu Phàm nhất định phải đề phòng. Lúc rời đi, Tuyết Ngọc Hiên cho Tiêu Phàm hai tấm hắc thiết lệnh bài, về sau Tiêu Phàm mới biết rõ, đây là lệnh bài có tư cách tham gia khảo thí Chiến Hồn Học Viện. Tiêu Phàm nhớ mang máng Tuyết Lung Giác đã từng nói qua việc này, muốn gia nhập Chiến Hồn Học Viện, chỉ có được Hoàng Triều và Vương Triều đề cử mới có tư cách tham gia khảo hạch Chiến Hồn Học Viện. Hai lệnh bài, Tiêu Phàm giữ cho mình một cái kia cho ảnh phong. Nơi này chính là địa giới Tuyết Nguyệt Hoàng Triều và Đại Ly Đế Triều. Tiêu Phàm thu liếm tinh thần, nhìn qua sương mù lượn lờ ở sơn cốc nơi xa nói, một cỗ khí mênh mông đập vào mặt, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Phía sau bọn hắn là một mảnh tuyết trắng mênh mang, cuồn cuộn sông băng, mà vách núi phía bên kia lại hoàn toàn tương phản, xanh tươi tốt, sinh cơ rạt rào. Không sai, phía trước chính là Thương Mang Cốc, là đường tắt thông hướng Ly Hỏa Đế Đô, có điều Thương Mang Cốc này lại nguy hiểm trùng điệp. Bình thường chiến hoàng cũng không dám tùy ý hoành hành. Ảnh phong hít sâu một hơi nói. Đường vòng không phải là phải hao phí mất 2 tháng sao? Tiêu Phàm lắc đầu, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Ở hai bên Thương Mang Cốc, một bên là hồn thú sơn mạch mênh mông, ở giữa còn cách mấy hoàng triều, có điều nơi đó đã sớm mở ra một đường to. Cho nên, thông thường từ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đến Đại Ly Đế Triều đều là đi qua đường lớn kia. Một bên khác của Thương Mang Cốc, lại là một mảnh hoang mạc cuồn cuộn, tên là Hoang Mạc Tử Vong. Chỗ này hàng năm bão cát rung trời tế nhật, mức độ nguy hiểm không hề thấp hơn so với Thương Mang Cốc. Thậm chí có người đồn, cho dù cường giả chiến hoàng tiến vào Hoang Mạc Tử Vong, có vào không ra, thập tử vô sinh. Nhưng nếu trong Thương Mang Cốc gặp thú vương cường đại, sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn, nếu như gặp phải thú hoàng. Ảnh Phong lo lắng nói. Câu nói sau cùng kia không nói ra, có điều Tiêu Phàm cũng biết, nếu như gặp phải thú hoàng, chính là sẽ đi chầu ông bà. Ngươi sợ sao? Tiêu Phàm cười hỏi, ý vị thâm trường nhìn ảnh phong. Không sợ. Ảnh phong không chút do dự lắc đầu, tu luyện đến nay, ảnh phong hắn còn không biết chữ sợ viết như thế nào, chỉ là hắn lo lắng cho Tiêu Phàm mà thôi. Tiểu Kim, đi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, xoay người ngồi ở trên lưng Tiểu Kim. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp phi hướng về vách núi phía dưới. Ảnh phong cười khổ một hồi, cũng không chút do dự cùng đi lên.
Tiêu Phàm cảm giác bên tai cuồng phong thổi loạn, Tiểu Kim mang theo hắn cấp tốc hạ xuống, hắn cẩn thận đánh giá tứ phương, trong lòng hơi kinh hãi, Thương Mang Cốc quả thật quá rộng lớn, đoán chừng có thể so với mấy tòa hoàng thành. Không bao lâu, bọn hắn đã vững vàng rơi vào trong rừng cổ Thương Mang Cốc, hồn lực quét qua, mấy cỗ khí tức cường đại trong nháy mắt in vào trong đầu Tiêu Phàm. Vẫn may hắn cũng tự biết mình, bằng không nếu lăng không phi xuống, đoán chừng sẽ trở thành món ăn tươi của rất nhiều hồn thú. Giống, cứu từng tiếng gầm thét, hót vang ngẫu nhiên vang lên, từ các phương hướng chuyển đến. Chỉ nghe thanh âm kia, Tiêu Phàm liền thô sơ giản lược phán định, hồn thú bốn phía này đoán chừng đã hơn trăm tuổi. Công tử, xem ra Thương Mang Cốc này còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng. Ảnh Phong cười khổ nói, tay cầm Tử Thần Liêm đao, cảnh giác nhìn chằm chằm tứ phương. Tiêu Phàm gật đầu, tâm hắn nhắc đến cổ họng, Thương Mang Cốc này quả thực như truyền thuyết, chỉ là nếu đã đi tới nơi này, Tiêu Phàm liền không có ý nghĩ đi vòng nữa. Cẩn thận một chút, Tiêu Phàm ra hiệu Tiểu Kim thu nhỏ thân hình, hít sâu một hơi, đi vào hướng rừng sâu. Ô xà lan, bỗng nhiên, Tiêu Phàm dưới đống đất đá vung vãi trong cây cổ thụ phát hiện một gốc tiểu thảo đen, cỏ non nhìn qua như tiểu xà, phía trên xuất hiện một đóa hoa kiều diễm, hiển nhiên đã trưởng thành. Càng là nơi nguy hiểm, càng thu hoạch tương đối khá, khó trách có nhiều người ưa thích mạo hiểm như vậy. Tiêu Phàm lắp bắp nói, nếu đã nhìn thấy, vậy sẽ không có dự định bỏ qua. Ô xà lan dù sao cũng là ngũ phẩm linh thảo, một gốc cũng là 20-30 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm đề phòng đi đến bên cạnh ô xà lan, vừa mới chuẩn bị cúi người xuống ngắt lấy. Nhưng mà, hô một tiếng, một đạo ánh sáng đen từ gốc cây nhỏ bên cạnh trong khe đá phát ra, toàn thân Tiêu Phàm lông tơ dựng đứng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đạo sáng đen vọt thẳng đến bên cạnh bụi cỏ. Là ngũ giai minh linh xà, công tử ngươi không sao chứ? Ảnh Phong kêu lên sợ hãi, lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Đề phòng nhìn chằm chằm bên trong bụi cỏ kia. Không sao, Tiêu Phàm cũng run sợ một hồi, còn may giác quan của bản thân vô cùng nhạy cảm, phản ứng cũng cực nhanh, bằng không mà nói, vừa rồi rất có khả năng bị minh linh xà kia cắn được. Nếu như chính diện đối chiến một ngũ giai minh linh xà, Tiêu Phàm tất nhiên không sợ, nhưng mà nếu như bị cắn lén, cho dù là hắn cũng sẽ trúng độc mà chết. Siêu, đột nhiên lỗ tai Tiêu Phàm khẽ run. Trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm đồ lục đao, lăng không vạch một cái, một tia sáng đen trực tiếp bị Tiêu Phàm phá vỡ, một đầu tiểu xà hắc sắc dài một thước rơi xuống trước mặt hắn. Tiêu Phàm từ trong đầu tiểu xà móc ra một tinh thể màu đen, ném cho tiểu kim như ăn viên kẹo, xoắn đến cọt kẹt rung động, một màn này khiến Ảnh Phong khóe miệng giật một cái. Hắn lúc này mới hiểu rõ, tiểu kim lấy hồn tinh làm thức ăn. Trong lòng chỉ có thể thầm than quả nhiên không hổ là cửu giai hồn thú trong truyền thuyết. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí lấy tận gốc ô xà lan, cho vào bên trong hồn giới. Đối với linh thảo, hắn lấy càng nhiều càng tốt, ngày nào đó muốn luyện chế dược dịch, có thể rất khó kiếm. Tiếp tục đi. Một ngũ giai minh linh xà ngăn không được bước chân Tiêu Phàm, có điều, gặp được minh linh xà, hắn cũng cảnh tỉnh cho bản thân. Ở chỗ này tinh thần dù chỉ một lát cũng không thể buông lỏng, bằng không lúc nào cũng có thể mất mạng. Tốc độ ba người cũng chậm dần không ít, dòng dã đi nửa ngày không được 20 dặm đường. Trên đường đi, ba người Tiêu Phàm giết 13 con ngũ giai hồn thú, cũng nhận được không ít hồn tinh và vài gốc linh thảo. Chỉ là càng đi vào sâu, cấp phẩm hồn thú càng cao, hai người chiến cũng ngày càng cố hết sức. Thừa dịp trời tối, trước tiên nướng tật phong lang này nếm thử. Nhân tiện bổ sung thể lực. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời đã chậm rãi về tối, thần sắc ngưng trọng lên, sau đó ném ra bốn cái đùi sói đẫm máu, chính là ngũ giai hồn thú tật phong lang trước đó giết. Ban đêm trong rừng rậm chính là nơi vui chơi của hồn thú, cũng là cấm địa của con người. Thừa dịp trời tối, bọn hắn nhất định phải tìm tới một chỗ đặt chân an toàn. Được. Sau nửa ngày, Ảnh Phong và Tiểu Kim trực tiếp nắm lấy một cái đùi sói nướng chín bắt đầu há miệng cắn xé. Sau khi ăn xong, lập tức rời khỏi nơi này, Tiêu Phàm mỉm cười, lấy tay vung lên, đống lửa lập tức dập tắt, cũng nắm lấy một cái đùi sói bắt đầu ăn như hổ đói. Bên trong hồn giới Tiêu Phàm, gia vị gì cũng có, mặc dù chỉ đơn giản là thiêu nướng, nhưng mùi vị cũng không kém. Siêu siêu, đột nhiên,
Trong rừng truyền đến một trận thanh âm tất tất tốt tốt, động tác ba người Tiêu Phàm bỗng ngưng lại, quay người nhìn về phía giữa rừng cổ cách đó không xa. Sau một khắc, ba người lông tơ dựng đứng, con người hơi hơi co rụt lại, tựa như gặp quỷ. Trong cổ lâm âm u toát ra một đôi nhãn cầu màu đỏ ngòm, người nhìn toàn thân run lên, mà ở hai bên nhãn cầu màu đỏ ngòm kia, lóe ra ánh lục sắc lít nha lít nhít. Một trận gió mát thổi tới, ba người Tiêu Phàm không khỏi lạnh run. Bọn hắn đạt tới cấp độ này, cảnh vật xung quanh căn bản không ảnh hưởng tới bọn hắn. Hàn ý tập kích kia chính là vô số hồn thú xung quanh. Không sai, chính là hồn thú. Khi thấy cặp nhãn cầu màu đỏ ngòm kia, Tiêu Phàm trong nháy mắt phóng xuất ra hồn lực, bốn phía tất cả đều in vào trong đầu hắn. Chủ nhân cặp nhãn cầu màu đỏ ngòm là một mãng xà dài 20-30 mét, toàn thân vảy giáp màu đen, giống như chiến giáp do thép tinh chế tạo, tản ra ánh sáng hắc sắc, vô cùng âm u thâm sâu. Ở giữa chỗ tối tăm rậm rạp, còn kèm theo từng tia kim sắc, Tiêu Phàm cũng bởi vậy nhận ra lai lịch của cự mãng xà, lục phẩm hắc giáp kim văn mãng. Hắn từng chém giết qua một tam giai hắc giáp cự mãng tại Lạc Nhật Sơn Mạch, hình thể cũng coi là khổng lồ, mà ở trước hắc giáp kim văn mãng này lại chỉ như con kiến gặp con trâu. Mãng xà đầu to liền ép người không thở nổi. Chỉ là điều này còn không phải thứ Tiêu Phàm sợ hãi, hắn sợ hãi là những chủ nhân của lục sắc u quang, nhiều đến trên trăm, quanh thân bọn hắn còn bao phủ kiếm khí lăng lệ, vô cùng sắc bén. Chạy mau, là kiếm hầu. Tiêu Phàm không lo được thịt đùi sói trong miệng, lách mình hướng về trong rừng lao đi. Không sai, chủ nhân của những tia lục quang kia chính là ngũ giai hồn thú kiếm hầu. Nếu như cho rằng chỉ là ngũ giai hồn thú mà xem nhẹ chủng tộc này, đoán chừng đến lúc chết còn không biết tại sao. Kiếm hầu có danh xưng thiên sinh kiếm khách, bọn chúng có đầu não linh hoạt cùng thân thủ của loài người, lại có sức phòng ngự của hồn thú cường đại. Nếu như không phải thiên phú hạn chế bọn hắn trưởng thành, chủng tộc này tuyệt đối có thể thay thế nhân tộc. Đương nhiên, trong kiếm hầu cũng không ít cá thể biến dị, một khi biến dị rất có thể trở thành lục giai, thậm chí thất giai, chính là tương đương với cấp bậc cường giả chiến hoàng cùng chiến đế của nhân loại. Ảnh Phong và Tiểu Kim đã sớm chuẩn bị, đi theo sau bước chân Tiêu Phàm, biến mất trong rừng. Chít chít, chít chít chít, đột nhiên trên trăm kiếm hầu bắt đầu bạo động, điên cuồng gào thét, thanh âm cực kỳ bén nhọn, giống như kim loại ma sát vô cùng chói tai. Chạy ra vài trăm mét, ba người Tiêu Phàm nghe được thanh âm này đều có chút tâm phiền ý loạn, thanh âm này không nghi ngờ cũng là một đại sát khí của kiếm hầu. Hô hô, ngay sau đó, trên trăm kiếm hầu xuyên loạn lên, truy về hướng Tiêu Phàm bọn hắn chạy trốn, hắc giáp kim văn mãng xà thân thể to lớn ở trong rừng ngọa nguậy, như là thần tiên đánh gãy không ít cổ thụ. Danh xưng phòng ngự mình đồng ra sắt, quả nhiên không phải giả. Rừng sâu dần lui về đằng sau, một loại khí thức ăn mòn tràn ngập trong rừng, áp chế vô cùng. Có điều bọn Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy, hắc giáp kim văn mãng cùng kiếm hầu phía sau đuổi theo không ngừng, việc cấp bách chính là làm sao chạy thoát. Tiếng vang cực lớn, kinh động rất nhiều hồn thú tứ phương trong rừng, quỷ dị là những hồn thú đó cũng gia nhập chiến đoàn truy sát bọn hắn. Công tử, hay là trực tiếp ngự không bay qua? Thần sắc Ảnh Phong rất khó coi. Sự tình lo lắng cuối cùng vẫn phát sinh, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, những hồn thú này tựa như bão đoàn, mục tiêu lại đều đặt ở trên ba người bọn hắn. Bình thường hồn thú gặp nhau, nhất định sẽ tàn sát lẫn nhau, một núi không thể chứa hai hổ, đây là quy tắc sinh tồn trong rừng, nhưng mà hôm nay lại phá lệ thông thường. Ngự không bay qua, ngươi cảm thấy hồn thú trên không thiếu sao? Tiêu Phàm trợn mắt nói. Ảnh Phong ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên ở trên không có từng đạo thân hình khổng lồ bay vút qua, một cỗ khí tức đáng sợ từ từ đập vào mặt. Bị tiếp cận rồi, thân sắc Ảnh Phong trắng bệch, có mấy cỗ hồn lực tập trung vào thân hình hắn, chí ít cũng là lục giai hậu kỳ hồn thú, muốn từ trên cao đào thoát, khó hơn lên trời. Không đúng. Tiêu Phàm cau mày, những hồn thú này vì sao lại công kích chúng ta, chẳng lẽ chỉ bởi vì chúng ta là kẻ ngoại lai sao? Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng buồn bực. Hắn luôn cảm giác sự tình có chút không thích hợp, nhưng mà không biết chỗ nào không đúng. Hô hô, từng đạo khí tức sắc bén từ trên trời giáng xuống, hào quang màu tím lấp lóe giống như tia sét. Sắc mặt ba người Tiêu Phàm hoàn toàn thay đổi, hiểm nguy nhưng cũng phải tránh. Hào quang màu tím kia công kích trên mặt đất,
phát ra một tiếng va đập sắt thép, từng mảng đá to nổ tung, có lực lôi điện đang giao thoa. Nhìn thấy một màn này, ba người Tiêu Phàm không khỏi dùng mình một cái, vẫn may không có bị đánh trúng, bằng không chắn chết không toàn thây. Là Tử Điện Điêu, Ảnh Phong ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn còn đỡ, nhìn xong làm hắn giật mình, kinh hô la lên, sắc mặt hơi trắng bệch. Thất giai hồn thú Tử Điện Điêu, Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh, bản thân ba chiến vương cảnh lại bị một thất giai hồn thú tiếp cận. Chẳng phải chỉ nướng chân mấy con ngũ giai tật phong lang ăn thôi sao? Có cần phải toàn bộ hồn thú thương mang cốc đều điều động ra không? Tiêu Phàm trong lòng giận mắng không thôi. Hắn luôn cảm giác vấn đề không ở trên người những hồn thú đó, mà là ở trên ba người bọn hắn. Chỉ là càng nghĩ càng thấy, bản thân mấy người cũng không phát sinh sự tình đặc biệt gì. Ảnh Phong, hồn thú thương mang cốc căm thù người ngoài sao? Tiêu Phàm một bên né tránh, một bên hỏi, hắn nhất định phải lập tức tìm ra vấn đề, bằng không chờ đợi bọn hắn chỉ có cái chết. Ta chưa nghe nói qua, hồn thú xưa nay cũng không đoàn kết. Nếu như đoàn kết thì làm gì còn có địa vị cho nhân tộc chúng ta? Ảnh Phong không chút do dự bác bỏ. Đây là lời nói thật, hồn thú thiên phú có thể không thể yếu hơn so với nhân tộc, hơn nữa số lượng lại khổng lồ, nếu thật sự đoàn kết lại, nhân tộc cũng phải nhượng bộ lui binh. Vậy là vì gì đây? Chẳng lẽ trên người chúng ta có đồ vật mà bọn nó muốn? Trong lòng Tiêu Phàm càng thêm buồn bực. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh bốn phía. Tiếng giống giận dữ càng lúc càng lớn, hồn thú tụ tập cũng càng ngày càng nhiều, những hồn thú này tựa như triệt để phát cuồng, không giết mấy người Tiêu Phàm thể không bỏ qua. Tinh thần ba người Tiêu Phàm ngày càng khẩn trương, lưng sớm đã ướt đẫm, sắc mặt biến thành trắng bệch. Giống, đột nhiên, Tiểu Kim phát ra thanh âm gầm nhẹ. Tiểu Kim, đừng ồn ào. Tiêu Phàm quát khẽ, chẳng qua là khi hắn nhìn về phía miệng Tiểu Kim, lại nhìn thấy một tinh thể sáng trắng lóe ra. Tinh thể sáng trắng kia chung quanh bao phủ một tầng vầng sáng màu trắng nhu hòa, bên trong như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, một cỗ khí tức tràn đầy dập dờn mà ra, khiến cho người ta tim đập nhanh một trận. Đây là cái gì? Tiêu Phàm và Ảnh Phong kinh hô, trước đó chỉ lo chạy trốn, lại không cảm nhận được khí tức trên tinh thể sáng trắng này. Giống giống, Tiểu Kim gầm nhẹ, hai tay không ngừng đập, móng vuốt không ngừng khoa lấy, Tiêu Phàm mặc dù nhìn không thấy. Nhưng không thoát khỏi hồn lực hắn. Ngươi là nói, ngươi nuốt hồn tinh tam nhãn linh hổ, sau đó đồ vật này không có tiêu hóa, lại phun ra. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, cổ quái nhìn Tiểu Kim. Tiểu Kim bộ dáng bất đắc dĩ, tựa trẻ con làm sai chuyện gì. Ta không trách ngươi. Tiêu Phàm vội vàng an ủi Tiểu Kim, sờ sờ đầu nó. Công tử, những hồn thú này phát cuồng, hơn phân nửa là bởi vì viên tinh thể trắng này. Ảnh Phong hít sâu một hơi nói. Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng là cho là như thế, chỉ là, một tinh thể mà thôi, lại khiến hồn thú thương mang cốc phát cuồng, thậm chí dẫn động thất giai hồn thú, tinh thể này sao có thể đơn giản. Tiểu Kim, lại nuốt nó. Ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra một tia tàn nhẫn, quát khẽ. Nuốt nó, Tiểu Kim có chút do dự, nhưng mà chỉ do dự một cái, lại nuốt cái tinh thể trắng vào. Khí tức kia không còn nữa rồi. Ảnh Phong kinh ngạc nhìn một màn này. Tiêu Phàm lại không mấy chấn kinh, tựa như đã sớm đoán được. Trước đó tinh thể trắng kia một mực trong bụng Tiểu Kim, những hồn thú đó không cảm ứng được. Bây giờ, lần nữa nuốt vào trong bụng, tự nhiên cũng có thể ngăn cách khí tức tinh thể trắng. Giống cứu chít chít gần như đồng thời, hồn thú bốn phía, trên trời dưới đất tất cả đều điên cuồng lên, tựa như mất đi đồ vật chân quý nhất. Bốn phía bắt đầu xuyên loạn. Mấy cỗ hồn lực rồi rào khóa chặt Tiêu Phàm bọn hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, bốn phía truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau oanh minh. Đánh rồi, Tiêu Phàm và Ảnh Phong kinh ngạc nhìn hồn thú tứ phương, khóe miệng giật một cái. Trong những hồn thú đó, không thiếu cường thú chiến hoàng, đạo lý thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn bọn hắn rất rõ ràng, chân không mảy may dừng lại, tiếp tục hướng về sâu thương mang cốc chạy đi. Trong lòng hai người nghi ngờ không thôi, những hồn thú kia trước đó còn một bộ dáng đoàn kết, nhất trí đối ngoại, làm sao hiện tại lại đánh nhau rồi. Công tử, người có phát hiện không, ánh mắt bọn chúng trước đó thật giống như bị cái gì khống chế. Ảnh Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? À, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hồn lực bao phủ tứ phương,
quan sát những hồn thú đang đánh. Lại cẩn thận hồi tưởng lại từng màn trước đó, quả thực phát hiện con người những hồn thú đó có chút không giống, chẳng lẽ trước đó thực bị cái gì khống chế. Tiểu Kim, lại phun cái tinh thể kia ra thử chút. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, trước tiên nghĩ đến tinh thể trắng, nếu như đồ vật này thật có thể khống chế hồn thú, vậy thì quá kinh khủng. Tiểu Kim hiểu ý gật đầu, làm tinh thể trắng xuất hiện trong nháy mắt, tiếng đánh nhau bốn phía lần nữa biến mất, tính ra hàng trăm hồn thú điên cuồng hướng về vị trí bọn hắn gào thét mà tới. Tiểu Kim, nhanh nuốt vào, Tiêu Phàm bị dọa đến lạnh sống lưng, sắc mặt trắng bệch, ba người cấp tốc biến mất tại chỗ. Quả nhiên là do tinh thể trắng này. Ảnh Phong cũng vô cùng không bình tĩnh, một viên đá nhỏ vậy mà khiến hồn thú bạo động, ngẫm lại liền phát lạnh. Không phải tinh thể trắng này khống chế những hồn thú đó, khả năng là những hồn thú đó muốn tranh đoạt tinh thể trắng. Hơn nữa, người có cảm giác là tinh thể trắng này có chút giống hồn tinh. Tiêu Phàm lại nghĩ đến càng nhiều. Hồn tinh, một hồn tinh của ngũ giai hồn thú làm sao có thể khiến nhiều hồn thú như vậy tranh đoạt. Ảnh Phong hiển nhiên không tin. Vừa dứt lời, từng đạo tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, mấy cây cổ thụ bị lôi điện đánh nát, xông thẳng đến vị trí Tiêu Phàm bọn hắn. Tiểu Kim mang theo hai người Tiêu Phàm cấp tốc trốn tránh, nhưng phía sau chỗ tử sắc lôi điện lại có từng quả hỏa cầu to lớn gào thét mà tới, toàn bộ thương mang cốc đều vô cùng rực rỡ vô cùng. Ba người may trốn thoát một kiếp, đồng thời ngửi được mùi lông tóc đốt cháy khét. Là thất giai, hỏa lân thú. Ảnh Phong nghiến răng nghiến lợi, đây là lần đầu hắn phải trốn tránh vậy, bị một đám hồn thú truy sát chạy trốn bốn phía. Nơi này hẳn là chỗ sâu nhất thương mang cốc, thất giai hồn thú có vài con, cho dù hồn thú sơn mạch cuồn cuộn, đoán chừng cũng chỉ có vậy thôi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, mức độ nguy hiểm của thương mang cốc thực sự là vượt qua dự liệu của hắn, khó trách đến cường giả chiến hoàng cũng có khả năng bỏ mình nơi đây. Công tử, cái này thì người sai rồi. Ảnh Phong lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, hồn thú sơn mạch cuồn cuộn vô biên, Tuyết Nguyệt Hoàng triều hồn thú sơn mạch chỉ là một chi mạch mà thôi. Hồn thú sơn mạch trải rộng mấy đế triều, cũng chính bởi vì hồn thú sơn mạch tồn tại, phía dưới mới có thể có nhiều hoàng triều và vương triều như vậy. Tiêu Phàm kinh ngạc, có điều rất nhanh liền hiểu, hồn thú sơn mạch ngăn cách một vài hoàng triều cùng vương triều, đế triều cho dù thực lực cường đại như thế nào, cũng không muốn phí sức đi chinh phạt. Dù sao, chinh phạt thì dễ, nhưng quản lý cũng rất khó, đây quả thực là phí sức không được việc. Nghe nói tại chỗ sâu nhất hồn thú sơn mạch, không thiếu bát giai, thậm chí cửu giai hồn thú, đây cũng là nguyên nhân các đại đế triều cũng không dám nhúng tay vào hồn thú sơn mạch. Ảnh Phong lại bổ sung một câu. Bát giai, cửu giai, trong lòng Tiêu Phàm rung động mãnh liệt. Tiểu Kim, mau lui lại. Đột nhiên Tiêu Phàm hét lớn một tiếng. Phía trước bọn hắn có mấy thất giai hồn thú đang chém giết lẫn nhau, khí tức cuồng bạo bay vụt hướng về vị trí bọn hắn. Tiểu Kim phản ứng cực nhanh, tại hư không xẹt qua một đường vòng cung, phóng tới bên cạnh rừng. Phía sau có truy binh, trước có mãnh hổ, căn bản trốn không thoát. Mặc dù hiện tại những hồn thú này không phải cố ý chống đối bọn hắn, nhưng mà ảnh hưởng công kích của bọn chúng, ba người Tiêu Phàm cũng không thể ngăn cản. Phía trước cũng có hồn thú đang chiến đấu, Ảnh Phong cả kinh kêu lên. Tiểu Kim ngừng bước chân, chân đạp hỏa vân lơ lửng tại hư không, trong lúc nhất thời không biết phải chạy nơi nào. Con người Tiêu Phàm chuyển động, bên trong một đám hồn thú tìm kiếm đường lui, bốn phía khắp nơi đều là hồn thú, cơ hồ không thể trốn đi đâu được, ba người bị ép vào đường cùng. Một khi cưỡng ép phá vây, chắc chắn trở thành tấm bia công kích của một đám hồn thú. Công tử, hướng kia. Ảnh Phong đột nhiên chỉ về đằng trước nói. Nơi đó âm u tĩnh mịch, quỷ dị là, không có bất kỳ hồn thú nào dám tới gần hướng kia, thậm chí có ý trốn tránh. Xa xa nhìn lại, nơi kia tựa như một miệng hung thú đầy máu mở ra, chờ sinh linh khác tới gần. Nơi mà đến thất giai hồn thú cũng không dám tới gần, ngươi cảm thấy đơn giản sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, chẳng biết tại sao, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nơi kia, liền lạnh run một cái, trong lòng nồng đậm bất an. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tử điện điêu và hỏa lân thú các loại đang xoay quanh trên không, con người sắc bén liếc nhìn phía dưới, tìm kiếm thân ảnh bọn hắn. Lôi điện, hỏa cầu xông thẳng xuống, hoàn toàn phong bế đường lui bọn hắn,
bây giờ chỉ có chỗ đó có thể trốn. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lông tóc lóe sáng, con mắt màu vàng óng hơi hơi rung động, cảnh báo Tiêu Phàm. Chết thì chết, Tiểu Kim, qua bên kia. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hai thất giai hồn thú trên không hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn. Tiểu Kim ô ô mấy tiếng tựa như vô cùng không muốn, nhưng lại không thể làm gì, lưu ở chỗ này cũng chỉ có một con đường chết, nó chân đạp hỏa vân vọt thẳng vào miệng hung thú tĩnh mịch âm u kia. Oanh, mấy người vừa mới rời khỏi chỗ, nơi đó liền bị lôi điện cùng hỏa cầu chôn vùi, ba người không khỏi lạnh run. Chỉ là thời điểm bọn hắn xông vào vùng hắc ám, một cỗ băng lạnh ý lạnh xông thẳng mà đến, loại lạnh này đến từ cốt tủy. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm thâm thúy đã biến mất không thấy gì nữa, bốn phía đen kịt tới cực điểm, hồn lực lập tức thả ra, nhưng trong nháy mắt bị một loại lực lượng quỷ dị xoắn nát, chỉ có thể rời khỏi thân thể chừng 5 mét. Đây là một cái huyệt động, Ảnh Phong kinh ngạc nói, nơi này quá quỷ dị, nếu như có thể, hắn một khắc cũng không muốn ngốc ở chỗ này. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía bên ngoài, lại phát hiện Tử Điện Điêu cùng Hỏa Lân thú đáp xuống trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn. Lúc hai thú nhìn thấy cửa động âm u kia, vậy mà lại hơi hơi rung động, tựa như nơi này có đồ vật khiến chúng nó sợ hãi. Khiến thất giai hồn thú sợ hãi. Tiêu Phàm, Ảnh Phong cùng Tiểu Kim không khỏi run run, bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt. Thời khắc nhóm Tiêu Phàm tiến vào cửa động u sâm. Tại hướng khác của Thương Mang Cốc, một đám người chật vật chạy ra, máu me khắp người, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Sở đại tiểu thư, Sở nhị tiểu thư, chúng ta vẫn là rời đi đi, Thương Mang Cốc hồn thú bạo động, chúng ta đi vào sẽ trở thành bia sống. Một nam tử trung niên mặc chiến bào màu đen hít sâu một hơi nói, thần sắc khó coi vô cùng. Trước mặt nam tử trung niên là hai nữ tử, một người mặc váy đen, một người mặc váy trắng. Nữ tử váy đen mái tóc dài đến thắt lưng, lông mày dài nhỏ, con mắt phú mị, mũi ngọc nhỏ nhắn. Nàng có dáng người nhẹ nhàng, thanh nhã thoát tục, lộ ra một loại vận vị thục nữ. Thiếu nữ váy trắng lại là mi phượng dài nhỏ, ánh mắt linh động như sao trời, mũi ngọc tinh xảo, má phấn, môi son, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại tản ra một cỗ khí chất phản nghịch. Phía sau không ít tu sĩ nghe được nam tử trung niên nói. Không khỏi âm thầm gật đầu, lần này bọn hắn tổn thất quá lớn. Hồn thú bạo động hiện tại cũng làm lòng bọn hắn sợ hãi. Rời đi, làm sao có thể rời đi, ta nhất định phải bắt được Tử Điện Điêu làm vật cưới, xem bọn hắn về sau ai còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Nữ tử váy trắng hung hăng nói, sắc mặt đỏ bừng. Sau đó vừa giận nhìn nam tử trung niên nói, Lý Phong Vân, ngươi cũng đừng quên. Phong Vân Liệp Hồn đoàn thu của chúng ta 4 vạn thượng phẩm hồn thạch. Làm sao, muốn lâm trận bỏ chạy, ngươi có biết hậu quả không? Sắc mặt nam tử trung niên Lý Phong Vân cứng đờ, giận mà không dám nói gì. Tu sĩ phía sau hắn phẫn nộ nhìn thiếu nữ váy trắng, hận không thể đem nàng ra đùa giỡn 100 lần. Nhưng nữ tử váy đen lại không nói chuyện, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Các nàng đứng bên người mười mấy tu sĩ. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn đám người Lý Phong Vân. Sở nhị tiểu thư, 4 vạn thượng phẩm hồn thạch ta nguyện trả đủ lại cho các ngươi, nhưng ta không thể để cho các huynh đệ đi tìm cái chết. Âm thanh Lý Phong Vân có chút khàn khàn. Hắn bây giờ tiến thoái lưỡng nan, một bên là tính mệnh huynh đệ mình, một bên khác lại là Sở gia. Tại Đại Ly Đế Triều, Sở gia là cự phách thế gia, trừ đế tộc cùng mấy đại gia tộc kia. Cơ hồ không có người nào không dám không nể mặt Sở gia. Một khi Sở gia hạ phong sát lệnh, Phong Vân Liệp Hồn đoàn sẽ không lăn lộn ở Đại Ly Đế Triều được nữa. Chỉ là hắn không muốn để cho các huynh đệ mất mạng nơi đây. Liệp Hồn đoàn mặc dù sống trên mũi đao, nhưng nếu biết rõ phải chết thì cũng không có khả năng như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng nữ tử váy trắng lại khịt mũi coi thường, âm thanh lạnh lùng nói, uy tín Liệp Hồn đoàn các ngươi ở đâu? Lý Phong Vân dù sao cũng là cường giả chiến hoàng lại sợ sao? Tưởng rằng hồn thạch Sở gia dễ lấy như thế sao? Lý đoàn trưởng, nếu không như vậy đi, chúng ta đợi hồn thú qua bạo loạn rồi mới đi vào cốc, như thế nào? Váy đen nữ tử mở miệng nói. Lý Phong Vân bất đắc dĩ nhìn một đám huynh đệ sau lưng đang thụ thương đành phải cắn răng nói, được. Bọn hắn chờ đợi dòng dã mấy ngày, mà lúc này Tiêu Phàm cũng bị vây ở bên trong hang động u sâm. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ,
tâm thần bất an sao động, vô luận Tiêu Phàm an ủi ra sao Tiểu Kim đều không an tĩnh được. Công tử, tình huống Tiểu Kim có chút không thích hợp. Ảnh Phong lo lắng nhìn Tiểu Kim. Trên người Tiểu Kim tản ra một loại khí tức hỏa diễm như có như không, trong hang động hắc ám cực kỳ dễ thấy. Lông mày Tiêu Phàm nhíu chặt, loại tình trạng này trên người Tiểu Kim chưa bao giờ phát sinh qua, hắn hít sâu đi đến bên người Tiểu Kim, sờ đầu Tiểu Kim không ngừng an ủi. Tiêu Phàm trong nháy mắt thu hồi tay lại, trên tay bốc lên một trận khói đặc, thật giống như bị nướng cháy, sắc mặt khó coi nói, hỏa diễm thật bá đạo. Có phải tinh thể bạch sắc có vấn đề hay không? Ảnh Phong lo lắng nhìn Tiểu Kim. Hẳn là vậy, Tiêu Phàm gật đầu, vừa mới chạm đến Tiểu Kim một cái, bạch thạch bên trong hồn hải vậy mà rung động nhẹ nhẹ một cái. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lần nữa đưa tay sờ lên, Ảnh Phong muốn ngăn cản. Nhưng lời nói vừa đến miệng lại nuốt vào. Tiêu Phàm lần này nhạy bén hơn, trước điều động lực lượng bạch thạch mới chạm đến lông Tiểu Kim. Trong bàn tay hắn phóng từng đạo bạch sắc quang mang yếu ớt. Sau một khắc, quỷ dị là Tiểu Kim yên tĩnh lại tựa như rất hưởng thụ việc được Tiêu Phàm vuốt ve. Bất quá, trong lòng Tiêu Phàm không bình tĩnh, hồn lực theo hắn rót vào thân thể Tiểu Kim, tinh thể bạch sắc lại in vào trong đầu hắn. Khiến hắn kinh ngạc là tinh thể bạch sắc vậy mà thu nhỏ một vòng, ánh sáng màu trắng rót vào bên trong kinh mạch toàn thân của Tiểu Kim. Thực sự là một viên hồn tinh. Trong lòng Tiêu Phàm rung động, tinh thể bạch sắc phát ra khí tức cùng hồn tinh bình thường không có bất kỳ khác thường. Cũng khó trách trong lòng hắn không bình tĩnh, Tiểu Kim là cửu giai hoàng kim thánh sư A, thậm chí ngay cả một viên hồn tinh đều luyện hóa không được. Chẳng lẽ bạch sắc hồn tinh siêu việt cửu giai? Trong đầu Tiêu Phàm lóe qua một ý nghĩ. Cũng chỉ có khả năng này Tiểu Kim mới không cách nào trong thời gian ngắn luyện hóa mai hồn tinh. Bằng không mà nói với hồn tinh cấp thấp khác, Tiểu Kim đã luyện hóa dễ như ăn kẹo. Tiêu Phàm kinh ngạc, càng kích động hơn. Nếu quả thật là siêu việt cửu phẩm, vậy hồn tinh này không chỉ là hồn tinh mà chính là đồ vật trong truyền thuyết. Bạch thạch lại có thể trợ giúp luyện hóa vật này, xem ra năng lực bạch thạch đã cường hãn hơn. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Hắn cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống, điều động lực lượng bạch thạch trợ giúp Tiểu Kim luyện hóa viên bạch sắc tinh thể. Về phần nguy hiểm bốn phía, hắn tạm thời không hề để tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, hỏa diễm toàn thân Tiểu Kim càng ngày càng cường thịnh, như dục hỏa trọng sinh. Ảnh Phong thấy cảnh này liền lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏa diễm kia khiến hắn vô cùng kiêng kỵ. Ken két, một tiếng vang giòn truyền vào trong tai Tiêu Phàm. Chỉ thấy bạch sắc tinh thể bên trong Tiểu Kim đột nhiên vỡ, một đoàn bạch sắc hỏa diễm gào thét mà ra, thiêu đốt lấy lục phủ ngũ tạng của Tiểu Kim. Giống, Tiểu Kim ngửa mặt lên trời gào thét, lăn lộn dưới đất, Tiêu Phàm biến sắc. U Linh chiến hồn bỗng nhiên xuất hiện, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Ảnh Phong bị cỗ khí thế này hất bay, đập ầm ầm trên vách đá dựng đứng, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Nguyên bản Ảnh Phong coi mình cùng Tiêu Phàm có chút chênh lệch. Nhưng sẽ không chênh lệch lớn như vậy. Hiện tại hắn biết rõ, mình cùng Tiêu Phàm hoàn toàn là một trời một đất. Hai tên biến thái, Ảnh Phong không khỏi giận mắng, việc này thực sự quá đả kích tự tin của hắn. Một phương diện khác, Tiêu Phàm thi triển toàn lực trấn trụ Tiểu Kim, bạch thạch tỏa ra quang mang sáng chói, lực lượng bàng bạc huyền diệu rót vào trong thân thể Tiểu Kim. Bạch sắc hỏa diễm còn muốn chạy trốn, bất quá lại bị lực lượng bạch thạch áp chế xuống. Tiểu Kim khôi phục lại bình tĩnh, lục phủ ngũ tạng bên trong tản ra kim sắc quang mang hừng hực, bắt đầu luyện hóa bạch sắc hỏa diễm. Chậm rãi, bạch sắc hỏa diễm càng ngày càng yếu, tùy thời đều có thể dập tắt, trên mặt Tiêu Phàm cũng lộ ra nét vui mừng. Nhưng mà, oanh một tiếng, khí thế Tiểu Kim bỗng nhiên tăng vọt, một cỗ hồn lực bạo tạc xông thẳng ra, dưới cỗ lực lượng này, lục phủ ngũ tạng Tiêu Phàm sốc lên, trong miệng máu tươi cuồng phun. Đột phá, Ảnh Phong cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn bị chấn động đến không ngừng ho ra máu, bất quá con người hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Kim. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng quắc nhìn biến hóa quanh thân Tiểu Kim, quanh thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, quang mang lập lòe đem toàn bộ hang động chiếu sáng rõ vô cùng. Lần thứ hai biến dị, nhìn thấy tình huống của Tiểu Kim, Tiêu Phàm kém chút thốt ra. Oanh long long, hang động rung động, cự thạch lăn xuống. Bụi bặm tràn ngập toàn bộ hang động. Toàn thân Tiểu Kim tỏa ra kim sắc hỏa diễm lóa mắt. Trong miệng Tiểu Kim không ngừng phun ra hỏa diễm,
thời khắc hỏa diễm phun vào đất đá, tất cả đều hóa thành một bãi nham thạch phát ra âm thanh xì xì. Tiểu Kim gầm thét, lông tóc toàn thân đều chậm rãi chóc ra, máu tươi từ ngoại thân thẩm thấu ra, loại thống khổ này nó khó mà tiếp nhận nổi. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong bị dọa, vội vàng hướng chỗ sâu hang động chạy đi. Mặc dù hai người đều lo lắng tình huống của Tiểu Kim nhưng cũng không thể làm gì. Giờ phút này Tiểu Kim bộc phát khí thế, ai tới gần người đó sẽ chết. Rất nhanh, Tiểu Kim liền đột phá đến lục giai kỳ, khí thế thú vương hiển lộ không chút nghi ngờ. Ngay sau đó, tại hai cánh màu vàng vù vù xuất hiện, như là thiên đao, khí thế sắc bén trực tiếp xé rách vách đá. Trong chốc lát, xung quanh Tiểu Kim liền biến thành một biển dung nham, sóng lửa cuồn cuộn bành trướng, khí tức nóng rực bức Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong tiếp tục lui. Dòng dã qua ba canh giờ, Tiểu Kim toàn thân lông tóc chóc ra, da thịt màu đỏ tươi hiển hiện, nhìn thấy mà giật mình, y như máu nhuộm. Quỷ dị là toàn thân Tiểu Kim sinh cơ dồi dào vô cùng, trong miệng hỏa diễm cuồng phun. Lục giai hậu kỳ, Tiểu Kim tu vi lần nữa tăng cường, hơn nữa còn không có xu thế đình chỉ. Công tử, bạch sắc tinh thể kia rốt cuộc là cái gì, làm sao đáng sợ như vậy? Ảnh Phong lạnh run, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Có thể làm cho lục giai Tiểu Kim liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới, bạch sắc tinh thể này tuyệt đối là bất phàm. Một viên hồn tinh. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, Tiểu Kim, nhất định phải chịu đựng, một khi thành công, đối với ngươi là chỗ tốt cực lớn. Tiêu Phàm không nói dối, đây đúng là một khỏa hồn tinh, nhưng không phải là hồn tinh bình thường, cụ thể là cái gì, hắn chính mình cũng có chút không thể xác định. Bất quá hắn có thể khẳng định một điểm chính là Tiểu Kim một khi luyện hóa thành công viên hồn tinh này, tuyệt đối ích lợi không nhỏ. Không những có thể đột phá thất giai, mà tuyệt đối có thể đột phá lục giai đỉnh phong. Đương nhiên, muốn hoàn toàn luyện hóa viên hồn tinh này cũng cần thời gian dài dằng dặc. Năng lượng hồn tinh sẽ ở lại bên trong thân thể Tiểu Kim, chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi luyện hóa. Mấu chốt nhất là hiện tại có thể kháng trụ loại hỏa diễm hung bạo này mới có thể chân chính biến hóa thành công. Tiểu Kim mỗi một lần biến hóa đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời khắc Tiêu Phàm trong lòng lo lắng cũng có một loại nồng đậm chờ mong. Một ngày sau đó, tu vi Tiểu Kim rốt cục đột phá đến lục giai đỉnh phong, tương đương với chiến vương cảnh đỉnh. Ảnh Phong sớm đã trợn mắt hốc mồm, ực ực nuốt nước bọt, run giọng nói, quả nhiên không hổ là huyết mạch cửu giai hoàng kim thánh sư, đây là muốn đột phá thất giai sao? Khí tức đã bình thường, đột phá thất giai tạm thời có chút khó khăn, bất quá hẳn cũng sẽ không quá xa. Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Bởi vì hắn phát hiện ngoại thân Tiểu Kim đã bắt đầu chậm rãi mọc ra bộ lông màu vàng óng mới, máu tươi u cục chậm rãi chóc ra, đây là dấu hiệu hoàn thành đột phá. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm và Ảnh Phong tâm thần đắm chìm trên người Tiểu Kim. Trong hang động chỗ sâu nhất là mảnh u ám ẩm ướt. Nơi đó có một cái vật thể hình cầu, thỉnh thoảng rung động, từng đạo năng lượng từ hình cầu tản ra. Nếu như cẩn thận nghe còn có thể nghe được từng đợt tiếng tim đập đan xen vào nhau tinh tế. Thùng thùng, thùng thùng, hắc sắc hình cầu rung động càng ngày càng lợi hại, tựa như tùy thời có thể nổ tung. Tại bốn phía hắc sắc hình cầu có một đôi tinh thể chiếu lấp lánh. Nếu như bọn Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ chấn kinh không thôi. Bởi vì những cái tinh thể này không đặc biệt, tất cả đều là hồn tinh, trong đó không thiếu lục giai, thậm chí thất giai hồn tinh. Nhưng giờ phút này, những hồn tinh kia lại nhao nhao bắt đầu vỡ nát, tiêu tán ra cỗ hồn lực bàng bạc hướng về hắc sắc hình cầu hội tụ. Xung quanh hắc sắc hình cầu ngưng tụ thành nguyên một vòng xoáy màu đen, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt hồn lực khổng lồ. Tốc độ thôn phệ nhanh đến dọa người. Thoáng cái qua ba ngày, cuối cùng khí tức trên người Tiểu Kim lắng lại, tu vi cuối cùng dừng lại ở lục giai đỉnh phong, cách thất giai chỉ có một bước. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết. Không cùng xiềng xích giữa lục giai và thất giai không phải dễ dàng đánh vỡ như vậy. Tựa như chênh lệch giữa chiến vương và chiến hoàng, chính là khác biệt như thiên địa. Đương nhiên, Tiêu Phàm tin tưởng, lấy thực lực hiện tại của Tiểu Kim có thể đối chiến thất giai sơ kỳ hồn thú bình thường vẫn không có vấn đề gì. Dù sao bên trong Tiểu Kim chính là huyết mạch cửu giai hoàng kim thánh sư. Tựa như một chút thiên tài nhân tộc tại chiến vương cảnh đỉnh phong. Lại nắm giữ thực lực có thể chiến với chiến hoàng sơ kỳ.
Huống chi bây giờ đã thôn phệ hỏa diễm bên trong bạch sắc tinh thể, thiên phú như thế tuyệt đối khủng bố đến cực hạn. Hô, một đạo kim sắc thiểm điện xẹt qua hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần kinh căng cứng giờ khắc này rốt cục cũng buông lỏng. Tiểu Kim, chúc mừng. Tiêu Phàm từ nội tâm chúc mừng. Hắn cũng không nghĩ đến chuyến đi thương mang cốc này, Tiểu Kim vậy mà sẽ có cơ duyên như thế. Mặc dù một phen gặp trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn thành công, chỗ tốt không thể đo lường được. Chúc mừng Tiểu Kim. Ảnh Phong cũng cười cười. Tiểu Kim gầm nhẹ, đầu thân mật cọ trên đùi Tiêu Phàm, toàn thân lông tóc rực rỡ hẳn lên, kim quang chói mắt giống như tơ lụa nhu hòa, không có một sợi lông tóc khác màu. Giống, đột nhiên, lông tóc toàn thân Tiểu Kim lóe sáng, hướng về chỗ sâu hang động giống giận, đạp chân xuống, chân đạp hỏa vân tựa như tia chớp lao ra. Tiểu Kim, Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi lập tức chạy theo, Ảnh Phong cũng theo sát phía sau. Hang động rất tĩnh mịch, quanh co khúc khuỷu hướng sâu xuống lòng đất. Tiểu Kim trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi, cũng may nơi này chỉ có một cái thông đạo. Xoạt 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 xoạt, từng đợt thanh âm xương cốt phá toái vang lên, Tiêu Phàm và Ảnh Phong tê cả ra đầu, bọn hắn lúc này mới phát hiện dưới chân mình tất cả đều là xương cốt. Chỗ này phải chết bao nhiêu hồn thú a? Trong này đến cùng là thứ gì, như thế nào lại khủng bố như thế? Từ đống xương cốt kia phán đoán, lục giai hồn thú chiếm đại đa số, cũng không thiếu thất giai hồn thú, ngẫm lại cũng khiến toàn thân phát lạnh. Bất quá Tiêu Phàm và Ảnh Phong cũng coi như gặp quá nhiều việc lớn trong đời rồi, hơn nữa nóng vội về an nguy Tiểu Kim, hai người đành phải kiên trì hướng chỗ sâu hang động phóng đi. Đạp trên núi thây biển xương, sau thời gian nửa chén trà nhỏ, một đạo kim sắc quang mang tiến vào tầm mắt hai người, trên mặt Tiêu Phàm và Ảnh Phong vui vẻ. Hai người lập tức bước nhanh hơn tới vị trí kim sắc quang mang kia. Tiểu Kim phát ra trận thanh âm gầm thét, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong trong lòng lo lắng không thôi, chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy tất cả sự tình trong huyệt động kia, hai người Tiêu Phàm cũng phải hít một hơi lạnh. Khắp nơi đều là hồn tinh chiếu lấp lánh, hơn nữa còn có từng bãi bột phấn. Tất cả cái này đều là hồn tinh, Ảnh Phong nuốt vài ngụm nước miếng, lộ ra bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm lại không quan tâm những hồn tinh này, ánh mắt lập tức rơi vào một cái hắc sắc hình cầu to lớn. Hắc sắc hình cầu lớn như vậy, sương mù màu đen cuồn cuộn xoay quanh, hồn lực bàng bạc bị cái hình cầu màu đen điên cuồng thôn phệ. Tiểu Kim lợi chảo điên cuồng công kích tới hình cầu màu đen, trong miệng phun ra từng đạo kim sắc hỏa diễm. Quỷ dị là cái hình cầu màu đen bất phi sở động, bên ngoài tựa như tường đồng vách sắt, căn bản không thể phá mở. Đây là đồ vật quỷ quái gì vậy? Ảnh Phong cũng bị tiếng vang cực lớn kia hấp dẫn, nhìn thấy hình cầu màu đen, sắc mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm tay phải xoa xoa cằm, híp hai mắt đánh giá hắc sắc hình cầu, đột nhiên nói ra, người cảm thấy nó như cái gì? Như cái gì? Ảnh Phong hơi sững sờ, trong lúc nhất thời vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lúc dò xét về sau mới phát hiện bên trong hắc sắc hình cầu vậy mà truyền đến từng đợt thanh âm nhịp tim. Trứng, cái này giống một quả trứng. Ảnh Phong cả kinh kêu lên. Cái gì giống một quả trứng, đây vốn chính là một quả trứng. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hắn xác định lúc trước hẳn là cự đản này gây ra loại cảm giác bất an kia. Tiểu Kim công kích nó làm gì? Ảnh Phong nghi hoặc nhìn Tiểu Kim. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, cự đản này đang muốn ấp trứng sao? Tiêu Phàm không cho rằng Tiểu Kim làm chuyện vô ích ngăn cản cự đản ấp trứng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng đi lên, bắt đầu thu thập hồn tinh trên mặt đất. Lục giai hồn tinh bình thường đối với hắn mà nói đã không có tác dụng quá lớn, cho nên hắn chỉ chọn những hồn tinh thất giai. Đương nhiên, đại bộ phận hồn lực hồn tinh đã bị tiêu tán không ít, hẳn là bị cự đản kia hấp thu. Còn lo lắng cái gì, nhanh hỗ trợ coi. Nhìn thấy Ảnh Phong còn đang ngẩn người, âm thanh Tiêu Phàm hét lớn vang lên. Đến đây, Ảnh Phong lấy lại tinh thần, cũng bắt đầu thu thập. Những hồn tinh này đối với hắn mà nói cũng cực kỳ chân quý, chỉ ít trong thời gian ngắn đột phá cũng cần hồn lực. Ong ong cũng đúng lúc này, quả trứng lớn màu đen khẽ run lên, bắt đầu lay động mãnh liệt, tựa như thập phần khó chịu với hành động của bọn Tiêu Phàm. Từng đợt ô quang hóa thành từng đạo công kích sắc bén hướng về bọn hắn đánh tới. Còn chưa ra khỏi trứng cũng muốn dọa chúng ta, Tiêu Phàm mặt coi thường, lấy tay vung lên.
công kích kia liền biến thành hư ảo. Quả trứng lớn màu đen nhìn thấy công kích vào Tiêu Phàm đều vô dụng, lập tức quanh thân hiện lên mấy cái vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hồn lực trong hồn tinh. Ken két, từng khỏa hồn tinh nổ tung, hồn lực bàng bạc xông thẳng vào cự đàn. Tiêu Phàm và Ảnh Phong mặt coi thường, luận tốc độ cướp đoạt hồn tinh, quả trứng lớn màu đen làm sao có thể so sánh cùng bọn hắn. Huống chi còn có Tiểu Kim, trực tiếp mở cái miệng rộng, mảng lớn hồn tinh liền bay vào trong miệng hắn. Hai người cũng dứt khoát không chọn lựa, hồn lực quét qua, mảng lớn hồn tinh bị hai người đưa vào bên trong hồn giới. Bọn hắn không cần luyện hóa, tốc độ tự nhiên nhanh không ít. Quả trứng lớn màu đen có chút nóng nảy, run lên bần bật, hướng thẳng đến chỗ bọn Tiêu Phàm. Tiểu Kim phản ứng cũng cực nhanh, một móng vuốt trực tiếp phung lên, quả trứng lớn màu đen bị bắn ra, hung hăng nện ở trên vách đá dựng đứng, hang động cũng bắt đầu rung rung. Mặc dù một chảo này không phá nổi phòng ngự của quả trứng lớn màu đen, nhưng để ngăn cản quả trứng lớn màu đen vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Ken két đột nhiên một trận thanh âm thanh tịnh vang lên, chỉ thấy giữa quả trứng lớn màu đen xuất hiện một vết nứt, một cỗ khí tức đáng sợ từ trong kẽ hở kia gào thét mà ra. Đánh vỡ, Ảnh Phong kinh ngạc nói, một loại cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng. Không phải đánh vỡ, mà là nó tự mình muốn đi ra. Tiêu Phàm lông mày nhíu chặt, Tiểu Kim trước đó công kích lâu như vậy đều không thể đánh vỡ, làm sao có thể một cái liền phá vỡ được. Khả năng duy nhất chính là thứ bên trong quả trứng lớn màu đen chuẩn bị phá xác ra. Giống, Tiểu Kim ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm phun ra, dọc theo vết nứt quả trứng lớn màu đen tràn vào. Lệ một tiếng gầm gừ bén nhọn, phẫn nộ từ bên trong quả trứng lớn màu đen truyền ra. Khí tức đáng sợ khiến Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong rút lui mấy bước. Bát giai, con người Ảnh Phong co rụt lại, vẻn vẹn khí tức cái này đã ép bọn hắn không thở nổi. Không phải bát giai, khí tức này là cửu giai. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trong lòng kinh đào hải lãng. Cỗ khí tức này so với lúc Tiểu Kim phát ra khí tức biến thành Hoàng Kim Thánh Sư không lẫn vào nhau được. Cửu giai hồn thú đó, đây chính là tương đương với tồn tại chiến thánh. Nếu như không phải nhìn thấy Tiểu Kim không có bất kỳ vẻ sợ hãi gì, Tiêu Phàm đã sớm co cẳng chạy. Quả nhiên mấy tức sau, khí tức kia chậm rãi yếu dần, sau một lát liền dừng lại ở chừng thất giai, cùng tương xứng Tử Điện Điêu ở ngoại giới. Nhưng mà còn không có dấu hiệu đình chỉ, khí tức kia cuối cùng dừng lại ở lục giai đỉnh phong, cùng Tiểu Kim không có mấy sai biệt lắm. Tiểu gia hỏa này vậy mà đang gạt chúng ta. Ảnh Phong một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm quả trứng lớn màu đen. Lúc quả trứng lớn màu đen phóng thích khí tức, Ảnh Phong trước tiên liền muốn chạy trốn. Nếu như không phải Tiêu Phàm không nhúc nhích, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại. Tu luyện lâu như vậy, Ảnh Phong còn chưa bao giờ bị một đầu hồn thú lừa qua, cũng khó trách hắn tức giận như vậy. Ngươi cảm thấy lục giai hồn thú trí lực không bằng nhân loại sao? Tiêu Phàm bĩu môi. Trong lòng hắn trầm ngâm, cửu giai khí tức không phải giả, rất có thể đồ vật trong này cũng nắm giữ huyết mạch cửu giai hồn thú, chỉ là không biết là hồn thú gì. Trong lòng Tiêu Phàm lóe qua một tia chờ mong, nếu như là huyết mạch cửu giai hồn thú, hắn vô luận như thế nào đều phải liều mạng một cái, nhất định phải hàng phục nó. Hàng phục một đầu cửu giai hồn thú con, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Oanh, một tiếng nổ vang, quả trứng lớn màu đen kia ầm vang nổ tung. Hóa thành vô số lợi nhận phóng tới bốn phương tám hướng, hang động rung động kịch liệt, đất đá điên cuồng rơi xuống. Cũng may Tiểu Kim kịp thời xuất thủ, bằng không Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong đoán chừng đã bị đánh thành cái sàng. Cho dù như thế, hai người cũng cảm giác được mình dạo một vòng quỷ môn quan. Thời khắc Tiêu Phàm và Ảnh Phong nhìn lại, phát hiện quả trứng lớn màu đen biến mất, thay vào đó là một quái vật dài đến 2 mét. Nó ngồi xổm ở đấy. Lông vũ hắc sắc như cương châm tinh thiết rèn đúc, sắc bén đến cực điểm, phát ra băng lãnh u quang. Con người đen kịt bắn sát khí ra bốn phía, giống như nhìn thấy món ăn ngon, cong cong miệng, bắn ra hàn mang như một chuôi loan đao, móng vuốt tráng kiện hữu lực, sắc bén lăng lệ. Hô hô, hai cánh chấn động, bên trong hang động lập tức phong vân đột biến. Vô số phong nhận phong bạo hướng về Tiêu Phàm công kích tới, trong mắt lóe lên một tia lợi mang tàn nhẫn. Cửu giai hồn thú, ám dạ minh chuẩn, Ảnh Phong kêu lên sợ hãi, trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Đi mau,
Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái, lôi kéo Ảnh Phong hướng ra ngoài hang động. Hắn như thế nào không biết ý nghĩ trong lòng Ảnh Phong, thế nhưng hàng phục một đầu cửu giai hồn thú không phải thật sự đơn giản. Thứ nhất phải có đầy đủ thực lực, thứ hai cũng phải có đầy đủ thực lực. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều không có. Chỉ là khí tức trên người ám dạ minh chuẩn phát ra đã đến gần thất giai, mặc dù còn thiếu một chút, nhưng một bước đó lại không xa. Giống, lúc Tiêu Phàm và Ảnh Phong rời khỏi hang động kia, bên trong truyền đến thanh âm phẫn nộ của Tiểu Kim. Rất hiển nhiên Tiểu Kim đang tấn công ám dạ minh chuẩn. Công tử, hiện tại làm sao bây giờ? Ảnh Phong trợn tròn mắt, Tiểu Kim vậy mà cùng ám dạ minh chuẩn đánh nhau rồi. Tiểu Kim cũng nóng lòng không đợi được mà thôi. Tiêu Phàm nhún vai, một bộ dáng không liên quan tới ta. Ngươi không lo lắng, Ảnh Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nếu là Tiểu Kim chết ở dưới móng vuốt ám dạ minh chuẩn vậy coi như một tổn thất lớn. Ta tin tưởng Tiểu Kim, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nói không lo lắng là không thể nào, nhưng Tiểu Kim cũng có ngạo khí, cùng là huyết mạch cửu giai hồn thú, không thể nào bỏ chạy. Hơn nữa Tiểu Kim và ám dạ minh chuẩn đều là lục giai đỉnh phong. Tiểu Kim chưa chắc sẽ bại dưới ám dạ minh chuẩn. Chúng ta ra ngoài chờ. Hồi lâu, Tiêu Phàm nhấc chân lên hướng bên ngoài hang động đi ra. Ảnh Phong ba bước quay đầu một lần, hết sức không muốn ra ngoài. Tiêu Phàm và Ảnh Phong hai người cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi hang động. Khiến hai người thở phào là Tử Điện Điêu cùng Hỏa Lân Thú cũng không ngồi chờ bên ngoài. Rốt cục cũng yên tĩnh. Ảnh Phong ngồi ở bên trên một gốc cổ thụ cách cửa động không xa, công tử, người nói vì sao Tử Điện Điêu và Hỏa Lân Thú sợ ám dạ minh chuẩn. Nếu như ngươi nhìn thấy chiến đế, thậm chí chiến thánh sẽ không chút do dự giết ngươi, ngươi có sợ hay không? Tiêu Phàm cười cười. Ảnh Phong không khỏi run run, chiến đế, chiến thánh đều là cường giả trong truyền thuyết, có thể nào không sợ? Tử Điện Điêu và Hỏa Lân Thú cũng chưa chắc biết rõ bên trong huyệt động này là ám dạ minh chuẩn. Ảnh Phong vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Có lẽ biết, cũng có lẽ không biết. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn từ trên người ám dạ minh chuẩn cũng cảm nhận được một cỗ khí tức riêng biệt. Ám dạ minh chuẩn trước kia hẳn không phải là cửu giai ám dạ minh chuẩn, mà là phát sinh biến dị nào đó mới trở thành cửu giai hồn thú. Hơn nữa thực lực ám dạ minh chuẩn trước kia cũng tuyệt đối không chỉ là lục giai đỉnh phong. Hồn tinh trong huyệt động kia cũng đủ để chứng minh ám dạ minh chuẩn thuế biến đáng sợ đến cỡ nào. Điểm này Tiêu Phàm cũng hoài nghi, một đầu hồn thú cao giai biến dị, vì sao tu vi sẽ hạ xuống. Nghĩ không ra, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục đắm chìm bên trong vấn đề này. Nếu như không biết mà nói, Tử Điện Điêu bọn hắn không cần thiết phải sợ hãi. Ảnh Phong lại hỏi. Nhưng lúc nhìn thấy Tiêu Phàm ý vị thâm trường, Ảnh Phong lập tức minh bạch. Có lẽ Tử Điện Điêu và Hỏa Lân Thú không biết trong huyệt động là ám dạ minh chuẩn, nhưng chỉ muốn biết rõ, thứ tồn tại bên trong không phải bọn hắn có thể đụng vào. Tựa như một tu sĩ cấp thấp cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội với tu sĩ cao giai. Hai người một trận trầm mặc, lặng lặng chờ đợi Tiểu Kim cùng ám dạ minh chuẩn kết thúc trận chiến, thời gian ở đây cũng chậm rãi trôi qua. Cứu đột nhiên, một tiếng quát chói tai từ trên cao truyền đến, thanh âm này quá quen thuộc, Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong bỗng nhiên lách mình, chuẩn bị xông vào bên trong hang động. Nhưng mà thời khắc bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không lại phát hiện, Tử Điện Điêu vậy mà đang điên cuồng chạy trốn. Trên lưng Tử Điện Điêu mơ hồ còn đứng một bóng người. Ngay sau đó, vài luồng khí tức cường đại từ phía sau đuổi tới. Dừng lại, người dám cướp Tử Điện Điêu. Sở ra ta tuyệt không để yên cho ngươi. Một tiếng khẽ kêu trong đám người truyền đến, đó là một thiếu nữ mặc váy trắng. Cũng đúng lúc này, bóng người trên lưng Tử Điện Điêu đột nhiên từ trên lưng lấy ra một mũi tên, trường cung trong tay kéo căng, một cỗ khí thế ác liệt tản ra. Tử Điện Điêu là bằng hữu của ta, các ngươi không cần tiếp tục dây dưa, bằng không đừng trách ta vô tình. Một thanh âm trầm thấp từ trên lưng Tử Điện Điêu truyền đến. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong dậm chân mà lên, đứng ở trong cổ lâm, lúc này mới thấy bóng người kia. Đó là một thiếu niên 17-18 tuổi mặc bộ áo bào xanh gọn gàng, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra quang trạch trắng nõn, tóc đen dày đặc choàng sau vai, cho người ta một loại cảm giác sáng sủa, siêu phàm. Tay hắn nắm trường cung, một bộ khí thế hiên ngang mảy may không sợ cường giả phía sau. Hỗn trướng,
Tử điện điêu này là chúng ta phát hiện ra trước, ngươi là cường thủ cướp đoạt. Nữ tử váy trắng bực tức nói, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Cường thủ cướp đoạt, 10 năm trước ta nhận biết tử điện, ngươi nói là các ngươi phát hiện ra trước. Còn người thiếu niên mặc áo bào xanh cũng chậm chậm biến thành băng lạnh. Nói không bằng chứng, ta nói phải, chính là phải. Thiếu nữ váy trắng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thập phần bá đạo nói. Là ai cường thủ cướp đoạt, các ngươi thực sự là vô sỉ, thiếu niên áo bào xanh tức giận nói. Lý đoàn trưởng, viên lão, giết hắn cho ta, thiếu nữ váy trắng nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng ra giá thật lớn, đặc biệt vì bắt thương mang cốc tử điện điêu mà đến, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Mắt thấy tử điện điêu đang ở trước mắt, nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Rất hiển nhiên, đám người này chính là kẻ mấy ngày trước bị hồn thú bạo loạn đuổi ra khỏi thương mang cốc. Đúng, Lý Phong Vân cùng một lão giả áo xám gật đầu, lách mình hướng lấy tử điện điêu đánh tới. Vậy liền không có thương lượng, thiếu niên áo bào xanh thần sắc lạnh lẽo. Thương lượng, người đi chết đi, thiếu nữ váy trắng gần như gầm hét lên, nhìn về phía thiếu niên áo bào xanh, ánh mắt tựa như nhìn một người chết. Ta không muốn giết người. Người lại muốn giết ta, lục bá bá quả nhiên nói không sai, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Thiếu niên áo bào xanh trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạn. Sau đó đột nhiên giơ trường cung trong tay lên, lấy một cái mũi tên, kéo thành căng. Mũi tên phá không mà ra, hướng không trung vọt tới, mũi tên xẹt qua hư không truyền ra một thanh âm tiếng rít. Oanh, mũi tên đột nhiên nổ tung giống như pháo hoa nở rộ. Tiếng vang cực lớn chấn động trên không thương mang cốc. Đây là đang làm gì? Nơi xa, ảnh phong cổ quái nhìn trên không, không hiểu vì sao. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng thiếu niên áo bào xanh chuẩn bị đại sát đặc sát, nào sẽ nghĩ đến hắn vậy mà bỏ chạy. Người cảm thấy hắn là một chiến vương cảnh, tăng thêm một đầu tử điện điêu lại dám làm đối thủ với nhiều người như vậy sao? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nhưng trong lòng thì hơi hơi ngưng tụ. Nếu quả thật như thiếu niên áo bào xanh nói, 10 năm trước hắn đã nhận biết tử điện điêu, vậy thì có chút đáng sợ. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm nghĩ đến, ảnh phong cũng trong nháy mắt nghĩ đến. Vừa dứt lời, bên trong thương mang cốc lập tức phát ra một tiếng giống rung trời, vô số thân ảnh từ trong cổ lâm xông ra. Hồn lực bàng bạc cuồn cuộn, hư không không ngừng rung động. Vô số phi cầm cấp tốc hướng về vị trí thiếu niên áo bào xanh bay tới, như là vệ binh. Sắp xếp quanh bốn phía hắn, con người hung lệ lạnh lùng liếc nhìn đám người đối diện. Phía dưới còn có rất nhiều hồn thú nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm không trung. Lý Phong Vân cùng lão giả áo xám vội vàng ngừng thân hình, sắc mặt khó coi vô cùng, lão giả áo xám hét lớn, tiểu thư, đi mau. Không cần lão giả áo xám nhắc nhở, thiếu nữ váy trắng cùng nữ tử váy đen cũng không phản ứng kịp, sắc mặt trắng bệch vô cùng, muốn chạy trốn cũng không dám trốn. Các nàng rốt cục biết rõ câu nói trước đó của thiếu niên áo bào xanh kia cũng không lừa các nàng, là thật sự đã sớm nhận biết tử điện điêu. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới giết đi, chúng ta đấu với các ngươi. Thiếu niên áo bào xanh xếp bằng ở trên lưng tử điện điêu, nghiền ngẫm nhìn hơn 20 người đối diện. Giết, lấy cái gì đi giết? Nữ tử váy trắng hận không thể quất chết thiếu niên áo bào xanh. Thế nhưng hiện tại nàng muốn động cũng không dám động. Lần trước hồn thú bạo động, nàng đã khắc sâu trong lòng, thấu hiểu rất rõ những hồn thú phát cuồng là cực kỳ nguy hiểm. Các hạ, chúng ta sẽ rời đi, thấy thế nào? Hồi lâu, nữ tử váy đen hít sâu khẩu khí, bình tĩnh nói. Rời đi, thời điểm bảo các ngươi để bọn ta rời đi, các ngươi nói thế nào? Làm tổn thương bằng hữu của ta hiện tại liền muốn như thế rời đi. Thiếu niên cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Váy đen nữ tử trầm giọng nói, ngữ khí cũng trở nên cường ngạnh. Ta cũng sẽ không giết các ngươi. Thiếu niên híp mắt, nhàn nhạt nhìn thiếu nữ váy trắng. Váy trắng nữ tử thần tình biến đổi, tên gia hỏa này sẽ không đánh chủ ý lên ta chứ. Bình thường các ngươi tự cho là cao cao tại thượng, ta rất muốn lĩnh ngộ một cái, các ngươi bị người khác dẫm ở dưới chân xem có tư vị gì. Thiếu niên áo bào xanh tiếp tục nói, tát nàng ba cái. Bằng không các ngươi ai cũng đừng mong rời đi. Ngươi, thiếu nữ váy trắng nhìn hằm hằm thiếu niên áo bào xanh, chẳng qua là khi nhìn thấy thiếu niên áo bào xanh con ngươi băng lãnh, quả thực là một chữ đều không nói được.
phía sau nàng nguyên một đám cúi đầu, ai cũng không dám động thủ, một khi động thủ, chết không phải chỉ bọn hắn, còn có gia tộc bọn họ. Thực sự là hả giận a, những đại gia tộc này quá ngang ngược, nên hảo hảo đả kích một chút. Ảnh Phong nhếch miệng cười nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn cảm giác thiếu niên áo bào xanh thật không đơn giản, nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng thực chất bên trong lộ ra một cỗ ngạo khí, còn có một loại bá đạo. Làm sao, muốn ta tự mình động thủ sao? Thanh âm thiếu niên áo bào xanh băng lãnh vang lên lần nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.